Xin chào các bạn. Hôm nay Chuyện 23S xin gửi tới các bạn bộ truyện độc quyền của tác giả Vũ Ngọc Hương. Các bạn hãy ủng hộ Hạ Vi và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Máy bay xanh ra trời đáp xuống thành phố Hà Nội nhộn nhịp đúng 8 giờ 15 phút sáng. Sau một hành trình dài, Trần Diệp Anh có chút mệt mỏi, chống tay lên chiếc vali kéo. Cô gái trẻ xinh đẹp ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt. Giữa bao khuôn mặt xa lạ, nhận ra khuôn mặt thân thương của mẹ, Diệp Anh liền ào đến, tay giơ cao lên trời vẫy vẫy, mừng đến nỗi nói cũng không liền mạch. Mẹ, mẹ, con đây. Ôi, con gái bé bỏng của mẹ. Bà Thu Hoài vươn tay ôm lấy con gái cưng vào lòng, vừa chào đón vừa vỗ về. Khuôn mặt dịu hiền xinh đẹp của bà bừng sáng, đôi mắt ánh lên niềm vui. Bà xúc động nói, lâu quá rồi, cũng phải đến gần một năm rồi, con gái mẹ độ này lên cân thì phải. Đang vui lại đứt dây đàn, đợt vừa rồi bận rộn nên Diệp Anh lười tập thể dục, thành ra 3 vòng có hơi phì nhiêu hơn lúc trước một tẹo, chứ cô tự thấy mình vẫn mi nhon chán. Diệp Anh xịu mặt cười cười bào chữa, tại đồ ăn Mỹ nhiều calo hơn đồ ăn Việt mẹ ạ, mà con có béo đâu, vừa xinh nhá. Mẹ biết rồi, Diệp Anh của mẹ lúc nào cũng xinh. Bà Thu Hoài âu yếm nhìn con gái, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều. Diệp Anh khoác tay mẹ, cùng bà Hoài bước về chiếc xe hơi chờ sẵn bên ngoài, khẽ hỏi, hôm nay bố bận gì à mẹ? Ừ, dạo này công ty nhà mình nhiều việc linh tinh lắm. Thôi, mình về nhà đi con. Trên xe, bà Thu Hoài hỏi Diệp Anh đủ thứ chuyện. Lần gần nhất Diệp Anh về nhà là dịp Tết. Học bên Mỹ 2 năm, cô về nước 2 lần đều đặn vào dịp Tết. Về đến nhà là 9 giờ sáng, Diệp Anh nằm vật ra giường, nhanh chóng thiếp đi. Cô Diệp Anh, cô có dậy ăn trưa không? Nghe tiếng động, Diệp Anh chợt tỉnh giấc. Chị giúp việc vào phòng tới lúc nào. Chị đặt ly nước cam lên bàn, vui vẻ hỏi chuyện bên Mỹ. Diệp Anh mệt mỏi đáp lại chị ấy mấy câu, uống ực cốc nước cam rồi cầm điện thoại lên tay. Âm giọng lanh lảnh ngạc nhiên vang lên, à, Diệp Anh! Con dở, tao về rồi này! Diệp Anh nghe tiếng hét đầu dây bên kia. Kim Ánh, bạn thân của cô, đang gào rú lên, tuyệt vời, tao nhớ mày quá! Tối nay đi đâu tụ tập đi? Chắc chắn rồi, rủ thêm con Chi với con Hà nữa là đủ bộ. Ok. Kim Ánh nhắn Diệp Anh địa chỉ một quán bia có lẩu nướng. 4 đứa con gái lâu ngày không gặp quyết định đi nhậu với nhau. Diệp Anh đọc tin nhắn, quán này cách nhà cô tới 10 km, nhưng không sao cả, vui là chính. Ăn trưa với mẹ mà đầu óc Diệp Anh cứ lơ mơ. Nghe bà Hoài nói dạo này bố cô quá bận, thường xuyên phải ăn ở công ty không về nhà được, cô chỉ biết thở dài. Con gái rượu 8 tháng không gặp mà bố cô cũng không thể về sớm. Có điều chuyến bay nhiều tiếng đồng hồ làm cô kiệt sức, giờ cô chỉ muốn ngủ thôi. 6 giờ chiều, Diệp Anh đến một trung tâm thể hình khá nổi tiếng có tên Sunny đăng ký thành viên. Cô dự định mỗi ngày sẽ qua đây vận động cho khỏe người, còn để trở về mức cân nặng lý tưởng nữa. Chị cho em xin tên đầy đủ ạ? Trần Diệp Anh. Đây, em gửi chị thẻ thành viên. Diệp Anh mỉm cười, nhận thẻ từ tay cô bé quản lý trung tâm. Phí tập luyện tại trung tâm Sunny này có hơi cao, nhưng ở đây nhiều thiết bị hiện đại, view cũng rất đẹp, cơ sở vật chất cao cấp như khách sạn 5 sao. Tập một hồi vã mồ hôi, Diệp Anh tắm rửa nhanh rồi bắt taxi ra quán bia. 3 đứa bạn thân của cô cũng tề tựu đông đủ, cũng bia tưng bừng chẳng kém đấng mày dâu nào. Nói gì thì nói, vừa tập thể thao nóng được xong, uống bia phê không để đâu cho hết. Chuyến này mày về nước luôn, hay lại quay về bến thế? Thanh Hà hỏi Diệp Anh. Tao về luôn, học xong rồi, ở lại cũng chán lắm, tao thèm bún riêu cua, thèm bún đậu mắm tôm. Không đem phải đính kèm về theo à? Linh Chi nhớn mày thắc mắc. Yêu sớm làm gì cho khổ. Mày nghĩ ai cũng dại như mày đấy à? Mẹ, con mà ế rồi thì có. Kim Ánh cười đều. Tao mà ế thì chúng mày chỉ có chó lấy nhá. Kim Ánh chọc vào eo Diệp Anh một cái. Cả lũ con gái lại vô rất nhiệt tình. Chuyện qua chuyện lại bao nhiêu thời gian cũng không đủ. Tiểu lượng của Diệp Anh khá tốt. Khi 3 cô gái kia đã ngà ngà say thì cô vẫn còn tỉnh táo. Mấy cô gái cũng biết điểm dừng, thế nên kéo nhau ra quầy thanh toán, còn rủ Diệp Anh đi tăng 2. Nhưng cô cảm thấy mệt nên cả nhóm quyết định giải tán. 3 cô bạn đi xe máy nên nhanh chóng phóng về hết, còn mình Diệp Anh đứng chờ taxi. Thời tiết đã vào cuối thu, tiết trời se se lạnh. Diệp Anh khẽ run lên, bắt 2 tay vào nhau, cảm thấy hơi tiếc vì không đem theo áo khoác. Nơi này khá vắng vẻ, đèn điện trên cao nhập nhoạng, đứng chờ một mình cảm thấy hơi sợ sợ. Cô quyết định bước nhanh về phía đường lớn. Diệp Anh rảo bước nhanh, cô cảm thấy hình như có người chạy theo phía sau, mồ hôi vô thức túa ra. Cô nhắc bản thân cần phải bình tĩnh. Cô nghe nói an ninh Việt Nam rất ổn cơ mà. Trấn an bản thân, Diệp Anh nín thở không dám nhìn lại, tự dặn mình phải chạy cho nhanh. Diệp Anh hốt hoảng rồi lịm đi. Không phải bàn tay nào cho cô thuốc mê, mà dường như cô bị ai đó điểm huyệt ngất đi. Một hồi lâu sau, Diệp Anh lơ mơ tỉnh lại, muốn cọ quậy mà không cọ quậy nổi, vì cô bị ai đó trói vào một góc nhà. Trời đất ơi, có khi nào là bọn bắt cóc buôn người không? Miệng Diệp Anh bị dán băng dính, cô không sao kêu được, chỉ ư ư. Bỗng cô giật mình khi phía cửa vang lên tiếng động. Từ cánh cửa mở tung ra, có hai người đàn ông cao to lực lưỡng tiến nhanh vào phòng. Bọn chúng vừa cởi trói cho Diệp Anh vừa giục nhau: "Đưa nó đi nhanh kẻo bà Mai biết. Con này, mày biết bà Mai là ai không mà dám chọc ổ kiến lửa?" Diệp Anh lắc đầu điên cuồng. Nghe bọn nó nói mà cô tức lộn tiết. Bà Mai là ai chứ? Cô quan tâm gì đến bà ta? Cái gì mà chọc ổ kiến lửa? Bọn chúng tháo xong dây trói cho Diệp Anh. Một gã cõng cô trên vai mà cô vùng vẫy. Sức cô không lại được với chúng. Miệng cô vẫn không thể nói được, chỉ cố sức phát ra âm thanh ư ư ầm ĩ. Tay chân cô loạn đập vào người bọn chúng. "Cầm mồm! Chúng ông đang cứu mày đấy con kia!" "Cứu? Cứu mà thế này sao?" Diệp Anh vừa cáu vừa bất lực, nước mắt cứ thế ứa ra, muốn chửi cũng không thể chửi nổi. Đèn thế không biết, đúng cái ngày đầu tiên cô về Việt Nam, còn chưa gặp được bố, đã bị đứa nào tóm thế này rồi. Bọn người côn đồ lạ mặt tống Diệp Anh lên một thùng xe tải. Không bao lâu sau chiếc xe lăn bánh. Cô vẫn đang bị trói tay trói chân, toàn thân chẳng thể làm gì được ngoài việc lùi người vào sâu bên trong. May sao hai tên này không làm gì cô cả, dường như bọn chúng tuân theo lời sai khiến của ai đó. Cô vẫn cứ ứa nước mắt cảnh giác nhìn chúng, lồng ngực tức đến nghẹt thở. Chiếc xe tải lầm lũi di chuyển một quãng đường, sau 30 phút thì rẽ vào một biệt thự trắng biệt lập nổi bật trong màn đêm. Lại gì nữa đây, cô điên mất thôi. Thoát được khỏi đây cô nhất định phải kiện cho bọn chúng tù mọt gông. Một trong hai tên lại vác Diệp Anh lên vai, bước nhanh vào ngôi biệt thự. Mọi chuyện xảy đến bất thình lình và vô lý đến mức cô còn không tin vào hiện thực. Nhưng dù sao sự thật vẫn là sự thật. Gã vác Diệp Anh ném cô một phát ngã lăn lông lốc ra sàn, một căn phòng có vẻ là phòng khách xa hoa của ngôi biệt thự này. Ngay khi cô kịp trấn tĩnh lại, một âm giọng đàn ông trầm trầm xa lạ từ phía cửa vang lên: "Đưa nó đến đây rồi à?" "Nó đây anh Đức." Diệp Anh nhìn người đàn ông trẻ cao lớn vừa bước lại. Cô có chút ngỡ ngàng trước diện mạo người vừa bước vào phòng. Hắn ta thực sự rất đẹp, mặt mũi hắn sắc nét tinh tế đến rung động lòng người. Cô hơi ngạc nhiên khi hắn đeo găng tay trong thời tiết thu này, ăn mặc cũng rất kín đáo. Sợ hãi lùi người về phía sau, cơ thể Diệp Anh vô thức run lên. Cướp! Ấy! Song sử! Có phải hắn đang có ý đồ đó với cô như trên báo thường đăng hay không? Phan Đức hất hàm, một trong hai gã tay sai hiểu chuyện liền kéo dẹt băng dính trên miệng Diệp Anh. Miệng được tự do rồi cô lập tức gào lên: "Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi vô cớ?" Phan Đức hừ nhạt lạnh giọng: "Chuyện đó cô còn hỏi tôi sao? Cô tốt nghiệp lớp diễn xuất được đấy." "Cái gì mà diễn xuất? Mấy người bắt cóc vô cớ, tôi sẽ kiện các người." Gã tay sai to béo đẩy Diệp Anh một cái vào vai làm cho cô đau thấu xương thấu phổi. Cô nhăn nhó lê người về phía trước. "Nói, cô quen ba tôi từ bao giờ?" Phan Đức cất giọng hỏi. Diệp Anh ngơ ngác, đỏ gay mặt mũi quát lên: "Tôi không quen biết gì ba anh hết. Ba anh là ai tôi còn không biết." "Con này già mồm!" Lại thêm một cú đẩy vào vai nữa từ tên to béo. Cô nhớ không nhầm thì bọn chúng nói là cứu cô kia mà. Cô nhăn nhó lùi người thêm, người co lại như con tôm. Nhận thức ra vấn đề liền gào lên: "Các người nhầm người rồi, nhầm rồi. Thả tôi ra đi, tôi sẽ không kiện các người đâu. Chỉ là nhầm lẫn thôi." "Nhầm? Bọn ông không bao giờ nhầm. Con bé cướp chồng. Nếu hôm nay bọn tao không cứu mày từ tay bà Mai thì chắc chắn mày không còn mở được cái miệng ra nữa đâu." Cô nhận ra có nói gì với bọn chúng cũng là vô ích. Bọn chúng quyết khẳng định cô là kẻ nào đó mà cô không biết. Trên hết, thông tin về cô lâu nay được bố mẹ cô chi tiền để giữ kín bởi nạn bắt cóc tống tiền rất nhiều. Thế nên cô có chứng minh thế nào cũng rất khó. Túi sách của cô có thông tin cá nhân cùng điện thoại cũng đã rơi đâu mất rồi. "Các người có bằng chứng gì mà nói tôi là kẻ mà các người nhầm lẫn hả?" Diệp Anh chỉ nói ra được câu đó. Cá tay say gầy cười nhạt, ném vào mặt cô một sấp ảnh. Đó là những bức ảnh đại gia và kiều nữ ôm ấp nhau. Cô sốc không nói nên lời khi cô gái trong ảnh có khuôn mặt rất giống cô. Nhưng chúng chỉ là ảnh, góc chụp lại không rõ thế này, nhầm lẫn cũng là dễ hiểu thôi. Nhìn bọn người hung hãn trước mặt, Diệp Anh trợn tròn mắt sợ hãi lắc đầu. "Đó không phải tôi, các người nhìn kỹ lại đi, tôi và cô ta là hai người khác nhau hoàn toàn mà." "Chối này!" Vừa nói, Gã béo vừa đạp tiếp vào chân Diệp Anh đau điếng, nhăn nhó bực bội trong cơn đau. Cô không trách tên Đức khi hắn bắt cô về đây, chỉ trách hắn quá hồ đồ mà thôi. Âm thanh trầm trầm tiếp tục cất lên. Tôi bắt cô về đây là may mắn cho cô. Mẹ tôi muốn băm vằm cô ra kia kìa. Tôi cũng nghĩ chỉ vậy mới xứng với cô, nhưng như thế lại bẩn tay bà ấy. Phan Đức lắc đầu vỗ tay. Gã béo liền chạy ra bàn kính, đem một túi nhựa trắng ném vào người Diệp Anh. Phan Đức hất hàm. Cầm lấy, đừng bao giờ bén mảng đến gia đình tôi nữa. Không có lần hai may mắn cho cô nữa đâu, nhớ lấy. Diệp Anh sững sờ nhìn vào trong túi nhựa. Túi nhựa trắng này chứa một cục tiền. Hắn muốn dùng tiền để xử lý chuyện này sao? Có lẽ hắn sợ mẹ hắn gây tội, sau này công an truy ra lại lĩnh đủ. Thế nên hắn tìm cách khác êm chuyện hơn. Đúng là kẻ thừa tiền, nhưng cách xử lý của hắn không phải là không có lý. Còn khốn kia cần tiền nên mới bám ba của hắn. Hắn dùng tiền và cả lời dọa dẫm để đuổi cô ta đi, xem ra cũng khá nhân văn. Hiểu chuyện, Diệp Anh hậm hực nghĩ trong đầu. Bổn tiểu thư đây mà thèm tiền của các người à? Có điều đằng nào bọn họ cũng không muốn nghe cô giải thích. Cô phải lấy tiền cho bọn họ sáng mắt ra, coi như đền bù tổn thất tinh thần và cả mấy cú đá vừa rồi nữa. Diệp Anh đanh mặt gật đầu trầm giọng. Được thôi, đằng nào cũng thế. Còn nói gì các người cũng không tin. Tôi nhận lời tránh xa cả đại gia đình tông ty họ hàng liệt tổ liệt tông nhà các người ra. Thế là được đúng không? Phan Đức tỏ vẻ hài lòng gật gù. Cô biết điều hơn rồi đấy. Tôi nghe nói mẹ cô đang ốm cần tiền, cầm lấy mà cứu bà ta. Anh ta nói xong quay lưng bỏ đi. Diệp Anh lắc đầu, thở dài một hơi nói với theo. Thả tôi ra đi, anh yên tâm tôi sẽ giữ lời, tôi hứa đấy. Khi Phan Đức rời khỏi phòng, hai gã tay sai tháo dây trói chân tay cho Diệp Anh, lôi cô sành sạch ra ngoài. Bọn chúng đưa cô lên một chiếc xe hơi 4 chỗ, rồi lái xe quay lại thành phố. Chiếc xe hơi đen bóng lăn bánh trong ánh đèn hiu hắt. Khi trở lại nơi Diệp Anh bị bắt lên, cũng là nơi quán bia đã đóng cửa. Không gian xung quanh im lìm, xe mới dừng lại. Nhìn đồng hồ trên xe, Diệp Anh chán nản nhận ra gần 12 giờ đêm. Cô đành tặc lưỡi. Thôi, coi như cô đi chơi tăng 2 cho bố mẹ cô đỡ lo vậy. Tay chân Diệp Anh đã không còn bị trói. Cô cầm túi tiền định mở cửa, nhưng cửa không thể nào mở ra được. Cô cau có quát. Các người còn chưa mở cửa ra à? Em gái, anh Đức vừa nhắn là bọn anh nhầm người rồi. Em gái thông cảm cho bọn anh. Cho bọn anh xin lại tiền. Diệp Anh nhìn bọn họ đầy nghi hoặc. Dù sao cô cũng không thể giữ được món tiền này khi bọn chúng đã nói vậy. Vùng tay ném lại túi tiền cho bọn chúng. Cô chỉ mong sớm thoát thân mà thôi. Mở cửa cho tôi. Hai gã tay sai nháy mắt với nhau cười nguy hiểm. Diệp Anh nổi hết cả da gà da vịt lên. Nhưng may sao cửa cũng mở ra. 3 chân 4 cẳng cô chạy thục mạng. Bắt gặp chiếc túi xách của mình bị vứt lại bên vệ đường. Bên trong chẳng còn gì. Cô liền tóm lấy nó rồi tiếp tục vẫy taxi. Xùi tận mạng. Cô chửi thề một tiếng trong cổ họng. Chỉnh lại quần áo tóc tai, Diệp Anh bấm chuông cửa. Chị giúp việc chạy ra vội đón cô chủ. Diệp Anh liền hỏi. Bố em về chưa chị? Ông chủ về rồi, cô về muộn thế. Nhớ lại chuyện kinh khủng ban nãy. Thực ra lúc này Diệp Anh vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng cô không muốn mọi người lo lắng. Chỉ đơn giản là hiểu lầm. Bọn chúng cũng đã nhận ra sự thật rồi, coi như cho qua đi. Cô bị đạp mấy cái, đau thì có đau, nhưng cũng còn may là bọn chúng đem cô đi. Nếu như bị bà Mai kia xử lý, dễ chừng cô không toàn mạng mà về được nhà như lúc này. Mặt mũi cô cũng không có gì khác lạ, bọn chúng chỉ đánh vào vai với lưng thôi. Khuôn mặt mệt mỏi cố nặn một nụ cười, Diệp Anh trả lời chị giúp việc. Ai, mấy đứa con gái lâu ngày không gặp mà chị. Bố em còn thức không chị? Có đấy cô, cả hai ông bà đều chờ cô về. Hai người gọi cô không được nên lo lắng lắm. Lòng có chút sốt ruột, Diệp Anh bước nhanh vào phòng khách. Ông Minh Thành cùng với bà Thu Hoài thấy con gái, lòng như chút được tảng đá đè nặng liền đứng cả dậy. Bà Hoài nhăn mặt trách móc. Diệp Anh, sao con về muộn không báo cho bố mẹ một tiếng? Bố mẹ cứ lo có chuyện gì. Bố mẹ khéo lo, bọn con ăn uống xong lại rủ nhau đi karaoke nên mới về muộn thế thôi. Với cả, con chẳng biết đứa nào lấy mất điện thoại với cả cái ví của con rồi. Thời buổi trộm cắp như rươi ấy. Chết, thế trong đó có gì quan trọng không con? Cũng không có gì đâu, con sao lưu hết rồi. Bố, dạo này bố gầy đi nhiều thế. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, ông Thành gượng cười đáp lời Diệp Anh. Công ty dạo này nhiều hợp đồng quá. Bố đốc thúc anh em làm cho nhanh, nhiều lúc còn nhảy vào làm cùng nữa. Làm thì làm, bố cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Diệp Anh lo lắng nhíu mày nhắc nhở. Ấm lòng trước sự quan tâm của con gái cưng, ông Thành gật nhẹ, thở hắt một hơi nói. Được rồi, thế việc bên kia xong hết cho con. Xong hết rồi bố ạ, bằng con cũng đem về đây rồi, bố yên tâm giao việc cho con gái chưa? Ông Thành cười khà khà, đôi mắt cong cong, ánh mắt tràn đầy tự hào nhìn con gái, gật đầu đáp. Được, sáng mai ra công ty với bố. Tuân lệnh giám đốc. Diệp Anh giơ tay kiểu quân đội, cả nhà ba người cùng cười rộn ràng. Một hồi, bà Hoài liền giục hai bố con đi ngủ, muộn lắm rồi. Giấc ngủ nhanh chóng kéo đến, Diệp Anh nhắc nhở bản thân quên hết đi những gì xảy ra tối nay. Phan Đức rõ ràng gây một ấn tượng lớn với cô, nhưng cô mong không bao giờ gặp lại hắn ta nữa. Tại biệt thự trắng nằm ở ngoại ô thành phố, sau khi hai vệ sĩ đưa Diệp Anh lên xe, Phan Đức vẫn còn bực bội trước ánh mắt tỏ vẻ ngây thơ vô tội của con nhỏ mất nết kia. Con nhỏ đó đẹp thật, chẳng trách. Chứng cứ đã rõ ràng, hơn nữa nhóm người của mẹ anh đã theo dõi cô ta từ lúc cô ta rời khỏi trung tâm thể hình Sunny, rõ ràng không thể nào sai được. Vậy mà cô ta cứ giả mồm chối cãi, bực thật đấy. Phan Đức tháo găng tay, bàn tay trắng trẻo hiện ra dưới ánh đèn chùm. Cậu Đức, nước tắm đã được, mời cậu. Bà giúp việc thông báo cho Phan Đức. Anh nguôi lại, bước chân vào nhà tắm, cột rửa sạch bẩn thỉu từ những gì anh đã trải qua tối nay. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phan Đức xì một tiếng, choàng lên người tấm khăn trắng ngang hông, khuôn ngực sáu múi lấm tấm nước, khiến phụ nữ thèm khát không mấy khi được anh phô bày. Anh sớm đã biết ai gọi, trao mày gạt nút nghe. Mẹ, Đức, con làm cái gì thế? Tại sao con lại bắt nó đi hả? Mẹ mãi mới truy ra nó được. Ba mày giỏi lắm, tìm đủ cách giấu nó, giờ lại đến mày. Phan Đức đanh giọng. Mẹ muốn bị cớm sở gái hay sao? Dù sao cô ta vẫn là con người, mẹ hiểu không? Con quỷ cái chứ con người cái gì? Mày làm mẹ mày tức chết đấy biết không? Cô ta hứa sẽ tránh xa cả nhà mình ra rồi, mẹ yên tâm. Nếu không giữ lời, con sẽ cho cô ta biết tay. Bà Phương Mai nghe vậy cũng nguôi nguôi. Con trai bà lo cho bà hơn bà nghĩ. Bà coi đó là một niềm an ủi. Lão già nhà bà thì đúng là hết nói nổi. Bà dẹp hết vụ nọ đến vụ kia, yên được mấy năm, giờ lại lòi đâu ra con trà xanh mặt thớt này. Bực một cái là con này bà tìm nó rất khó, nó lại còn thách thức sẽ cướp trắng lão ra. Thế nên bà mới muốn xé xác nó ra. Được rồi, mẹ tin con đấy. Mẹ chỉ có mỗi con thôi Đức ạ. Phan Đức mỉm cười. Anh cũng chỉ có mỗi bà là mẹ. Nhẹ giọng anh vỗ về. Cô ta sẽ không dám làm gì nữa đâu. Mẹ yên tâm đi ngủ sớm đi. Ừ, thế mai con có về nhà không? Mai con về. Phan Đức đặt mình xuống giường. 12 giờ. Ánh đèn vàng dịu mắt không làm anh dễ vào giấc ngủ. Khuôn mặt xinh đẹp của con khốn kia quanh quẩn đầu óc anh. Rõ ràng khắp người bẩn thỉu tội lỗi, nhưng tại sao cô ta lại gây cho anh cảm giác sạch sẽ, tinh khiết đến ngỡ ngàng. 3 ngày sau, sau một cơn tức nổ phổi, hận một nỗi không thể băm vằm con quỷ cái kia ra, bà Phương Mai gào lên qua điện thoại. Đức, con nói con bé kia đã hứa buông tha cho ba con. Thế tại sao sáng nay, ba con với nó vẫn còn đi hú hí bể bơi với nhau hả? Phan Đức đang làm việc, bị mẹ làm phiền với thông tin này, anh hết sức tức giận, mặt mũi đỏ gay, anh hỏi lại. Mẹ nói gì? Cô ta dám sao? Lại còn sai à? Mẹ vẫn không dám tin tưởng nên đã thuê thám tử bám theo ba con. Không phải thám tử bình thường đâu, bọn họ phải ăn dây mới chụp được những tấm ảnh mới nhất này gửi cho mẹ. Để mẹ gửi cho con luôn bây giờ. Đấy, con muốn làm thế nào thì làm. Những bức ảnh được gửi đến làm Phan Đức nóng mặt. Anh lập tức nhận ra hôm trước mẹ con anh đã bắt nhầm người. Những tấm ảnh vừa gửi về rõ mặt con trà xanh đó hơn, khiến anh nhìn ra dù nó rất giống với cô gái kia nhưng rõ ràng là hai người khác nhau. Điên mất thôi. Phan Đức vò đầu xì một tiếng. Theo thông tin điều tra được, con trà xanh là khách quen của trung tâm thể hình Sunny. Có nghĩa hôm trước trùng hợp thế nào Thành bắt nhầm người. Anh thầm chửi thề một tiếng. Còn đứa con gái kia nó cũng láo thật. Nó chỉ cần khai ra nó là ai, anh sẽ lập tức xác minh. Vậy mà nó vẫn lì đòn không khai, còn nghiễm nhiên ôm tiền của anh bỏ đi. Được, anh sẽ tìm nó, đòi lại tiền và dằn mặt cho nó một trận. Diệp Anh dần tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên những hợp đồng mà bố cô đang dồn tâm sức thì ông không cho cô biết. Điều ấy khiến cô có phần rảnh rang, nhưng lòng cô lại lo lắng không yên. Buổi chiều hôm ấy, Diệp Anh tập luyện tắm táp xong xuôi, cảm thấy tứ chi rã rời nhưng tràn đầy hứng khởi. Cô bước ra khỏi trung tâm thể hình Sunny, buộc phải sắm điện thoại mới, nhớ đến chuyện hôm trước mà cô lại muốn nổi khùng. Lôi điện thoại từ túi xách, Diệp Anh bấm máy gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại. Em đây chị. Tôi tập xong rồi, cậu đang ở đâu? Em uống nước ở ngay cổng trung tâm, chị cứ ra cổng đi. Sau lần bị bắt cóc hết sức ngớ ngẩn kia, Diệp Anh nhận ra cô cần có một lái xe kiêm vệ sĩ, ít nhất cho đến khi cô cảm thấy an toàn với nơi này. Cô từng từ chối việc có lái xe riêng, thế nhưng hiện tại cô đã biết sợ. Gia đình Diệp Anh không quá giàu có, nhưng cũng không thiếu tiền thuê vệ sĩ, an toàn là điều cần được ưu tiên hàng đầu. Bước ra cổng trung tâm thể hình, Diệp Anh ngó ngang ngó dọc một hồi, không thấy anh chàng vệ sĩ, cô bực bội cầm điện thoại. Cậu chết dẫm ở đâu thế? À, em ra mua điếu thuốc, chị chờ em tí nhé. Diệp Anh buộc phải đứng đó chờ, lòng có chút bực bội. Đúng là người tính chẳng bằng trời tính. Sảnh vệ sĩ một cái, trước mặt Diệp Anh có chiếc xe hơi đen bóng lù lù tiến tới. Linh cảm chẳng lành, cô lập tức quay người bước trở lại trung tâm, vậy mà không kịp. Cá tay sai to béo hôm trước kéo tay cô lôi sình sạch tống cô vào trong xe. Diệp Anh chửi thề một tiếng, cô vùng vẫy, vừa quay mặt lập tức nhận ra là Đức. Hắn đến tìm cô làm gì? Chiếc xe dần chuyển bánh, thái độ của bọn họ không đến nỗi hăm dọa như hôm trước. Có lẽ bọn họ đã biết cô không phải là kẻ thù cướp cha của họ, cướp chồng của mẹ họ. Thế nên Diệp Anh cũng bình tĩnh, không nhìn Phan Đức mà gắt lên. Các người bắt tôi làm gì? Tôi đã không kiện các người thì thôi. Tiền đâu? Âm thanh trầm thấp vang lên, Diệp Anh ngơ ngác quay sang Phan Đức rồi nhìn lên phía trên. Hai tên tay sai của Phan Đức đang ngồi đó thái độ bình thản. Cô đanh mặt trả lời. Tôi không cầm tiền của anh. Hôm đó hai người ngồi trên đã đòi lại toàn bộ rồi. Nói láo. Phan Đức quát lên. Diệp Anh đỏ bừng mặt mũi vì ức chế. Cô vươn người về phía ghế lái, lay lay vai gã gầy hơn ngồi phía trước vô lăng. Này anh, hôm trước anh nói anh Đức nhắn cho anh là biết là nhầm người rồi. Anh đòi lại tôi tiền, tôi lập tức trả hết lại còn gì. Gã ta gắt lên như phải bỏng. Cô nói linh tinh cái gì thế? Tôi nghe lệnh của anh Đức thả cô về nơi bọn người kia bắt cóc cô. Tiền cô cầm cả, giờ cô đổ điêu cái gì? Này, cô em hơi giỏi điêu toa rồi đấy. Gã béo ngồi cạnh gã gầy gằn giọng. Diệp Anh hiểu chuyện, hai gã này cố tình ăn chặn khoản tiền mà Đức tống tiền con trà xanh rồi vu khống cho cô. Cô quay sang nhìn Phan Đức thanh minh. Anh Đức, hôm trước là do tôi tức anh nên tôi cầm tiền, lỗi là ở tôi. Thế nhưng tôi đã trả lại ngay cho hai anh kia rồi, anh tin tôi đi. Phan Đức hử nhạt, ánh mắt không che giấu sự khinh bỉ. Tin cô? Tin một kẻ ngậm miệng ăn tiền rẻ rách như cô sao? Phan Đức sững sờ đưa tay lên má, hai mắt mở to, đáy mắt rung rinh nhìn cô gái vừa vung tay tát mình. Sự tức giận của cô ta không hiểu sao làm anh có cảm giác nhẹ nhõm. Đằng sau có tiếng còi cảnh sát hú vang, Diệp Anh quát lên. Các người thả tôi ra, cảnh sát đang đuổi theo các người đấy. Tôi không cầm tiền của các người, thích thì ra tòa. Diệp Anh không ngừng vặn nắm cửa tìm cách thoát ra. Hai gã tay sai nghe đến cảnh sát thì hết hồn, vội đánh xe vào vệ đường. Khi mở được cửa xe, Diệp Anh không chậm trễ liền đẩy ra rồi chạy đi. Chiếc xe hơi màu trắng từ phía sau lập tức tiến đến đón Diệp Anh. Chui vào cạnh ghế lái, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quay sang lườm mắt với cậu vệ sĩ kiêm tài xế tắc trách tên Tuấn. Chốc về tôi xử cậu. Chị, tha cho em. Không phải là em vừa cứu chị sao? Tuấn giả bộ đáng thương nhăn nhó xin tha. Chờ được cậu cứu thì tôi chết 18 lần rồi. Quan trọng là chị vẫn còn sống mà. Cậu báo cảnh sát đi à? Thế cảnh sát đâu? Em vội đuổi theo làm gì báo kịp. Em dùng cái này này. Tuấn nhai răng cười, giơ cái loa giả âm thanh còi cảnh sát. Diệp Anh thở hắt ra. Công nhận cậu ta cũng nhiều trò thật. Cũng may cậu ta ứng cứu kịp thời, chứ ban nãy cô nóng giận quá mất khôn, không nghĩ đến hậu quả tên kia có thể dồn tức giận lên người cô. Dù sao cô cũng đã thoát khỏi bọn họ. Cây ngay không sợ chết đứng. Cô chẳng có bằng chứng nào chứng minh mình trong sạch, thì bọn họ cũng chẳng có bằng chứng nói cô cầm tiền, xem như huề. Tóm lại cô nên tránh đi thì hơn. Phan Đức lấy khăn trong túi áo lau bên mặt đỏ lên, cục tức ban nãy được anh nén lại. Ánh mắt của cô ta, vẻ tức giận của cô ta, không hiểu sao khiến anh tin cô ta nói thật. Nhớ lại buổi tối hôm trước, cô ta khẳng định rất nhiều lần là nhầm người, nhưng anh ta không chịu tin cô. Rõ ràng anh cũng có lỗi trong chuyện này, thế nên lòng anh có chút áy náy. Tối hôm đó, hai gã vệ sĩ bị một nhóm người khống chế. Phan Đức đứng trước mặt bọn họ lạnh giọng. Chúng mày khôn hồn thì nôn tiền ra đây. Anh, sao anh lại nghi ngờ bọn em? Bọn em theo anh 3 năm trời, anh lại tin lời cái con tham tiền đấy à? Cá béo bị thụi một quả đấm vào bụng, đau đến chảy nước dãi. Bị dọa dẫm một hồi, cuối cùng bọn chúng cũng phải nôn tiền ra để được yên thân. Mất luôn cả công việc vệ sĩ béo bở mà cuốn gói về quê. Điều tra về cô ta. Phan Đức hạ lệnh, nhóm vệ sĩ gia đình anh vâng dạ đáp lời. Vậy mà bọn họ tìm kiếm thông tin về cô gái đó không ra, mọi thứ cứ tối như hũ nút. Sau buổi tối bị bắt lại, Diệp Anh biến mất hoàn toàn khỏi trung tâm thể hình Sunny, cũng có nghĩa là không một ai có thể dễ dàng tìm ra được cô trong thành phố đông đúc này. Phan Đức chờ tin về cô gái đó đã được một tuần nay, lòng anh có chút sốt ruột, không hiểu sao anh lại có cảm giác đó. Rõ ràng việc không thể tìm được cô ta là không bình thường, nỗi tò mò về cô ta khiến anh không dễ cho qua. Ánh mắt trong trẻo trong cơn tức giận cực hạn của cô ta dường như khiến anh bị ám ảnh. Hơn nữa, anh có cảm giác bản thân có lỗi với cô ta. Anh Đức, em có thứ này muốn cho anh xem. Một tên tay sai giở giọng nịnh nọt gõ cửa vào phòng làm việc trong biệt thự. Phan Đức nhíu mày. Vào đi. Gã vệ sĩ to con có vết sẹo lớn trên mặt đẩy cửa bước vào. Gã lòn lèn cười lộ hàm răng vàng khè nói. Đây anh ạ, hôm trước em thấy có cái túi sách phụ nữ rơi, em tò mò nhặt lên xem, không ngờ lại tìm ra được thứ này, không biết anh có cần không. Gã đặt lên trên bàn chiếc ví da màu hồng xinh xắn cùng một chiếc điện thoại trắng đời mới nhất đắt giá. Phan Đức đanh mặt lại. Anh mở ví ra xem. Ví không còn tiền, nhưng có một tấm thẻ căn cước công dân, bằng lái xe hơi, thẻ tập thể hình cùng vài giấy tờ, hóa đơn linh tinh khác. Phan Đức giật mình. Đây chính là thứ anh cần. Thưởng cho mày 1 tháng lương. Gã mặt sẹo sung sướng luôn miệng cảm ơn rồi lùi nhanh. Phan Đức cầm lấy chiếc điện thoại lên tay. Nó đã hết pin từ lâu. Anh cắm sạc chờ đợi. Ngắm nhìn tấm thẻ căn cước, khóe miệng Phan Đức bất giác nở một nụ cười. Trần Diệp Anh, một cái tên rất thuận tai. Cô ta có vẻ là kẻ có tiền. Khi điện thoại lên hình, Phan Đức nhìn được gương mặt cười tươi như hoa trong ánh nắng ban mai của Diệp Anh. Trái tim anh khẽ rung lên. Anh không thể mở máy vì điện thoại có khóa. Hơn nữa anh cũng không cần. Có nó trong tay, tự nhiên anh lại thấy vui vui. Phan Đức đặt điện thoại cùng ví tiền lại bàn. Anh bước vào phòng tắm. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh đặc biệt sợ sự tiếp xúc da thịt. Nguyên nhân vì ngày bé, có một lần anh chạm phải một người đầy mồ hôi, bàn tay ngứa ran đỏ lên mất mấy ngày, kết hợp với cảm giác không sạch sẽ khi chạm vào da thịt ai đó, khiến anh tự bao bọc mình với thế giới. Tốt hơn hết là tạo một lớp bảo vệ, đơn giản là như vậy. Thế nhưng hình như với cô gái đó, anh lại không cảm thấy khó chịu. Trần Diệp Anh, thông tin về cô đang trong tay Phan Đức sau vài ngày tìm kiếm. Nếu là kẻ khác, chưa chắc hắn đã tìm ra cô, nhưng anh là ai chứ? Phan Đức, tổng giám đốc công ty Sơn Hải, có quy mô lớn hàng đầu miền Bắc kia mà. Chiều hôm đó, Diệp Anh rời khỏi trung tâm thể hình gần nhà. Tuy cơ sở vật chất ở đây không được bằng Sunny, nhưng được yên thân là tốt nhất. Vừa bước ra khỏi sảnh trung tâm, suýt nữa thì Diệp Anh chạy vội trở lại khi thấy bóng dáng cao lớn, khuôn mặt đẹp trai có chút quen thuộc lọt vào mắt. Có điều Phan Đức chỉ có một mình, cũng có nghĩa không có sự đe dọa nào cả. Diệp Anh không ngại khi chỉ có mình Phan Đức đứng đó. Vệ sĩ của cô đang ngồi ngay ngoài. Hơn thế nữa, anh ta còn tỏ ra không quan tâm đến cô. Tốt thôi, cô cũng coi như không quen biết anh ta là được. Khi Diệp Anh đi ngang qua Phan Đức, anh nhàn nhạt cất lời. Trần Diệp Anh. Diệp Anh sững lại. Anh ta biết tên cô sao? Anh ta đến tận đây tìm được cô, thì điều này hẳn cũng không có gì là lạ. Diệp Anh quay sang quắc mắt nhìn Đức. Anh gọi tôi à? Có việc gì? Tôi có thứ mà cô cần đấy. Diệp Anh mở to đôi mắt nai xinh đẹp nhìn Phan Đức đầy thắc mắc. Thái độ này, anh ta đến đây không phải để đòi tiền cô nữa sao? Tôi chẳng cần thứ gì từ anh hết, tôi đi đây. Phan Đức giơ chiếc điện thoại ra trước mặt như trêu tức Diệp Anh. Cô tròn mắt. Ôi, chiếc điện thoại thân thương chứa bao nhiêu ảnh đẹp ảo tung trào của cô ở Mỹ. Cô lập tức vươn tay ra sốt ruột nói. Điện thoại của tôi, anh thấy ở đâu thế? Phan Đức rụt tay lại, cất điện thoại vào túi áo vest. Anh giả bộ không quan tâm lời Diệp Anh mà đi vào bên trong. Diệp Anh tức xịt mắt, lập tức bước theo Phan Đức. Đừng nói là anh ta bắt cô chuộc lại điện thoại đấy nhá. Từ sau lưng Phan Đức, Diệp Anh quát to. Anh kia, trả tôi điện thoại đi. Cô nói với người nhặt được điện thoại của cô như thế đấy à? Phan Đức hất hàm với Diệp Anh. Khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười đều giả. Khuôn mặt Diệp Anh đỏ lên vì ấm ức. Cô bước nhanh theo bước chân dài của Đức, rít lên bên tai anh ta. Các người ăn cướp của tôi thì có, trả đây. Cô có bằng chứng không? Phan Đức dừng lại, quay sang Diệp Anh nhướng mày thách thức. Diệp Anh đơ người. Cô đúng là hết nói nổi tên này. Đành im lặng theo hắn đi vào sâu bên trong trung tâm. Đến quầy tiếp đón, Diệp Anh há hốc mồm khi Phan Đức thản nhiên đăng ký làm thành viên ở trung tâm này. Hắn muốn tập thể hình ở đây sao? Cô bé quản lý mắt sáng như sao nhìn thành viên mới toanh, ngượng ngùng hỏi. Dạ, anh cho em xin họ tên đầy đủ của anh ạ. Phan Đức. Diệp Anh nghe không thiếu chữ nào. Cái tên của hắn nghe thôi đã thấy ghét. Phan Đức đăng ký xong, bước nhanh vào bên trong phòng tập. Diệp Anh lại bước theo anh ta. Cô quyết đòi bằng được điện thoại mới thôi. Phan Đức nhìn qua phòng tập, đôi mắt Hạnh nâu trao lại. Thế rồi anh bắt đầu cởi áo trước những ánh nhìn đầy ngạc nhiên, xen lẫn thích thú của mấy cô gái đang tập ở đó. Các cô gái tròn mắt, hai má hồng hồng chỉ trỏ nhau rồi tủm tỉm. Diệp Anh nóng hết cả người khi thấy cơ ngực 6 múi đẹp như người mẫu của Phan Đức. Dù muốn chảy máu mũi trước hình ảnh sexy của anh ta, nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ mà gắt lên. Anh kia, anh có nghe tôi nói không hả? Trả điện thoại đây. Phòng thay đồ ở đâu? Phan Đức hồn nhiên hỏi về phòng thay đồ, không thèm quan tâm đến câu hỏi của người cực kỳ bực tức bên cạnh. Diệp Anh không thể theo anh ta vào phòng thay đồ nam được. Cô cũng không muốn buông tha cho anh ta, thế nên lập tức cướp áo vest trên tay anh ta rồi bỏ chạy. Phan Đức phì cười, anh không đuổi theo Diệp Anh mà bước về phía phòng thay đồ có chỉ dẫn ở góc bên trái phòng tập. Diệp Anh chạy rất nhanh ra tiền sảnh trung tâm thể hình, tim cô đập thình thịch như trống trận. Cô đưa tay vỗ vỗ ngực rồi ngồi thụp xuống băng ghế inox. Hắn không đuổi theo đòi lại áo, cũng có nghĩa là hắn cho phép cô lấy lại điện thoại. Cho tay vào túi áo vest để lấy điện thoại, Diệp Anh không ngờ trong đó còn có cả chiếc ví hồng nhỏ của cô nữa. Tốt, cô tóm gọn cả đôi. Túi kia cô thấy cộm cộm, đoán là ví và điện thoại của Phan Đức. Cô không muốn động đến, muốn gửi áo ở quầy lễ tân rồi bỏ đi cho khuất mắt, nhưng cô cảm thấy gửi không tiện, lỡ ra xui xẻo mất mát gì thì lại mang tiếng. Cô và anh ta đã có quá nhiều nghi kỵ, cô chẳng muốn gây thù chốc oán với anh ta thêm. Suy nghĩ vài giây, cô quyết định chờ đến khi anh ta tập xong. Phan Đức tập không lâu, chỉ độ nửa tiếng anh đã trở ra. Cơ thể anh lại kín mít với áo sơ mi cài kín cổ, khuy cổ tay cũng đóng chặt, thậm chí còn mang cả găng tay ra. Diệp Anh ấn tượng với cách ăn vận này của Phan Đức ngay từ hôm đầu tiên gặp anh. Lúc này cô lại càng thắc mắc. Thoáng thấy Phan Đức tiến lại, Diệp Anh đứng bật dậy, giơ áo vest ra trước anh. Khuôn mặt không che giấu vẻ khó chịu, cô lạnh giọng. Trả áo cho anh này, tôi lấy lại điện thoại và ví rồi. Phan Đức nhớn mày gật nhẹ, đón lấy áo mặc lại. Diệp Anh không muốn bước song song với Phan Đức nên cô đi sau anh một quãng. Tấm lưng dài rộng vững chãi trước mặt cô quả thực khiến phụ nữ muốn được dựa dẫm. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại, cô vẫn không thấy ưa con người này chút nào. Hơn thế nữa, cách ăn mặc của anh ta khiến cô cảm thấy hơi kỳ kỳ, còn cảm thấy bệnh bệnh sao nữa. Bất chợt Phan Đức khựng lại, đầu cũng quay lại nhìn cô gái phía sau. Hôm trước, xin lỗi. Phan Đức bất ngờ thả lại một câu rồi bước tiếp. Diệp Anh sững người trước lời xin lỗi ngoài dự đoán, tim cô bất giác nhảy lên một nhịp. Cô không ngờ con người kia lại có thể nghiêm túc buông lời xin lỗi, chợt cảm thấy anh ta cũng không quá đáng ghét. Mấy ngày sau đó, ca tập 6 giờ của Diệp Anh ở trung tâm thể hình cũng đúng là lúc Phan Đức đến tập. Không lẽ anh ta đang theo đuổi cô sao? Diệp Anh lắc lắc đầu, làm sao có chuyện như vậy được chứ, đừng ăn dưa bở như vậy đi. Trung tâm Thanh Ngọc có nhiều thiết bị thể hình, nhưng Phan Đức chỉ tập mỗi máy chạy bộ, cũng không cởi áo khoe cơ bụng như hôm đầu tiên anh đến. Mà như vậy cũng đủ để làm các cô gái trẻ trong trung tâm xôn xao. Đặc biệt là giờ tập 6 giờ, tự nhiên lại đông con gái thế không biết. Điều này khiến Diệp Anh không vui chút nào, vì cô phải cạnh tranh máy tập với rất nhiều cô gái khác. Nhưng cũng không vấn đề gì, các máy tập bị cạnh tranh đều vây quanh Đức, còn cô thì ngược lại với họ. Diệp Anh cố tình chọn vị trí tập cách xa Đức, anh cũng không chú ý đến cô, chỉ chạy bộ trên máy nửa tiếng rồi ra về. Đúng là cô thích ăn dưa bở, chắc nơi này gần công ty hay là nhà của anh ta nên tình cờ vậy thôi. Cứ vậy một tháng trôi qua, Diệp Anh bắt đầu cảm thấy tò mò về Đức. Cô thử tìm kiếm thông tin về anh trên mạng, có điều cô không thể tìm được điều gì. Diệp Anh cảm giác đã nghe tên anh ở đâu. Cuối cùng cô tự trấn an, trên đời này thiếu gì người trùng tên với anh ta. Ông Minh Thành bù đầu cả tháng nay, hợp đồng lớn từ 2 tháng trước của ông bị quay đầu, mà hàng sang tận Đài Loan thế nào lại quay đầu về. Điều này khiến ông ăn không ngon ngủ không yên. Phía đối tác giải thích bánh đậu xanh nhà ông có vị gừng, trong khi hàng mẫu lại không có. Ông cam đoan không hề có gừng ở trong đó. Chuyện qua chuyện lại, cuối cùng ông chấp nhận hoàn cả lô hàng. Vấn đề là hàng hoàn từ lúc đó đến giờ vẫn chưa đến nơi. Những 20.000 hộp bánh đậu xanh chứ không phải ít. Dự tính hàng về đúng hạn, ông sẽ giao ngay cho đối tác trong nước, nên đã ký kết mấy hợp đồng mới kẻo mất khách. Thế nhưng mãi vẫn chưa có hàng về, cuối cùng cả công xưởng phải ngày đêm làm bù mới kịp. Ông không muốn vợ con lo lắng nên không nói gì cả. Bà Thu Hoài lúc nào cũng tin tưởng ở chồng. Hơn nữa xưa nay bà chỉ ở nhà nội trợ nên không nắm được tình hình. Còn con gái ông chỉ để nó xử lý các hợp đồng nhỏ mà thôi. Diệp Anh đang xử lý giấy tờ từ kế toán, cô bỗng nghe có chuông điện thoại bàn, nhấc tai nghe cô trả lời. Alo, công ty Thành Vinh xin nghe ạ. Em chào chị, em là người của tổng công ty Sơn Hải. Không biết hiện tại chị có tiện nghe điện thoại của bên em không ạ? Ồ, tổng công ty Sơn Hải là đơn vị lớn hàng đầu miền Bắc về chế biến và phân phối thực phẩm. Cũng có nghĩa họ là một đối thủ cực kỳ lớn đối với công ty nhỏ của gia đình cô. Đương nhiên cô không ưa gì họ. Họ gọi điện thoại cho cô làm gì thế không biết. Vâng, chị cứ nói đi em nghe ạ. Là thế này ạ, bên em muốn đặt hàng gia công ở cơ sở của công ty mình. số lượng là 10.000 hộp bánh đậu xanh, không biết công ty mình có đáp ứng được không ạ? 10.000 hộp bánh sao? Diệp Anh sững sờ, trong giây lát, đối thủ lớn lại trở thành đối tác lớn. Diệp Anh mừng đến líu cả lưỡi, cô trấn an bản thân một chút mới có thể trả lời. Vâng, tôi sẽ trao đổi lại với giám đốc về chuyện này. Đầu dây bên kia tiếp tục. Nếu được thì trong tuần này, bên em mong nhận được hàng chị nhé. Chiều nay em sẽ gọi lại để xác nhận có được không chị? Vâng, được, cảm ơn chị. Điện thoại ngắt rồi mà đầu óc Diệp Anh vẫn còn lâng lâng. Hợp đồng này với Sơn Hải có lẽ chẳng là gì, nhưng với công ty gia đình cô thì lớn thật. Dù Thành Vinh vẫn có những hợp đồng như vậy, nhưng số lượng không nhiều, cơ sở vật chất của nhà xưởng cũng chưa thể đáp ứng nếu công ty gia đình cô có quá nhiều hợp đồng như vậy. Cô vội chạy xuống công xưởng để báo tin vui cho bố. Ông Thành vẫn đang góp sức cùng anh em công nhân, dáng vẻ ông phờ phạc. Diệp Anh thắt lòng nhìn bố, sống mũi cay cay đến gần bố nói: Bố lên nhà trên nghỉ ngơi một chút, con có chuyện muốn bàn bạc ạ. Ông Thành gật đầu, lau tay vào khăn rồi theo con gái lên khu vực văn phòng. Văn phòng công ty Thành Vinh là một tòa nhà 3 tầng sơn trắng phía trước khu nhà xưởng. Bên cạnh ngôi nhà 3 tầng này còn có một dãy nhà cấp 4 cho công nhân ở lại. Diệp Anh rót cho bố cốc trà ấm, cô nhẹ giọng, ánh mắt không giấu nổi niềm vui. Bố, ban nãy có người của tổng công ty Sơn Hải gọi điện muốn đặt 10.000 hộp bánh của mình. Ông Thành ngạc nhiên như không tin vào tai mình, ông nâng đôi mày rậm hỏi lại. Tổng công ty Sơn Hải hả con? Tổng công ty này trước giờ vẫn sản xuất đủ loại bánh kẹo xuất khẩu đi cả châu Âu, sao họ lại mua của mình nhỉ? Con cũng không rõ, nhưng con nghe họ nói là muốn mua gia công, vậy mình trả lời họ thế nào hả bố? Ông Thành hơi trầm giọng, còn mấy hợp đồng kia... Họ có nói bao giờ cần hàng không con? Trong tuần này bố ạ, con thấy trong kho hàng vẫn còn hàng. Thế thì không được rồi. Ông Thành tiếc nuối thở dài. Mấy nghìn hộp bánh ấy là bao nhiêu ngày anh em công nhân cùng cố sức làm ra để chuẩn bị giao vào trong Nam. Trong tuần này không biết có kịp không? 10.000 hộp bánh kia xem ra không thể nhận lời được. Công ty gia đình ông thiên về sản xuất thủ công. Nếu như vậy, sản phẩm mới đảm bảo hương vị riêng. Tuy giá thành có cao hơn thị trường một chút, nhưng lâu nay vẫn có chỗ đứng. Có điều sản xuất số lượng lớn trong một thời gian ngắn thì không thể được. Nghe bố nói vậy, Diệp Anh lờ mờ đoán được công ty gia đình cô đang nợ đơn hàng. Dù ông Thành không nói với cô mỉm cười. Thế để con báo lại họ, nếu họ cho lùi thời gian thì tốt bố nhỉ? Ông Thành vẫn đăm chiêu. 2 vạn hộp bánh còn lênh đênh trên biển, bao nhiêu vốn liếng ở trong đó. Đã 2 tháng rồi hàng không về đến nơi. Nếu không tiêu thụ kịp thì coi như phải bỏ hết. Thế nên ông không muốn sản xuất mới mà vẫn cố ý chờ hàng. Hơn nữa có thế nào, ông vẫn không muốn sản phẩm của mình bị dán nhãn mác của đối thủ. Nghĩ một hồi ông quyết định. Thôi, con cứ báo với họ là chúng ta không nhận lời. Bố xuống làm việc tiếp đây. Trưa nay con về ăn với mẹ đi. Bố ở đây ăn với các anh em. Diệp Anh không khỏi tiếc nuối một hợp đồng lớn. Có điều bố cô đã quyết thì cô đành nghe vậy. Chiều hôm đó, khi bên kia gọi điện lại, Diệp Anh từ chối ý tốt của họ. Nghe âm giọng có chút tiếc nuối của đầu dây bên kia, lòng Diệp Anh tiếc còn hơn bọn họ. Tuy nhiên gác máy rồi, cô cũng tự đặt ra câu hỏi. Tại sao một tổng công ty bề thế như Sơn Hải lại muốn hợp tác làm ăn với công ty nhỏ bé của gia đình cô? Liệu có ẩn tình gì ở phía sau hay không? Cô thư ký trẻ gõ cửa phòng tổng giám đốc công ty Sơn Hải, âm giọng trầm ấm vang lên. Mời vào. Phan Đức đang làm việc, thấy thư ký đẩy cửa vào phòng, anh dừng mắt khỏi màn hình, đưa tay đón lấy cốc trà bạc hà bốc khói. Anh yên lặng nghe cô ta báo cáo. Sếp tổng, bên Thành Vinh từ chối chúng ta rồi sếp ạ. Phan Đức đanh mặt, anh không ngờ lại có kết quả này. Lâu nay tổng công ty Sơn Hải vẫn sản xuất các mặt hàng bánh kẹo theo đơn đặt hàng, thậm chí từng sản xuất cả bánh đậu xanh. Đúng đợt có khách, anh muốn tạo cơ hội để Thành Vinh làm cùng, không ngờ họ lại từ chối. Có khi nào do Trần Diệp Anh biết đó là ý định của anh nên không muốn hợp tác không nhỉ? Phan Đức xì một tiếng bực bội, làm cô thư ký ái ngại vội vàng xin phép ra ngoài. Chiều hôm đó, Phan Đức vẫn đến trung tâm thể hình như mọi ngày. Có điều anh tiến đến góc phòng nơi Diệp Anh thường tập. Dù Phan Đức không muốn chạm vào mồ hôi của người khác, nhưng anh đành phải ngồi vào một máy tập cơ tay. Đương nhiên cũng đã chuẩn bị găng tay thể hình phù hợp. Diệp Anh ngạc nhiên khi Phan Đức đến gần. Cô cố ý tỏ vẻ không quan tâm anh, thế nhưng lòng không khỏi hồi hộp. Tên này hôm nay hơi bị lạ. Bất chợt âm giọng đàn ông ồm ồm vang lên. Em gái, chốc rảnh không? Đi uống bia với bọn anh một chầu. Diệp Anh giật mình quay ra. Thì ra là mấy anh cùng phòng tập đang rủ cô. Cô tập ở đây gần 1 tháng nay, đã khá quen mặt bọn họ. Họ cũng không thể không chú ý đến một cô gái trẻ xinh đẹp như cô. Trước nụ cười nhoẻn làm quen cùng với hàm râu dê trên khuôn mặt người đàn ông tầm tuổi 35 vừa cất lời, Diệp Anh mỉm cười đáp lại. Vốn thích uống bia sau buổi tập nóng nực, hơn nữa cũng để kết giao bạn mới, thế nên cô dạn dĩ đáp. Các anh mời thêm nhóm mấy cô kia nữa đi thì em đi. Chuyện nhỏ, nhất trí đấy nhá. Nhất trí. Diệp Anh nở nụ cười tươi như nắng, nhận lời mời của nhóm đàn ông. Chẳng hiểu sao lại làm ai đó không khỏi khó chịu trong lòng. Phan Đức cứ ghét rượu bia, anh thậm chí không muốn chạm vào một giọt. Tóm lại, Phan Đức như thể dị nhân trong mắt rất nhiều người, chắc chắn là có Diệp Anh trong đó. Vậy mà thở hắt một hơi, Phan Đức đột ngột lên tiếng. Tôi cũng đi, quán ở đâu vậy? Huy Cường, người đàn ông nhiều tuổi nhất trong đám thanh niên vừa mời Diệp Anh nghe vậy gật gù trả lời. Quán bia đối diện trung tâm, càng đông càng vui, đàn ông chia đều, phụ nữ được miễn. Ok. Diệp Anh nhún vai. Anh ta thích đi thì tùy anh ta thôi. Thêm một ông đóng tiền mời các chị em càng tốt. Nhóm người lần lượt thay đồ, đi lẻ tẻ hoặc theo tốp ra quán bia đối diện trung tâm thể hình như thành lệ. Chủ quán hồ hởi tiếp đón khách quen, không khí rộn ràng náo nhiệt. Diệp Anh ra quán chậm một chút, lúc cô bước vào quán nhìn quanh một lượt không thấy Phan Đức đâu, tự nhiên lại có chút giật mình khi nhận ra mình đang tìm kiếm anh ta. Em gái ra đây, ngồi cạnh anh này. Huy Cường giơ tay gọi Diệp Anh, còn có ý trêu ghẹo, vỗ vai vào một thanh niên to cao đẹp trai nhất đám. Diệp Anh đi tập cả tháng nay, nhưng cô chẳng để ý kỹ ai, bọn họ cũng chưa có dịp làm quen với cô, lúc này mới nhiệt tình bắt chuyện. Diệp Anh nhìn anh chàng cao to có tên Thành Nam, gò má có chút ửng hồng. Thành Nam mỉm cười gật đầu với cô, vai lắc khỏi bàn tay Huy Cường vừa đặt lên. Huy Cường trêu chọc. Em gái tên gì? Anh hỏi hộ thằng này đấy. Thành Nam chủ động đứng dậy, kéo ghế mời Diệp Anh ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười nói với cô. Em ngồi đây đi, em tên gì? Những tiếng vỗ tay hú hét vang lên, làm Diệp Anh cũng hơi ngại ngại dù cô vốn dạn dĩ. Cô nhoẻn nụ cười, đón lấy chiếc ghế nhựa ngồi xuống, nhìn mọi người quanh bàn trả lời. Em là Diệp Anh. Em chỉ giới thiệu tên có lẽ không công bằng nhỉ? Các anh cũng cho nhóm con gái chúng em biết còn tiện xưng hô ạ. Mấy cô gái kia ra trước Diệp Anh, bọn họ ngồi đối diện, thái độ thoải mái vui vẻ, vỗ tay hùa theo câu nói của cô. Huy Cường đại diện các anh em chủ động giới thiệu. Anh là Cường, già nhất ở đây, gần 4 sọi rồi. Anh đẹp trai này tên Nam, các anh này tên là Tiến, Hoàng, Quân, Vinh. Các nam thanh niên trong độ 20-30 tuổi gật đầu, cười đến khi được nhắc đến tên. Cô gái trang điểm khá đậm ngồi đối diện Diệp Anh vui vẻ nâng cốc bia nói. Lần đầu tiên đi uống bia với nhóm, chúng em mời các anh một cốc ạ. Em tự giới thiệu em là Loan, còn hai đứa này là Yến với Thảo. Những tiếng cười nói trêu đùa vang lên, Diệp Anh có chút sốt ruột nhìn về phía cổng trung tâm thể hình. Tên kia bảo ra đây mà lâu thế không biết, biến đi đằng nào rồi? Em còn chờ ai à? Thành Nam tinh ý nhìn ra ánh mắt của Diệp Anh, anh ta có vẻ trầm tĩnh hơn mấy người kia, nhẹ nhàng quan tâm Diệp Anh. Ánh mắt mấy cô gái đối diện thỉnh thoảng có đảo qua, nhưng anh ta cũng không để ý. Diệp Anh có chút giật mình gượng cười đáp. Vâng, em không ngồi lâu được anh ạ, có người chờ em ngoài kia. Vệ sĩ kiêm tài xế tên Tuấn của Diệp Anh quả thực đang ngồi trà đá hút thuốc lào chờ cô tập xong. Cô không muốn để cậu ta vào đây nên không gọi. Nghe vậy, Thành Nam chợt sa sầm nét mặt liền hỏi. Người yêu em đang chờ à? Đúng lúc Diệp Anh định trả lời thì khuôn mặt đáng ghét của Phan Đức lù lù xuất hiện từ cửa. Khuôn mặt đàn ông góc cạnh đẹp như tạc tượng, khẽ nhớn mày phát hiện ra hội nhóm của mình đang ngồi góc nào. Đám con gái ngoại trừ Diệp Anh lập tức thay đổi thái độ, dường như có chút ngượng ngùng trước sự xuất hiện đầy áp đảo của Phan Đức. Tôi có chút việc nên ra muộn, anh em thông cảm nhé. Rất tự nhiên, Phan Đức kéo một chiếc ghế ngồi cạnh Diệp Anh. Thực ra cô cũng có ý ngồi đầu bàn để dễ về sớm, cuối cùng lại thành thuận tiện để Phan Đức ngồi cạnh cô. Huy Cường nheo nheo đôi mắt nhìn người mới nổi bật lên tiếng. Thanh niên mới đến, ra muộn thì phải phạt. Sẵn sàng. Cốc bia lớn được đưa ra trước mặt Phan Đức. Dù trong lòng không thoải mái, nhưng anh vẫn nâng lên uống cạn một hơi thực hiện hình phạt. Những tiếng vỗ tay vang lên đầy phấn khích. Cả nhóm yêu cầu Phan Đức tự giới thiệu. Anh gật đầu nói tên mình. Diệp Anh quan sát bàn tay Phan Đức đã không còn đeo găng. Xem ra anh cũng biết cách hòa đồng khi sống tập thể. Diệp Anh, em chưa trả lời câu hỏi của anh. Bạn trai em chờ ngoài kia à? Diệp Anh giật mình, nhớ ra người bên cạnh còn đang chờ đợi câu trả lời mà có thể là quan trọng với anh ta. Định nhận luôn cho yên ổn tập luyện ở đây, nhưng cô nhớ ra người mang cảm giác tồn tại rõ rệt ngồi cạnh kia. Chẳng hiểu sao cô lại lắc đầu trả lời. À, không phải đâu, em trai em chờ ngoài kia thôi. Thở phào nhẹ nhõm, Thành Nam liền ngỏ lời mời. Thế gọi em trai em vào đây luôn cho vui, ngồi ngoài đó làm gì? Thôi, em trai em lái xe nên không uống được rượu bia đâu ạ. Mấy người đàn ông quanh bàn hôm nay xác định bắt taxi về nên thoải mái cụng cốc. Nghe Diệp Anh nói vậy, Thành Nam cười hiểu chuyện. Diệp Anh, em tốt nghiệp đại học chưa? Mấy câu hỏi của anh ta, Phan Đức quả đúng là dòng tai nghe thật. Dù anh ta cũng tỏ vẻ gật gù với câu chuyện mà Huy Cường đang chém gió. Diệp Anh cười trả lời. Em tốt nghiệp đại học mấy năm rồi, nhìn em trẻ thế ạ? Ừ, nhìn em cứ như nữ sinh ấy, lại sợ chưa đủ tuổi yêu. Cũng biết tán tỉnh ghê đấy. Phan Đức cau mặt, cơn bực bội ở đâu dồn nén. Ngay từ lúc bước vào quán bia, nhìn tay to con điển trai ngồi sát vào Diệp Anh đã không vui. Giờ nghe hắn từng bước nịnh nọt lấy lòng cô, anh khó lòng chịu yên, quyết định lên tiếng. Diệp Anh, uống vậy đủ rồi, mình về thôi. Diệp Anh há hốc mồm nhìn Phan Đức đứng dậy. Anh nâng nửa cốc bia còn lại uống cạn, cười nói. Xin phép anh em, tôi với Diệp Anh phải về bây giờ. Em trai chúng tôi đang chờ ở cổng trung tâm. Cô muốn cãi vô cùng trước những khuôn mặt ngạc nhiên gật gù trước mặt. Thành Nam đỏ gay mặt mũi sốc nghẹn khi Phan Đức nói những lời ngầm hiểu tuyên bố chủ quyền. Diệp Anh không muốn chuyện cô thuê cả vệ sĩ kiêm lái xe bị lộ ra, bởi chẳng ai làm như cô cả. Chẳng qua cô bị ám ảnh từ vụ tên đáng ghét này bắt cóc cô mà đành làm như vậy thôi. Hơn nữa anh ta nói em trai chúng tôi, bao hàm cả vệ sĩ của anh ta nữa. Thế nên dù có bị hiểu lầm, cô cũng không biết giải thích thế nào. Chẳng kịp để cô giải thích, Phan Đức đã để lại tiền trên bàn đủ bao cả nhóm, kéo cổ tay Diệp Anh bước nhanh khỏi quán. Vừa ra khỏi quán, Diệp Anh lập tức giật tay khỏi Phan Đức, bĩu môi nói. Anh làm thế mọi người hiểu lầm đấy. Các em gái trong câu lạc bộ lại khóc một dòng sông bây giờ. Phan Đức không trả lời, nhìn về chiếc xe hơi có Tuấn ngồi bên trong chờ sẵn, anh nói. Từ mai đừng tập ở đây nữa, không hợp với cô đâu. Ý anh là sao? Trở lại Sunny đi. Phan Đức chỉ nói vậy, rồi mở cửa chiếc xe mà vệ sĩ của anh vừa phóng đến. Diệp Anh nheo nheo mắt nhìn theo anh, chẳng biết phải nghĩ sao. Ở trung tâm thể hình Sunny, khu vực tập luyện phân chia nam nữ rõ ràng, đồ tập sang xịn mịn hơn hẳn, view cũng rất đẹp, tất nhiên giá chát hơn, nhưng với cô cũng không vấn đề gì. Ngay từ ban đầu cô đã thích ở đó hơn, chẳng qua vì trốn tránh Phan Đức nên cô mới tới đây. Giờ chẳng cần trốn tránh ai, có phải cô nên quay lại đó, nhưng anh đâu có quyền ra lệnh cho cô. Trung tâm này cũng gần nhà cô hơn, còn lâu cô mới nghe theo nhé. Sáng hôm sau, ông Thành đang hì hục làm, bất ngờ điện thoại ông reo vang, số máy lạ làm ông nhíu mày gạt nghe. Alo, có phải giám đốc công ty Thành Vinh không ạ? Vâng, xin hỏi ai vậy? Tôi là người ở bên kho hàng X, lô hàng trả về từ Đài Loan của ông đang ở kho rồi, ông ra nhận nhé. Ông Thành mừng đến muốn hét lên, trấn tĩnh cảm xúc trong lòng, ông lắp bắp cảm ơn rồi ngắt máy. Hóa ra hàng của ông đã về từ lâu, nhưng bị giữ lại ở kho mà không ai thông báo. Chẳng hiểu sao hôm nay có người gọi báo, hàng nhanh chóng được nhận về trong ngày. Ông muốn cảm tạ trời đất vô cùng khi tất cả số hàng vẫn còn có thể sử dụng. Có điều ông vốn giấu hai mẹ con bà Hoài nên ông ỉm đi, thành ra Diệp Anh chẳng biết gì hết. Thấy bố vui vẻ hơn hẳn ngày thường, còn về nhà sớm hơn cùng với con gái, Diệp Anh mừng trong lòng mà hỏi. Sao hôm nay bố vui thế ạ? Công ty có hợp đồng nào mới hả bố? À, không có gì. Mà con gái bố dạo này bận rộn quá, cuối tuần cũng theo bố đến công ty. Không nên như thế, còn trẻ là phải vui chơi con ạ. Tảng đá nặng được hất đi, lòng ông Thành vui như mở hội. Tối hôm đó Diệp Anh ăn xong bữa thì lên phòng, ông liền khều tay vợ nói. Dạo này cái Diệp Anh nó hay đi đâu buổi chiều thế mình? Nó đi thể dục thể thao, vợ chồng mình có khi cũng phải đi thôi chứ tôi béo nín rồi đây này. Bà Hoài vừa nói vừa có chút trách móc chồng, suốt ngày cắm đầu vào công việc chẳng quan tâm gì đến mẹ con bà. Ông Thành cười cười nháy mắt vợ, nỗi lo hất đi rồi ông mới thảnh thơi mà bàn chuyện. Được rồi, cuối tuần vợ chồng mình đi cầu lông. Tôi bảo này, có ông bạn tôi cùng hội kinh doanh muốn kết thông gia, anh con trai nhà ấy được lắm, năm nay 27, đẹp trai mà ngoan ngoãn là con trai một, tương lai cũng kế thừa sản nghiệp nhà đấy. Xem như cái Diệp Anh cũng tìm được đối tượng xứng đáng. Năm nay con bé cũng 25 rồi chứ ít gì. Bà Hoài mở to hai mắt, nghe chồng nói vậy bà có chút mừng mà hỏi. Ông tìm hiểu kỹ chưa, không lại hẫng ra? Ông bạn tôi cam đoan, con trai ông ấy chưa có ai cả. Để tối mai ông ấy với thằng con đến cho hai đứa gặp mặt nhau xem thế nào. Được rồi, để tôi bảo con bé tối mai ở nhà có việc, chứ nói thẳng ra chưa chắc nó đã chịu đâu. Chiều hôm sau, Diệp Anh đi tập mà không thấy Phan Đức đâu cả. Xem chừng anh không muốn tập ở trung tâm này nữa. Vừa tập mà chẳng hiểu sao, cô cứ vô thức nhìn ra cửa, mong ngóng bóng dáng của anh. Chưa ngày nào cô đi tập mà anh vắng mặt. Thực ra tối nay, Phan Đức có việc bận ở tổng công ty, họp mãi chưa xong. Anh nhìn đồng hồ chỉ biết thở dài. Cho đến lúc này, anh cũng không biết cảm xúc của mình dành cho cô gái có tên Trần Diệp Anh kia là thế nào nữa. Chỉ biết anh thích nhìn cô ấy, Xa lâu lâu cũng thấy nhớ. Ở gần cô ấy anh cảm thấy vui. Anh nắm chặt cây bút trong tay, cau mày bực lão phó tổng giám đốc cứ nói luyên thuyên mãi. Nhớ lại chuyện tìm ra lô hàng của Thành Vinh, anh mỉm cười. Nghe tin Thành Vinh bị thất lạc lô hàng, anh tìm mọi mối quan hệ để tra ra mới biết có kẻ cố tình lưu kho, khả năng là do mấy công ty đối thủ trực tiếp với Thành Vinh gây ra. Nghe mẹ nói tối nay nhà có khách, Diệp Anh không nghĩ nhiều mà ở nhà chuẩn bị tiếp đón. Mặc một chiếc váy trắng ren mềm mại, cô pha xong ấm trà nhài thơm phức đặt trên bàn. Xưa nay cô chẳng nghe bố mẹ nói gì đến chuyện gán ghép, ai dè. Vừa bưng đĩa hoa quả bước lại phòng khách, cô sững người khi nhìn thấy Thành Nam. Anh mặc chiếc áo polo trắng, quần kaki nâu ngồi cạnh ông Minh bố anh. Diệp Anh ngạc nhiên lên tiếng. Ơ, anh! Diệp Anh, em là con gái chú Thành à? Hai đứa con bất ngờ quen nhau từ trước, hai ông bố vui ra mặt liền hùa vào. Hai đứa quen biết nhau rồi à, có duyên quá. Ông Thành rót trà cho hai bố con nhà Thành Nam, ông Minh gật đầu đồng tình. Phải rồi, thế giới cả 7-8 tỷ người, mà hai đứa lại biết nhau chẳng cần buổi gặp mặt hôm nay, xem ra là ý trời. Thành Nam vui vẻ, đôi mắt đa tình cong cong nhìn Diệp Anh ngồi xuống cạnh bố, anh lên tiếng. Đúng là con với em Diệp Anh có duyên ạ, chúng con cùng tập trung ở một câu lạc bộ thể thao. Diệp Anh nhìn qua cũng đoán biết tình hình, có điều cô không thích thế này. Chưa ngồi ấm chỗ cô đã muốn rời đi, nhưng nhìn vẻ mặt bố mẹ ngồi đó cô cảm thấy không tiện, đành chịu ngồi lại nhưng tỏ ra bồn chồn. Hai ông bố trò chuyện trên trời dưới biển, trong lúc Thành Nam cứ nhìn Diệp Anh không thôi. Trong lòng anh như mở cờ, không ngờ dịp đến nhà đối tác bàn chuyện công việc lại là ý đồ gán ghép của hai ông bố. Quan trọng hơn đối tượng của anh là Diệp Anh, quả thực trong mơ anh cũng không mơ đến. Em bận gì à Diệp Anh? Thành Nam tỏ vẻ quan tâm trước sự sốt ruột của Diệp Anh. Cô ậm ừ chưa kịp trả lời, bà Hoài đã nói. Ban nãy con nói muốn ra siêu thị gần nhà mua ít đồ, hay để anh Nam đưa đi. Tối thế này con gái đi một mình không an toàn con ạ. Thành Nam nhân cơ hội liền nói ngay. Em cần đi mua đồ à? Vậy để anh đưa em đi. Chẳng để Diệp Anh kịp từ chối, ba người lớn liền đẩy cả hai đứa con ra khỏi nhà. Mẹ này! Diệp Anh bực mình đẩy tay mẹ ra, bà Hoài cười tươi dặn dò. Mua giúp mẹ mấy gói mì chính hạt nêm, nhà hết rồi con ạ. Hết nói nổi bố mẹ cô đành cầm ví tiền mẹ đưa bước ra khỏi cửa. Người kia một bước không rời, cố ý đi song song với cô. Siêu thị mini cách nhà cô chưa đầy 100 mét, cô vào đó mua mấy thứ đồ trong bếp. Người kia vẫn chăm chú ngắm nhìn cô, lướt qua cũng hiểu anh thích cô thế nào. Thực ra cô không ghét Thành Nam, tuy nhiên hình bóng con người kiêu ngạo kia từ lúc nào đã in vào tâm trí của cô. Chiều nay còn không được gặp anh, trong lòng cô cảm thấy trống vắng khó tả. Em còn cần mua gì nữa không? Thôi, thế đủ rồi anh ạ. Thành Nam quan tâm hỏi, Diệp Anh lắc đầu. Thanh toán xong, hai người bước khỏi cửa hàng. Đi được vài bước, cô nghiêm túc quay sang anh, muốn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình về chuyện ghép đôi này. Nào ngờ đúng lúc có chiếc xe phân khối lớn phóng vụt qua, Thành Nam vội kéo Diệp Anh ôm vào lòng như bảo vệ cô. Em không sao chứ? Em không sao, cảm ơn. Anh bỏ em ra được chưa thế? Cô còn chưa kịp thoát khỏi vòng tay của Thành Nam, bất ngờ nhìn qua vai Nam cô thấy khuôn mặt đen kìn kịt như đít nồi cháy đen của người mà cô đã trông ngóng cả chiều nay. Phan Đức, sao anh lại xuất hiện ở chỗ này, lại còn đúng lúc như vậy? Diệp Anh lập tức đẩy mạnh Thành Nam ra theo phản xạ. Thành Nam quay đầu lại, thấy tên đàn ông hôm trước nhận vơ kia thì cười khẩy một cái. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một gã đang theo đuổi hot girl câu lạc bộ. Xem ra trong cuộc chiến này anh có thuận lợi hơn hắn khi được bố mẹ hai bên gia đình ủng hộ. Đẹp trai có tiền thì sao chứ, anh cũng đâu thua kém hắn bao nhiêu đâu. Tình cờ quá, anh cũng có việc ở đây à? Thành Nam nhã nhặn chào hỏi. Phan Đức trao đôi mày rậm, hất hàm hỏi Diệp Anh. Cô với anh ta là thế nào? Anh đừng hiểu nhầm. Diệp Anh lúng túng giải thích. Từ tổng công ty Sơn Hải đến thẳng đây, Phan Đức đã nóng mặt sẵn khi thấy hai người họ đi bên nhau. Lại thấy tên kia ôm cô vào lòng thì máu nóng trào lên tận đỉnh đầu. Nhưng anh lại chẳng thể làm gì, chỉ cảm thấy ức đến tím mặt. Chưa từng đối diện với cảm xúc khó chịu như vậy bao giờ, lại chẳng biết nói gì hơn. Anh trầm ngâm như đá tảng, quay người bước trở lại xe. Vốn dĩ anh chỉ định tình cờ đi ngang qua nhà cô thôi, tình cờ gọi cô ra ngoài một lát, ai ngờ lại phải chứng kiến cảnh này. Dõi theo bóng lưng cao lớn kiêu hãnh rời đi, trong lòng Diệp Anh là muôn vàn suy nghĩ. Phan Đức đến đây là tình cờ hay là có ý gì nhỉ? Chắc là chỉ tình cờ thôi. Cô khẽ lắc đầu bước nhanh trở về nhà để mặc Thành Nam bước theo cô. Cô không có cớ để trách Nam, anh chỉ muốn bảo vệ cô trước nguy hiểm, dù động cơ của anh rõ ràng như ban ngày. Vừa thấy hai con bước vào nhà, cả ba người lớn đều vui vẻ ra đón. Về rồi à các con, sao đi nhanh thế? Bà Hoài tủm tỉm hỏi, đón lấy túi đồ từ tay Diệp Anh. Ông Minh cũng cười, cất lời từ biệt lần gặp đầu tiên hết sức triển vọng này. Hôm nay như vậy là vui rồi, bố con chúng tôi về đây, khi khác chúng tôi lại đến. Diệp Anh chào hai bố con nhà họ theo phép lịch sự. Thành Nam cùng bố vào xe hơi rồi rời khỏi cổng nhà. Chỉ còn bố mẹ dọn dẹp trong phòng khách, Diệp Anh mới bực bội nói. Bố, mẹ, sao bố mẹ lại sắp xếp gặp gỡ thế này? Con chưa muốn yêu đương gì lúc này đâu. Con bé này, sắp 30 rồi mà còn đỏng đảnh thế. Anh Nam ấy, mẹ nhìn đã ưng rồi. Vừa to cao đẹp trai lại tương xứng với nhà mình. Môn đăng hộ đối là quan trọng lắm đấy con ạ. Hai nhà là đối tác lâu năm với nhau. Hai ông bố hợp tính hợp tình. Hai đứa cũng đẹp đôi. Mà mẹ thấy thằng Nam nó cũng chấm con gái của mẹ rồi đấy. Diệp Anh chẳng cãi nổi mẹ. Cô trở về phòng. Vừa ngồi xuống giường đã nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Tối mai em có đi tập không? Anh sang đưa em đi. Anh Nam. Diệp Anh nghĩ ngợi một hồi. Quả tình chưa biết trả lời sao. Bất ngờ cô xem lại cuộc gọi nhỡ. Thời điểm người này gọi cho cô từ lúc cô còn chọn đồ ở siêu thị mini. Số máy lạ này rất đẹp khiến cô bần thần. Chẳng hiểu sao trái tim lại đập dồn. Nghĩ thế nào cô nhắn một tin cho số máy đó. Ai gọi tôi vậy? Gọi cô có được đâu còn hỏi. Giọng điệu này là Phan Đức. Mỉm cười cô nhắn lại. Anh gọi tôi có việc gì? Nhớ ra còn giữ của cô một thứ, định trả lại thôi. Cô mím môi nghĩ ngợi. Hôm đó chiếc ví cô nhận lại, ngoài tiền không cánh mà bay thì cũng không thiếu thứ gì. Chẳng lẽ ý anh ta là tiền sao? Ví tôi chỉ thiếu tiền thôi, ý anh là sao thế? Thiếu bao nhiêu? Diệp Anh không tin Phan Đức giữ lại tiền trong ví của cô. Anh là kẻ thừa tiền chứ không phải ngược lại. Khả năng có kẻ nào đã lấy tiền rồi đưa ví của cô cho anh. Thế nên cô nghĩ anh không biết trong ví cô có bao nhiêu. Tôi nói bao nhiêu anh cũng tin à? Thách cô dám nói điêu. Diệp Anh phì cười. Hôm ấy cô đóng phí tập ở Sunny cũng tốn kha khá. Sau đó lại mời mấy cô bạn bữa nhậu nên không còn bao nhiêu. Tôi không nhớ. Nếu anh muốn trả thì đưa tôi bao nhiêu cũng được. Vậy tối mai sang Sunny tập đi rồi tôi trả. Trung tâm Sunny bắt đóng phí 3 tháng một lần. Từ dạo ấy vẫn còn hạn thoải mái. Cô muốn sang tập thì sang. Xem ra con người này muốn cô tập ở Sunny thật. Chẳng hiểu sao cô lại muốn nghe theo. Thế nên nhắn lại. Ok, tối mai tôi tập ca 6 giờ. 7 giờ tập xong gặp nhau. Cuộc đối thoại ngắn ngủi đã dừng lại rồi mà chẳng hiểu sao tim cô vẫn đập thình thịch, còn đọc đi đọc lại những gì anh nhắn. Chẳng lẽ cô đã thích anh rồi sao? Con người lạnh lùng khó hiểu lại kỳ cục này. Cô không muốn tin mình thích anh nữa. Lắc đầu, cô bỗng giật mình khi chuông điện thoại reo vang. Thành Nam chờ cô nhắn trả lời không được, sốt ruột gọi cho cô. Diệp Anh à, tối mai em có đi tập không? À, em không anh ạ. Em bận gì hay mệt mà không đi? Em bận. Em cũng muốn nói với anh chuyện hai bên bố mẹ gán ghép đó. Em không thích. Diệp Anh quyết định nói thẳng với Thành Nam điều mà cô vốn muốn nói lúc bước ra khỏi siêu thị. Thành Nam có chút buồn. Anh cười trả lời. Anh cũng ghét kiểu gán ghép như thế lắm. Mình cứ tự nhiên thôi em. Vâng, thôi mẹ em gọi rồi. Em xuống nhà đây ạ. Em ngủ ngon nhé. Diệp Anh khẽ thở dài ngắt máy. Dù muốn dù không, lòng cô đã sớm hướng về một người rồi. Chẳng biết là anh có nghĩ đến cô không nữa. Nhìn ra ngoài trời, những đợt gió lạnh đầu mùa ùa tới, làm lá vàng rơi rụng lả tả, hỗn độn như chính tâm trạng trong lòng cô lúc này. Phan Đức cũng chẳng biết mình đang vui hay đang buồn bực nữa, chỉ biết anh muốn nhắn cho cô một tin là chúc ngủ ngon, mà bấm rồi lại xóa. Cô với gã kia là thế nào? Chẳng lẽ hắn tán đổ cô nhanh như thế sao? Mới có 2 ngày chứ mấy? Không, thái độ của cô cho anh tin là không phải. Lúc ấy cô cũng bực bội với hành động của hắn, hay anh tưởng tượng nhỉ? Còn anh, liệu anh vội vàng có phải là nên hay không? Cô có từ chối anh hay không? Anh có thực lòng yêu thích cô không? Từ trước đến giờ, anh rất sợ gần gũi thể xác nên luôn tránh né. Chỉ là với cô, anh lại không cảm thấy như vậy. Nhưng anh vẫn chưa thể khẳng định được tình cảm của mình. Vò vò đầu anh xì một tiếng, quyết định vào nhà tắm sẽ nghĩ tiếp sau khi cảm thấy đủ sạch sẽ. Đứng dưới vòi sen ấm áp, bất chợt Phan Đức nghe phía sau có tiếng động. Anh giật mình, theo phản xạ liền với khăn tắm quấn quanh hông, rồi dùng mình khi có bàn tay con gái chạm vào lưng anh như muốn giúp anh massage. Anh quay người, cùng cái hất tay làm cô ta ngã nhào ra nền gạch ướt át, kêu á lên một tiếng, khuôn mặt diễm lệ hướng đôi mắt long lanh trách móc. Phan đại thiếu gia, anh làm em sợ. Cô là ai? Tại sao lại vào được đây? Phan Đức bực bội quát lên. Anh lử mắt trước vẻ sợ sệt của cô gái mặc bộ váy body bó sát thiếu vải khoe da thịt. Mặc kệ cô ta, anh bước nhanh ra khỏi phòng tắm. Điên mất thôi, lại là trò của ba anh. Ông Hùng ba anh lúc nào cũng sợ anh không thể làm tròn nghĩa vụ nối dõi tông đường cho ông, nên từng bày trò khỉ kiểu này không chỉ một lần. Cô gái xinh đẹp có tên Hoa Lệ vốn là gái gọi cao cấp kinh nghiệm đầy mình. Cô được ông Phan Hùng thuê đến đây để kích thích ham muốn trong lòng con trai ông ta. Vậy mà anh ta, đẹp thì đẹp thật, tiền cũng nhiều thật, nhưng ai ngờ anh ta lại khó sơi như vậy. Cô không chịu đầu hàng, trấn giữ sự sợ hãi trong lòng mà bước ra khỏi phòng tắm sang trọng, hòa hợp với ngôi biệt thự xa hoa, làm cô lóa mắt khi bước chân vào. Biết đâu người như anh ta mới là người có thể đem lại mọi thứ cô cần, chứ không chỉ là tiền. Cô đâu có gì để mất mà không cố gắng chứ. Phan Đức đang đứng trước tủ đồ lớn, anh muốn tìm một bộ đồ để mặc. Thói quen của anh thường là quấn khăn tắm ra tủ lấy đồ, vì trong căn phòng này ngoài anh ra chẳng có ai. Phan đại thiếu gia, cô còn chưa biến đi sao? Phan Đức cáu, đanh giọng nhìn điệu bộ lả lơi của cô ta hỏi sẵn. Lệ bất ngờ lao đến ôm chầm lấy anh óng ẹo. Người ta chỉ muốn vui vẻ một chút. Toàn thân Phan Đức như đồng loạt nổi da gà, anh hất cô ta ra khỏi người như hất một thứ gì bẩn thỉu đáng ghê tởm nhất. Cút, đừng nghĩ đàn bà mà tôi không dám đánh. Lệ ngã nhào ra đất, cô hết hồn, chẳng còn nghĩ gì được, lập tức lao ra khỏi phòng. Ông Hùng tò mò đứng ngay ngóng bên ngoài, thấy Lệ xanh mặt lao ra thì cười lên một tiếng hỏi. Thế nào, không làm ăn gì được à em? Ai biết con trai anh lại biến thái thế chứ, hắn không phải đàn ông như anh. Ông Hùng vuốt ve bờ vai trần gợi cảm của Lệ, hai mắt long lanh thèm thuồng, cười cười gật đầu, lập tức kéo Lệ vào một phòng ngủ gần đó. Lệ hỏi ông, cái chị nó bảo hôm trước vợ anh kéo người đến đánh ghen, làm nó nát hết cả hàng họ, giờ nó phải đi thẩm mỹ lại tốn kém lắm. Anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, cứ im thin thít chẳng hỏi thăm gì nó. Giờ mình thế này, nhỡ đâu bà sư tử kia tóm được em thì sao? Em lo gì, tại con kia nó ngu, không nghe anh nên mới lộ thôi. Anh tin người như em sẽ không đi vào vết xe đổ của nó đâu. Thôi em trả dại, chiều anh một lần này thôi đấy, từ sau em xin, anh thì thiếu gì gái. Được. Thực ra Lệ chẳng sợ gì ai, chẳng qua cô muốn tìm cách thu phục được người đàn ông hoàn mỹ có tất cả kia. Bằng trực giác, cô biết anh ta không phải gay, vậy mà... Ánh mắt ghê sợ anh ta dành cho cô, càng thổi bùng khao khát chinh phục trong cô. Mà nếu như cô cứ dây dưa với ông bố của anh ta thì không ổn. Có điều cô vẫn phải chiều ông ta, kẻo không có cơ hội ở lại đây. Em đã nhận tiền của anh rồi thì em phải làm việc chứ. Anh cho em ở lại đây được không? Em muốn ở đến bao giờ thì ở, còn phải hỏi sao? Ai bảo thế, con trai anh vừa đuổi em đấy. Cứ nói là anh thuê em làm giúp việc nhà, chẳng lẽ nó dám đuổi cả người ba nó thuê sao? Thật nhá? Đương nhiên. Ông Hùng tít mắt cười, cả hai lại chìm đắm trong dục vọng mà quên hết mọi luân thường đạo lý. Trong phòng ngủ của mình, Phan Đức đã sớm trở lại tĩnh lặng, anh đang nghĩ mai sẽ phải nói gì với Diệp Anh. Anh đâu biết ví của cô có bao nhiêu tiền, hơn nữa anh cũng không muốn cô nghĩ anh lấy tiền của cô cũng sẽ nghĩ vậy đúng không? Sau rồi anh quyết định sẽ mời cô một bữa ở nhà hàng sang trọng nhất để bù đắp số tiền kia. Phải, anh nên như thế. Có tiếng gõ cửa, Phan Đức lờ mờ mở mắt. Vừa tỉnh giấc, anh lại giật mình khi thấy khuôn mặt hồ linh tinh kia cong cớn mắt cười tiến vào phía trong phòng. Trên tay cô ta là một khay bánh ngọt cùng với một cốc sữa tươi. Phan đại thiếu gia, em mang bữa sáng đến cho anh này. Phan Đức quắc mắt hỏi, sao cô còn ở đây? Anh Đức, ba anh thuê em làm giúp việc ở đây, anh để mặt ba anh một chút đi, em chỉ muốn chăm sóc cho anh thôi, có phải em muốn ăn thịt anh đâu chứ? Lệ để khay đồ ăn lên bàn kính, bước lại muốn gấp chăn cho Phan Đức, nhưng vừa chạm vào anh đã giật chăn lại lừ mắt. Tôi không cần, bác giúp việc đâu rồi? Bác ấy bị ba anh cho nghỉ việc rồi, từ giờ em sẽ làm phục vụ ở ngôi nhà này, anh đừng đuổi em được không? Em rất cần tiền chữa bệnh cho bố em ở quê, em làm mấy việc mà anh khinh cũng chỉ vì hoàn cảnh thôi. Nếu không đi làm gái thì Lệ đã thi vào trường sân khấu điện ảnh rồi đấy. Thành ra cô khóc cứ như thật. Phan Đức xì một tiếng. Anh ghét việc ba anh làm thì ghét thật, nhưng cuối cùng chỉ quát lên, cô ra khỏi đây mau. Muốn làm gì trong cái nhà này thì làm, nhưng tôi cấm cô bước vào phòng của tôi. Chỉ cần như vậy là đủ. Lệ nhếch miệng cười, gạt nước mắt mà rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng rút lui. Cô cần có thời gian. Con người này quá sức nghiêm chỉnh, đó cũng là điều thu hút cô bậc nhất. Cũng có nghĩa cô cần để anh ta quen với sự có mặt của cô. Chẳng phải có bao nhiêu câu chuyện hầu gái cùng với chủ nhà này sinh tình cảm rồi một bước lên bà Hoàng hay sao chứ. Cô cũng chỉ là phụ nữ, đâu ai cấm cô mơ mộng được. Diệp Anh có chút hồi hộp, Sau các tập thể thao, cô mặc lại lên người bộ váy len mỏng màu hoa trà tôn dáng, khoác thêm một chiếc áo dạ đen dáng dài, mái tóc xoăn nhẹ để một bên vai. Nhìn khuôn mặt có chút ửng hồng trong gương, cô dặm thêm chút son đỏ rồi chợt giật mình. Có phải cô đang muốn mình thật xinh khi đứng trước mặt anh? Chẳng thể phủ nhận, cô cất thỏi son vào túi xách, bước ra ngoài tiền sảnh trung tâm Sunny. Phan Đức đã đứng chờ cô từ lúc nào, một thân âu phục đen làm nước da trắng của anh càng trở nên nổi bật. Khuôn mặt tuấn tú, với từng đường nét như tượng tạc, bừng sáng khi thấy cô. Nhiều ánh mắt xung quanh đang hướng về hai người, nhưng ánh mắt họ lại chỉ dành cho nhau, dù trong lòng cả hai đều lúng túng. Anh... em... Diệp Anh vừa ngạc nhiên vừa ấm áp khi nghe tiếng em từ Phan Đức. Thực lòng cô không nghĩ anh lại nhẹ nhàng với cô như vậy. Vâng. Tôi mời em bữa tối nay, có được không? Cô gật nhẹ, hơi cúi đầu ngại ngùng trước ánh mắt của anh. Trái tim cô bất chợt đập rộn ràng trong lồng ngực. Từ lúc nào cô lại muốn thuận theo anh, cô cũng không biết nữa. Anh mở cửa chiếc xe đen bóng sang trọng, đưa cô đến một nhà hàng ven hồ xa hoa bậc nhất thành phố, cách không xa trung tâm Sunny. Hai người vào một phòng VIP, anh mỉm cười yên lặng nhìn cô chọn món. Những món ăn trong menu không ghi giá, nhưng Diệp Anh có thể đoán được mức giá trên trời của chúng. Có lẽ những người đến đây cũng chẳng cần nhìn giá. Cô chọn vài món cơ bản trên thực đơn, rồi nói với người phục vụ đứng bên cạnh, cậu ta gật đầu đáp. Em đã nhận order, anh chị chờ em một lát ạ. Cậu nhân viên phục vụ rời đi, Phan Đức rót nước cho cô nhẹ giọng. Chuyện chiếc ví, tôi rất tiếc vì không thể trả lại em số tiền trong đó, vì bản thân tôi cũng không biết là bao nhiêu. Em cứ nói con số đi, tôi sẽ gửi lại cho em. À, trong đó cũng không có bao nhiêu đâu, anh đừng suy nghĩ chuyện đó nữa. Diệp Anh mỉm cười đáp lại, trong ánh đèn vàng dịu dịu, cô xinh đẹp một cách lạ kỳ, làm Phan Đức không khỏi choáng ngợp. Anh vừa nhấp ly rượu vang, vừa đưa ánh mắt say mê không che giấu nhìn cô. Trước ánh mắt của anh, cô cảm thấy hương vị ngọt ngào của rượu vang nơi đầu lưỡi lan tỏa khắp cơ thể. Toàn thân cô nóng bừng, lại như say trong đôi mắt anh. Em vẫn sẽ tập ở Sunny chứ? Diệp Anh hơi sững lại, Phan Đức vẫn muốn điều này ở cô, và lại thêm một lần khẳng định. Chẳng hiểu ma lực ở đâu từ anh mà cô gật đầu đáp nhẹ một tiếng vâng, rồi chợt ngượng ngùng cúi xuống, hai gò má ửng hồng. Cô gái thanh khiết đáng yêu trước mặt làm Phan Đức vô thức nuốt ực một ngụm bật lời. Tôi có thể đưa đón em không? Tiếng trái tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực. Lời anh nói có thể hiểu là sự theo đuổi của anh dành cho cô không? Cô bất ngờ quá đỗi, nhất thời chưa biết trả lời sao. Từ trước đến giờ cô không thiếu người khác giới theo đuổi, nhưng con người lạ lùng tuấn tú lại có điều kiện như anh đây thì là lần đầu tiên. Cô cũng không thể lừa dối bản thân là không thích anh. Phan Đức khẽ nhớn mày, anh cụm ly rượu vang vào ly của Diệp Anh. Em cứ suy nghĩ, không cần trả lời ngay đâu. Thái độ của Diệp Anh tối nay làm Phan Đức mở cờ trong bụng ngay từ lúc gặp cô, thế nên anh thoải mái bày tỏ tình cảm đến cô gái đáng yêu trước mặt. Anh và cô quen biết nhau trong một hoàn cảnh thật trớ trêu, nhưng trên tất cả, cuộc gặp ấy vẫn là định mệnh không thể chối cãi. Anh thừa nhận mình có hứng thú với cô, mọi chuyện đang có vẻ thật tốt, dường như cô cũng thích anh. Sau bữa tối, Phan Đức đưa Diệp Anh trở về hướng trung tâm Sunny. Anh quay sang cô hỏi, hôm nay vẫn là anh chàng kia đưa em đến Sunny chứ? Khi nãy cậu ta có việc nên em bảo cậu ta về rồi. Vậy thật tốt. Đôi môi mỏng mím lại thành một đường cong, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt Phan Đức. Diệp Anh gật nhẹ, cô cũng mím một nụ cười. Hai trái tim đều đang đập rộn ràng, tâm trạng cả hai đều lâng lâng trước tình cảm vừa chớm nở. Em có muốn đi dạo một lát không? Phan Đức mở lời trước khung cảnh nên thơ của hồ nước trước mặt. Thời tiết tối nay khá đẹp, chưa lạnh đến nỗi khiến con người phải lảng tránh việc đi dạo bên nhau, nhưng đủ để hai người muốn nép vào nhau như những cặp đôi đang dạo bước. Diệp Anh hướng mắt về hồ, tưởng tượng mình ở bên Phan Đức tự nhiên lại đỏ mặt, ậm ừ trong cổ họng, không từ chối khi anh dừng xe lại, mở cửa bước ra trước rồi mở cánh cửa bên cô. Bước bên nhau, bàn tay bỗng cảm thấy thật trống trải. Phan Đức muốn kéo bàn tay nhỏ của cô gái xinh đẹp bên cạnh vào tay mình ủ ấm. Từ lúc nào, mỗi khi gặp cô, anh đã bỏ thói quen đeo găng tay. Có phải sâu thẳm anh muốn được chạm vào cô? Cơn gió lạnh đột ngột vụt qua, làm cô vô thức nép vào anh. Chẳng để cô thất vọng, anh liền choàng tay kéo cô lại, cơ thể vững chãi ấm áp. Hai cơ thể áp vào nhau bất động trong tâm trạng hồi hộp, đến mức muốn đông cứng. Bất ngờ Phan Đức lên tiếng. Diệp Anh, làm bạn gái tôi đi. Giây phút được che chở cho cô cũng là lúc Phan Đức cảm thấy mình muốn có cô. Anh không thể chờ lâu hơn để nói ra điều này sau những gì đã trải qua, sau cảm nhận tình cảm của cô dành cho anh. Diệp Anh vẫn còn chưa tin vào tai mình. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt long lanh của cô đối diện với đôi mắt như hai vì sao sáng trên bầu trời đêm. Cơ thể ấm áp của anh vẫn đang bao bọc cho cô trước cơn gió lạnh. Lý trí khuyên cô hãy bình tĩnh, nhưng trái tim cô đã muốn đồng ý ngay rồi. Nhanh quá, em cũng không biết trả lời thế nào. Anh là ai em còn không biết nữa. Diệp Anh thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Phan Đức mỉm cười. Anh vẫn giữ cô thật chặt. May sao cô không đẩy anh ra. Cảm giác lúc này làm anh muốn hét lên vì sung sướng. Tôi là ai em sẽ sớm biết thôi. Tôi đến trung tâm kia cũng là vì em. Tối qua tôi không thể đến trung tâm kia nên đã tìm gặp em. Lúc thấy em ở bên hắn ta, tôi đã muốn cho hắn một trận. Diệp Anh, tôi thực sự thích em. Phan Đức nhìn sâu vào đôi mắt mở to như không dám tin những gì anh thổ lộ. Nếu cô nhận lời, có phải cô và anh sẽ là một đôi như bao đôi tình nhân khác trên thế giới này, sẽ ở bên nhau, sẽ quan tâm chăm sóc cho nhau? Chỉ nghĩ đến vậy mà hai má cô đỏ lựng. Nhưng cô không thể nhận lời anh ngay được, lúc này vẫn còn quá sớm. Chuyện này em chưa trả lời anh được. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Cô khẽ rùng mình, lập tức đẩy anh ra. Mẹ cô đang gọi. Cô áy náy nhìn đôi mắt say mê, yết hầu chuyển động lên xuống tiếc nuối của anh gạt nghe. Mẹ, con đi đâu mà giờ này chưa về thế? Anh Nam đến nhà chờ con mà gọi con không được đây này. Đáy mắt lấp lánh lập tức sững lại khi nghe được những lời mẹ cô quát cô qua điện thoại. Cô nói nhanh rồi ngắt máy. Con biết rồi, con về nhà ngay đây. Cô ngập ngừng nhìn vẻ trầm xuống của anh, mím môi nói. Em phải về rồi. Ừ, tôi đưa em về. Chuyện tôi nói em cứ suy nghĩ nhé. Cô gật đầu, cảm giác bên anh lúc này thật khác. Anh đã thừa nhận với cô anh thích cô cũng thích anh. Chỉ là cô muốn chắc chắn hơn trước quyết định quan trọng của cuộc đời mình. Cô muốn mọi thứ thật chắc chắn, không phải những gì hời hợt sớm nở tối tàn. Dừng xe trước cổng nhà, cô chào anh một tiếng, đẩy cửa xe bước đi. Trong sân, xe hơi của Thành Nam đã đậu ở đó từ lúc nào. Vừa thấy cô vào phòng khách, hai mắt Thành Nam sáng rỡ, anh lập tức hỏi. Em về rồi à Diệp Anh? Ban nãy anh gọi em mà không được. Vâng, mình ra ngoài một lát được không anh Nam? Thành Nam nhìn thái độ của cô gái anh thích, lòng anh không khỏi lo lắng. Trực giác cho anh biết anh đã thất bại. Trái ngược với nhận định của Thành Nam, bà Hoài cùng với ông Thành đều mừng rỡ, vội đồng tình nói. Phải đấy, hai đứa đi đâu cho thoải mái đi, ở trong nhà bí bách lắm. Thành Nam bước theo Diệp Anh ra góc sân có hòn non bộ cùng cây trái trước nhà. Cô nhẹ giọng. Anh Nam, em muốn nói với anh, em đã có người trong lòng rồi. Có phải là Đức không? Diệp Anh sững lại. Cô không ngờ Thành Nam lại đoán trúng. Thực ra người ngoài nhìn vào sẽ dễ hơn người trong cuộc. Thái độ lúng túng sợ bị hiểu lầm tối qua của Diệp Anh làm Thành Nam chắc đến 8-9 phần về điều này. Nhưng anh đâu có ngu mà dễ dàng để mất cô vào tay hắn chứ. Anh đến đây cũng để nói với em về hắn. Em có biết hắn là ai không? Diệp Anh xấu hổ im lặng. Quả thực cô không biết anh ta là ai, nói gì đến thích anh đây. Hắn là Phan Đức, tổng giám đốc công ty Sơn Hải, cũng là đối thủ lớn của cả hai công ty nhà chúng ta. Hắn không đơn giản đâu. Diệp Anh ngỡ ngàng, toàn thân chấn động trước thông tin từ Thành Nam. Phan Đức, anh lại có thân phận đáng sợ đến như vậy hay sao? Bao lâu nay Sơn Hải làm mưa làm gió trong thị trường bánh kẹo. Quả thực nhắc đến họ, những công ty nhỏ như Thành Vinh hay Kim Tiến của nhà Thành Nam đều khiếp sợ. Diệp Anh không thể nhanh chóng chấp nhận điều này. Cô bần thần đứng đó, chẳng biết phải nói gì, chỉ biết trong lòng cô không vui một chút nào. Sơn Hải đã nuốt rất nhiều công ty con như chúng ta, nên ngày càng lớn mạnh. Có khả năng bọn họ đang có âm mưu nuốt luôn cả chúng ta đấy. Em biết chuyện đơn hàng trả về từ Đài Loan bị thất lạc của nhà em. Có tin đồn là do Sơn Hải đứng đằng sau. Chuyện đơn hàng là thế nào? Tại sao cô lại không biết? Cô nghe mà tai ù cả đi. Hôm trước, cô có nhận được đề nghị hợp tác từ Sơn Hải. Sau đó bố cô từ chối. Liệu có liên quan gì đến Phan Đức hay không? Cô nhất thời rối quá, chỉ biết tức giận đáp. Không có bằng chứng thì anh đừng có nói lung tung. Những gì muốn nói với anh em đều đã nói xong rồi. Giờ anh về đi. Diệp Anh không chờ phản ứng của Thành Nam. Cô để anh đứng đó bước lên trên phòng. Thành Nam chẳng thể đi theo cô. Cảm giác cay cú làm đôi mắt anh đanh lại, khuôn mặt tối đen. Anh đành chào bố mẹ cô để ra về. Phan Đức tay nắm thành quyền. Thành Nam đấm vào vô lăng, đưa chiếc xe hơi rời khỏi sân nhà Diệp Anh. Trở lại phòng khách, Diệp Anh liền hỏi bố. Chuyện hàng trả về từ Đài Loan là thế nào vậy bố? À, không có vấn đề gì. Chúng ta đã nhận được hàng cũng đã đi đơn mới rồi con. Ông Thành cười trả lời. Mọi chuyện dù khó hiểu nhưng ông không để ý quá nhiều. Xưa nay ông cẩn mẫn làm việc, cũng không quan tâm đến các mưu hèn kế bẩn xung quanh, nên chẳng mấy nghi ngờ, chỉ cho rằng do lỗi của bên vận chuyển. Hàng bị lưu kho mà chúng ta không biết hả bố? Ừ, nhưng bên kho họ đã báo cho bố rồi, có thể do bên vận chuyển gặp sự cố thôi con. Diệp Anh gật đầu nhẹ, những lời Thành Nam nói khi nãy cô sẽ không tin. Sơn Hải đáng sợ thật, nhưng tổng giám đốc của họ là Phan Đức thì... Có lẽ anh sẽ không làm hại Thành Vinh, thậm chí anh còn muốn tạo cơ hội cho công ty gia đình cô bằng đề nghị hợp tác. Dòng tin nhắn nhấp nháy trên màn hình làm trái tim Diệp Anh khẽ rung lên, là Phan Đức anh nhắn cho cô. Đừng để tôi chờ quá lâu nhé, chúc em ngủ ngon. Tối nay, Phan Đức gây cho cô ấn tượng quá ngọt ngào, có trong mơ cô cũng không thể tưởng tượng con người thô lỗ cục cằn đầy thù ghét cô ngày hôm qua là anh. Tình yêu có thể biến đổi một con người như vậy sao? Nhớ lại lần đầu gặp anh, rồi lần thứ hai, thứ ba, cô vẫn cứ nghĩ suốt đời này cô sẽ vẫn ghét anh như thế. Mỉm cười cô nhắn lại cho anh. Em chỉ sợ những gì dễ đến dễ đi, anh cũng ngủ ngon. Đôi môi khẽ cong vẽ thành hình cánh cung đẹp đẽ, Phan Đức tủm tỉm nhìn những dòng chữ cô gái đáng yêu kia gửi lại cho anh. Anh đâu cần cô phải tin anh ngay, thời gian còn dài, chỉ cần cô cho anh cơ hội, cho anh được ngắm nhìn cô thôi là anh đủ vui rồi. Hình nền điện thoại của anh là nụ cười tươi trong nắng ban mai của cô, nhìn vào đó thôi, trái tim anh đã thoáng reo lên. Anh Đức, anh uống cốc sữa nóng này rồi hãy ngủ. Phan Đức giật mình nhìn về phía cửa, âm giọng ngọt ngào vang lên cùng tiếng gõ cửa xin vào. Con nhỏ kia từ tối qua vẫn còn bám lại đây, mà ba anh cũng hay qua lại ngôi biệt thự này, thành ra anh không thể đuổi cô ta đi được. Xưa nay ba anh thích gì anh cũng không để tâm, bởi có nói cũng chẳng ích gì. Anh luôn biết ba anh là kẻ chơi được làm được. Sơn Hải được như ngày hôm nay cũng là nhờ một tay ba anh gây dựng, chính xác là nhờ những âm mưu thủ đoạn của ba anh mà rất nhiều đối thủ bị Sơn Hải nuốt chửng. Phan Đức là tổng giám đốc, nhưng vẫn dưới quyền người thực sự nắm giữ Sơn Hải là ông Phan Hùng ba anh. Cũng chính vì vậy mà bà Phương Mai mẹ anh dù ấm ức vô cùng trước tính trăng hoa bay bướm của ông, nhưng vẫn không nỡ buông ông. Tôi đã nói gì, cô không hiểu tiếng người hay sao? Anh, em chỉ đưa cho anh cốc sữa ấm rồi ra ngay thôi mà. Cút! Phan Đức thô lỗ quát một tiếng, ném chiếc gối về cửa tạo thành một tiếng rầm. Lệ ấm ức cắn chặt môi. Quả thực, tiếp cận con người này quá khó. Thế nhưng càng khó cô lại càng thích. Lão Hùng hôm nay lượn lờ ở biệt thự này mấy lần, nhưng cô đã khéo léo từ chối. Quá sức mệt mỏi với con dê già này, nhưng cô lại cần lão ta để có thể ở lại đây. Chẳng làm gì hơn được, Lệ đành đem cốc sữa rời khỏi. Lòng hậm hực, cô dậm chân xuống nền gạch. Sáng hôm sau, Phan Đức đang làm việc, bất ngờ trợ lý nam của anh bước vào. Cậu ta lên tiếng. Anh Đức, em đã điều tra ra, người gây chuyện thất lạc hàng của Thành Vinh là ông Hùng ba anh. Phan Đức sững sờ, hàng mày rậm cau lại. Chuyện này thật làm anh muốn tức điên. Ba anh vẫn tiếp tục âm mưu bành trướng Sơn Hải, đối tượng tiếp theo ông nhắm đến là Thành Vinh sao? Anh lập tức gọi cho ba anh. Ba nghĩ gì mà lại giam hàng của Thành Vinh? Con biết rồi sao? Ba nghĩ Sơn Hải của chúng ta đang thiếu mảng bánh đậu xanh. Ba làm gì thì làm, tránh Thành Vinh ra cho con. Con bị làm sao thế? Sơn Hải được như ngày hôm nay, không phải là nhờ sức người, sức của từ bao công ty sao? Thành Vinh thì sao? Mà có phải con báo cho bọn họ về nơi giữ lô hàng này không? Con có biết ba mất bao nhiêu công mới giam được hàng của bọn họ không? Con đã nói rồi đấy, ba tránh xa Thành Vinh ra. Ông Hùng ngạc nhiên trước thái độ chống đối lần đầu tiên ông thấy ở con trai. Âm giọng thay đổi, ông nhẹ giọng hỏi. Tại sao vậy con trai? Con không muốn giải thích lúc này, nhưng ba nghe lời con đi. Được rồi, ba nghe con, nhớ phải giải thích cho ba đấy. Ông Hùng nhếch nhẹ khóe miệng. Điều gì ẩn sau thái độ này đây? Hẳn là rất thú vị. Lẽ nào con trai của ông đã quan tâm đến ai đó ở Thành Vinh hay sao? Nghĩ rồi ông tò mò gọi trợ lý của Phan Đức vào phòng hỏi. Quân, mày theo anh Đức bao nhiêu năm nay? Dạo này mày có thấy anh ấy có gì lạ không? Anh ấy đang yêu đấy chú ạ. Ông Hùng giật mình, hai mắt sáng lên, ông liền hỏi. Yêu đứa nào? Từ bao giờ? Anh Đức đang theo đuổi con gái ông Thành, giám đốc Thành Vinh ạ. Anh ấy sai cháu tìm hiểu đủ thứ về con bé ấy, từ việc con bé hay đi đâu đến sở thích chơi bời thế nào. Được cái con bé này cũng ngoan, nhà có điều kiện mà không bay lắc ba sàn gì hết. Con bé bao tuổi? Năm nay con bé ấy 25, kém anh Đức 3 tuổi, đẹp đôi lắm chú ạ. Ông Hùng gật gù đưa tay gãi cằm. Thế này xem ra ông không cần tốn công nghĩ cách để nó phải thể hiện bản lĩnh đàn ông nữa rồi. Ông phẩy tay cho Quân lui rồi lập tức gọi điện cho Lệ. Lệ đang quát người đầu bếp của ngôi biệt thự. Tôi mà là chủ nhà thì tôi cho chị nghỉ việc từ lâu rồi, còn nấu ăn thôi mà cũng không biết nấu. Nấu gì mà toàn những món cô ghét, chẳng hiểu đầu bếp kiểu gì nữa. Bất ngờ cô nghe có người gọi đến, biết ông Hùng gọi, dù khó chịu nhưng cô đành bước ra một góc, ngọt ngào gạt nghe. Em nghe đây ạ. Em thu dọn rời khỏi nhà anh ngay và luôn đi. Tại sao lại thế ạ? Việc anh nhờ em còn chưa làm xong mà. Anh không cần nữa. Con trai anh đang yêu, người nó yêu là một đứa con gái tử tế. Lệ há hốc mồm, cô tức giận đến mức khuôn mặt hết đen lại tím. Cái gì mà sợ anh ta là gay cần phải nắn cho thẳng chứ. Anh ta đang yêu một đứa con gái tử tế. Câu nói của lão Hùng như chửi thẳng vào mặt cô. Khốn nạn thật. Nén cơn giận dữ như núi lửa phun trào, cô đáp lại. Vâng, em sẽ rời khỏi nhà anh. Số tiền anh thuê em cũng sẽ gửi lại anh. Thôi không cần, em cứ giữ đi. Ngắt máy rồi, Lệ lập tức nắm chặt tay vào điện thoại. Từng đường gân như hiện rõ. Lần đầu tiên trong đời Hoa Lệ cô, con át chủ bài của quán ba Nhật Nguyệt gặp thất bại. Nhìn Lệ tủi thân chuẩn bị rời đi, chị đầu bếp hà dạ vô cùng. Chị bước lại gần, nhếch miệng nói. Phải đi rồi đấy à? Không tiễn vong. Là do tôi không thèm ở đây nữa nhá. Tôi mà còn ở đây thì chị cứ xác định đi. Bĩu môi khinh bỉ, nhìn theo thân hình đồng hồ cát uốn lượn bước đi như rắn, chị đầu bếp khẽ rùng mình một cái. Chẳng hiểu ông chủ nhà này rước con ca ve này về làm gì nữa cơ chứ. May mà bà Mai không biết, chứ không thì bà ấy đời nào chịu yên. Lâu nay Phan Đức ở một mình nơi căn biệt thự này. Anh thích sự tĩnh lặng của khu vực ngoại ô, thỉnh thoảng mới về biệt thự của gia đình trong nội thành ăn tối cùng với mẹ. Trong lúc đó, tại văn phòng công ty Thành Vinh, Diệp Anh mím môi cười, trái tim lại khẽ rung động trước tin nhắn của Phan Đức gửi đến. Em ra cổng, nhận món quà nhỏ của một người rất thích em đi. Lòng hồi hộp, cô bước ra cổng. Người giao hàng gửi cho cô một bó hoa hồng nhung lớn cùng lời mời bữa ăn tối nay. Được anh yêu, thế giới này dường như đẹp đẽ bội phần, bầu trời dường như cũng cao và trong hơn. Cô mỉm cười cả với cơn gió lạnh ùa đến, làm cô nhớ vòng tay êm ấm của anh. Nhưng ánh mắt ngưỡng mộ trong công ty hướng về bó hoa lớn rực rỡ trong vòng ôm của Diệu Anh. Hồng hồng, đôi má cô lảng tránh những câu hỏi quan tâm, chỉ ôm bó hoa về văn phòng để một bên ghé nhìn ngắm. Anh thật tâm lý, con gái ai chẳng thích hoa, còn lời mời tối nay thì... Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thành Nam gọi đến làm Diệp Anh nhíu mày, cô gạt nghe. Alo, Diệp Anh, cuộc họp kín bên Sơn Hải đã phóng thẳng mũi tên vào Thành Vinh. Anh gửi cho em file ghi âm cùng những bức ảnh chụp lén trong cuộc họp của bọn họ. Em nên nhìn nhận con người của Phan Đức thật kỹ, đừng vội vàng. Diệp Anh ngỡ ngàng trước những gì Thành Nam gửi cho cô, lòng cô rối bời, cô không biết phải nói sao. Chẳng lẽ Phan Đức có âm mưu nuốt chửng Thành Vinh, anh tiếp cận cô cũng vì mục đích này? Không, cô không tin, nhưng những gì Thành Nam gửi lại cho cô rõ ràng như vậy. Cô lạnh giọng đáp lời. Được rồi, cảm ơn anh đã cảnh báo, em tự biết phải thế nào. Hừ nhạt một tiếng, Thành Nam nói tiếp. Anh biết em đã thích hắn thì sẽ khó nhìn nhận đúng sự việc, nhưng anh vẫn mong em sáng suốt. Diệp Anh không tin Phan Đức tiếp cận cô vì Thành Vinh. Sâu thẳm trong trái tim cô cảm nhận được, trên hết thời điểm ban đầu, thái độ căm ghét anh dành cho cô không thể là diễn. Nếu anh thực sự muốn tiếp cận cô vì lý do đê hèn đó, anh không việc gì phải diễn một vở kịch đầy rủi ro như vậy. Thế nhưng, cuộc họp kín của Sơn Hải là thế nào? Cô không nghe thấy tiếng anh trong file ghi âm, cũng không thấy anh trong mấy bức ảnh. Liệu anh có biết hay không? Đầu óc muốn nổ tung vì suy nghĩ, cô chợt giật mình khi nghe tiếng tin nhắn. Cái tên Phan Đức hiện trên màn hình điện thoại, bất giác khiến trái tim cô thót lên một nhịp. Tối nay tôi đến đón em nhé. Dù tập luyện nhưng cũng cần điều độ. Tôi cảm thấy em đang vận động hơi nhiều. Em đã đẹp rồi, không cần ép mình đâu. Anh cứ thế này, dù phía trước là biển lửa cô vẫn muốn lao đầu. Nhưng cô không tin, phía trước là biển lửa. Mím môi lại, cô nhắn cho anh. Vâng, tối nay anh đến công ty Thành Vinh nhé. Địa chỉ 20 phố S. Ok, 6:30 tôi sẽ đến. Cô sẽ hỏi anh cho rõ ràng mọi chuyện. Điều cô đang cần ở anh lúc này là niềm tin. Đừng vội vàng, chẳng phải cô muốn có thời gian để hiểu về anh, để tin tưởng anh sao? Hít một hơi, cô quyết định sẽ không nghĩ thêm về chuyện này. 6:25, chuông điện thoại của cô reo vang. Mỉm cười, cô nhìn màn hình có dòng tên Phan Đức đang gọi. Em xuống cổng đi, tôi đến rồi này. Khóa lại cửa văn phòng, Diệp Anh bước nhanh xuống cổng, lòng vừa hồi hộp vừa không nén nổi niềm vui làm gò má của cô hồng ửng. Bó hoa anh tặng cô đã cắm thành một lọ hoa rực rỡ trong văn phòng. Thấy Diệp Anh, Phan Đức mở cửa xe bước ra. Trên người anh vẫn là bộ Âu phục. Từ Sơn Hải anh đến thẳng đây, mím một nụ cười ẩn hiện lúm đồng tiền duyên dáng, Trong ánh đèn đường mờ ảo, anh làm người nhìn muốn rụng tim. Diệp Anh ngượng ngùng khi xung quanh không thiếu câu chào cô từ người trong Thành Vinh như trêu chọc. Người đàn ông đẹp trai lại đi xe hơi đắt giá thế này đến đón cô, nhất định ngày mai thông tin này sẽ lan khắp công ty. Cô nói nhỏ khi bước đến gần anh. Anh Đức, cảm ơn anh về bó hoa. Phan Đức nhớn nhẹ đôi mày, mở cửa xe cho cô, lướt qua mái tóc mềm mại, tỏa hương thơm dịu dàng. Đôi mắt anh khẽ nhắm lại như tận hưởng. Cô không chỉ đẹp, mà mọi thứ ở cô đều làm anh mê mẩn. Từ lúc nào đầu óc anh cứ vang vọng giọng nói thanh thanh, ánh mắt nụ cười ngọt ngào của cô, anh cũng không hiểu nổi mình nữa. Tất cả hình ảnh của hai người đều rơi trọn vào đôi mắt tức đỏ của ông Thành. Ông vừa từ phía xưởng bước ra. Phan Đức là ai ông không lạ. Trong nhiều cuộc họp thương nhân ông đã gặp anh, chỉ Diệp Anh là không biết. Diệp Anh! Ông Thành sẵn giọng gọi con gái. Diệp Anh ngỡ ngàng, hoàn cảnh này cô không ngờ đến. Lúng túng nhìn bố, đôi mắt đanh lại. Ông lập tức bước nhanh đến gần Diệp Anh cùng với Phan Đức, đưa tay kéo con gái giật trở về phía sau lưng mình, như hổ dữ bảo vệ con, quắc mắt nhìn Phan Đức quát. Phan Đức, mày muốn gì mà lại ở đây? Mọi chuyện về Sơn Hải làm trò bẩn với chúng tao, tao đều biết hết rồi. Tao chỉ tiếc không có bằng chứng để kiện chúng mày thôi. Diệp Anh sững sờ, cô lập tức hiểu chuyện. Thành Nam đã nói hết với bố cô, nhưng cô không thể trách anh. Việc này hết sức hệ trọng, cũng chẳng nên giấu ông. Bố bình tĩnh có được không? Diệp Anh kéo tay bố, áy náy nhìn Phan Đức. Mọi chuyện đã không còn là bí mật. Chắc chắn có kẻ phản bội trong Sơn Hải, nhưng vốn dĩ bọn người Sơn Hải cũng là một lũ hám tiền đi theo ba anh. Chuyện bán thông tin hoàn toàn dễ hiểu. Anh đánh đôi mắt sắc nhẹ giọng. Chú, cháu sẽ giải thích mọi chuyện, mong chú và em đừng hiểu lầm. Ông Thành cười nhạt khinh bỉ, phì một hơi, ông đỏ gay mặt mũi bực bội nói. Mày có nói gì cũng không che giấu được âm mưu bẩn thỉu của bố con mày đâu. Mang tiếng là tổng công ty, mà toàn một lũ chỉ giỏi mưu hèn kế bẩn. Đừng nghĩ nuốt được chúng tao là dễ. Chuyện mà chú nói không phải là ý của cháu. Chính cháu cũng bất ngờ. Cháu đã biết chuyện rồi, nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Nghe những lời trầm thấp đè nén căm giận từ Phan Đức, chẳng hiểu sao Diệp Anh cảm thấy tin những gì anh nói. Còn ông Thành, nỗi sợ hãi mất Thành Vinh khiến ông không còn sáng suốt, cũng chẳng thể dễ dàng tin tưởng Phan Đức, chỉ quát lên. Tao không tin mày. Mày tránh xa con gái tao ra, cũng đừng mơ có được Thành Vinh. Nói xong, ông đẩy con gái trở lại phía sau quát. Còn con, tránh xa nó ra. Bố không muốn con quen nó. Từ hôm nay bố đưa đón con. Diệp Anh ngoái đầu lại, áy náy lắc đầu, ý khuyên Phan Đức hãy về. Ít nhất hôm nay cô không thể đi với anh được. Phan Đức chẳng thể làm gì. Anh đứng lặng nhìn theo đến khi hai bố con Diệp Anh khuất sau khu nhà văn phòng thì mới thở dài một hơi bỏ đi. Vừa vào trong xưởng sản xuất, Diệp Anh liền quay sang bố giải thích. Bố, anh Đức không phải loại người làm ra chuyện như vậy đâu bố. Anh Nam đã cho con biết chuyện, nhưng con vẫn muốn nghe anh Đức giải thích. Không ngờ bố lại làm thế này. Con biết nó được bao nhiêu. Lúc trước bố không để ý những tin đồn về Sơn Hải, nhưng bố nó khốn nạn hết phần thiên hạ đấy con ạ. Người ta nói cha nào con nấy, chắc chắn nó cũng là cái thằng không ra gì. Mấy thằng đẹp mã như nó, nhìn qua cũng không đáng tin đâu, tránh xa nó ra. Bố của Phan Đức chắc chắn không ra gì, cô đã sớm biết. Cũng vì bố anh mà cô gặp anh, chẳng thể thuyết phục bố. Chính bản thân cô quả thực cũng chưa biết bao nhiêu về anh. Cô đành chấp nhận đứng đó, chờ bố cô hoàn thành nốt công việc, rồi theo ông ra xe hơi. Đọc dòng tin anh nhắn cho cô mà lòng cô bất giác nhói đau. Tôi cần em tin tôi, có được không? Cô không thể trả lời, không thể, chỉ có thể nhắn lại. Lúc này em chưa thể nói gì, nhưng chiều nay em đã biết chuyện mà vẫn muốn đi cùng với anh. Chỉ cần vậy thôi. Khóe môi Phan Đức khẽ cong lên. Cô cho anh cơ hội, anh đã không nhìn nhầm về cô. Nắm chặt điện thoại, Phan Đức quyết định chờ đợi. Theo đuổi một cô gái là chuyện anh chưa từng làm, nhưng một khi đã làm nhất định sẽ một lòng một dạ. Từ ngày sau đó, Phan Đức đều không thể tiếp cận Diệp Anh khi bố cô quyết định sẽ giám sát cô. Từ ngày Diệp Anh còn nhỏ, ông Thành đã quản lý cô khá nghiêm ngặt, cho đến khi cô đi du học thì mới được tự do. Thế nên lúc này cô cũng không cảm thấy có gì quá lạ lẫm, chỉ là cô cảm thấy nhớ anh, mỗi lúc một nhớ anh nhiều hơn. Cô muốn gặp anh, cô nhớ ánh mắt say mê, nhớ vòng tay ấm áp trong cơn gió lạnh, nhớ những lời êm dịu anh nói với cô. Những tin nhắn đầy ắp quan tâm anh gửi đến cô vẫn đều đặn mỗi ngày, nhưng cô chẳng thể nhiệt tình hồi đáp. Phan Đức, tim cô thoáng sững lại khi phát hiện xe hơi của anh từ xa, đôi mắt ẩn nhẫn chờ đợi. Dường như chỉ cần nhìn ngắm cô một chút vậy thôi cũng khiến anh thỏa mãn. Anh hận một nỗi không thể chứng minh anh không có liên quan đến ý đồ của ba anh. sẽ chẳng ai tin vào điều này hết. 2 tuần sau, trong bữa tối tại nhà Diệp Anh. Chú biết rồi, bên tòa nhà đã chấp nhận hồ sơ kiện của chú phải không? Cảm ơn cháu. Diệp Anh sững lại khi nghe bố cô nói chuyện điện thoại, sống lưng lạnh toát. Cô lập tức hỏi. Bố nói chúng ta kiện ai vậy? Còn ai ngoài lũ Sơn Hải? Anh Nam đã tìm được nhân chứng vật chứng bọn chúng cố ý giam hàng của chúng ta. Nếu người trong kho bãi không thông báo kịp thời thì chúng ta mất oan mấy trăm triệu. Quả này không cho bọn chúng ăn quả đắng thì bố không làm người. Chẳng phải chúng ta vẫn nhận hàng kịp sao bố? Đó là do người ở kho bãi nể tình chúng ta làm ăn với bọn họ lâu nay nên cuối cùng không nghe bọn chúng. Nhưng bọn Sơn Hải có ý đồ hãm hại thì bố phải kiện đến cùng. Diệp Anh không biết phải khuyên bố cô thế nào, bất giác sống mũi cay xè. Cô chỉ sụt sịt nói. Bố rút đơn lại đi. Bọn họ thế lực mạnh như vậy, chúng ta kiện họ là trực tiếp đối đầu đấy bố. Chẳng phải từ lúc ấy bọn họ để chúng ta yên rồi hay sao? Làm sao mà yên được hả con? Chúng ta phải kiện để bọn chúng hiểu chúng ta không dễ chơi, con hiểu không? Đừng lo, bác Minh bố anh Nam quen luật sư giỏi, ông ấy cũng từng thắng kiện bọn chơi xấu mấy lần. Giờ chúng ta có đủ nhân chứng vật chứng, chắc chắn sẽ giành phần thắng, cũng để dằn mặt cho tất cả các đối thủ của chúng ta. Sao mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy? Cô và anh cuối cùng lại ở hai bờ chiến tuyến sao? Đưa tay ôm chán, nước mắt cô lăn dài, chỉ biết van xin. Bố đừng làm như vậy, con xin bố được không? Ông Thành tức giận đập bàn, làm bà Hoài cũng xanh mặt. Bà liền lay lay con gái, khuyên con đừng ngốc nghếch nữa. Bà đã biết mọi chuyện, dù thương con nhưng bà vẫn nghe chồng mà ủng hộ ông mọi chuyện. Mày dại trai thì cút khỏi cái nhà này, tao không có đứa con gái ngu ngốc như mày. Ông Thành chỉ tay ra ngoài cửa. Diệp Anh không thể bỏ đi, cô chỉ đứng dậy bước lên phòng nằm vật ra giường, hai mắt chân chân nhìn trần nhà. Chắc chắn anh đã biết chuyện này nhưng anh không nói gì với cô. Anh không muốn chuyện này ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô và anh. Cô vẫn thấy xe hơi của anh đậu một góc quen để nhìn cô những lúc cô rời khỏi Thành Vinh. Tại phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sơn Hải. Bọn Thành Vinh quyết theo kiện chúng ta đến cùng sao? Mẹ nó, sao mấy thằng ngu kia lại để lộ tin tức chứ? Ông Hùng tức tối quát kẻ đứng trước mặt. Trợ lý của ông lý nhí giải thích. Chúng ta đã làm rất gọn gàng, nhưng chính vì anh Đức tìm kiếm lô hàng nên cuối cùng mới bị lộ. Ông không thể trách các anh em được. Ông Hùng tức điên, gạt hết đống giấy tờ trước mặt bay tung tóe. Đúng là có trong mơ, ông cũng không ngờ có ngày chính con trai mình lại là kẻ hại mình. Cái này gọi là nghiệp quật phải không? Vụ kiện của Thành Vinh được dàn xếp tại tòa án bằng một số tiền đền bù lớn từ Sơn Hải. Ông Hùng tím đen mặt mũi bực bội, nhìn mặt con trai, hai mắt ông đanh lại. Ông hậm hực nói. Con thấy chưa, con hại Sơn Hải chúng ta rồi đấy. Lần đầu mày biết yêu mà ba mày tổn thất nhiều quá, rồi cái nhà này khuynh ra bại sản cũng là vì gái thôi. Ba nghĩ mình con chết vì gái à? Phan Đức nhếch nhẹ khóe miệng, khẽ lắc đầu, cúi xuống tiếp tục làm việc. Chuyện Thành Vinh thắng kiện có bàn tay của anh. Tiền thì Sơn Hải không thiếu, chỉ ngại danh tiếng bị ảnh hưởng. Nhưng anh đã bịt miệng dư luận từ sớm. Dù sao người sai từ ban đầu là ba anh, làm gì không làm lại nhắm trúng Thành Vinh, chỉ trách ba anh đen thôi. Con gái nhà đấy, con tránh nó ra cho ba. Con nghe ba chắc, ba không vào tù là còn phải cảm ơn nhà người ta đấy. Ông Hùng tức hừ hừ trong cổ họng, quyết định đi tìm quán Nhật Nguyệt giải đen. Trong vòng tay ông, Hoa Lệ õng hẹo nói. Sao hôm nay sắc mặt anh như muốn đấm người thế? Còn phải hỏi sao? Anh bực thằng con anh quá, nó sẵn sàng bán cả ba nó vì gái. Trái tim khẽ thót lên một nhịp. Lệ lắc đầu. Nghe đến chuyện Phan Đức yêu đương, rồi lúc này còn vì con nhỏ đó mà chống đối lại cha đẻ, tự nhiên lòng cô nhói đau. Đau cứ như bị kim châm chích. Con nhỏ đó là con nào mà tốt số vậy chứ? Cô và nó đúng là kẻ ở thiên đường, kẻ ở dưới 18 tầng địa ngục. Mẹ nó nữa. Anh cứ nói quá, đàn ông bao giờ cũng đặt cha mẹ mình lên trên hết mà. Vừa nói, tay cô vừa vuốt ve cái cằm cạo láng bóng của ông Hùng. Ông hừ một tiếng không trả lời, tay bóp mông cô, định kéo cô lên tầng trên, nhưng cô khéo léo giãy ra, nhèn miệng nói. Quán mới có mấy em non tơ còn zin cho anh giải đen, để em gọi chúng nó cho anh nhé. Nói xong, cô lập tức thoát khỏi con dê già, gọi mấy đứa con gái mới vào tiếp lão. Từ lúc gặp Phan Đức, cô thực lòng muốn thoát khỏi cái kiếp làm gái này. Suy nghĩ ấy trong lòng chưa lúc nào thôi. Anh vừa trẻ đẹp giàu có, vừa nghiêm chỉnh lại có lòng tốt khi không đuổi cô đi. Có khi nào cô đã yêu anh không chứ? Thôi bỏ đi, yêu đương cái quần què gì. Chẳng qua cô muốn tìm một chỗ dựa. Đẹp như cô, không thiếu kẻ sẵn sàng lao vào. nhưng cô vẫn chưa thể tìm được một chỗ dựa. Làm gái 5 năm từ năm 16 tuổi mà vẫn luẩn qua luẩn quẩn. Vừa nói mắt cô vừa sáng lên khi thấy từ cửa có một nhóm thanh niên trẻ bước vào. Dù sao tiếp lũ đàn ông trẻ này vẫn sướng hơn mấy lão già. Trừ mấy thằng quá khỏe hay biến thái ra, nhiều đứa con gái trong quán nghĩ vậy, chứ không chỉ mình Lệ. Thế nên cả lũ ùa ra đón. Các anh vào đây, hôm nay phải vui tới bến với chúng em nhé. Mấy gã cũng cười hùa theo, đưa tay kéo 4-5 cô gái vào một phòng karaoke, vừa hát hò vừa thác loạn. Thế mà trong đám lại có một gã chỉ đưa chai bia lên trời, ngửa cổ uống ừng ực, vẻ mặt không còn cảm xúc, nhưng nhìn qua có thể đoán là gã thất tình. Xung quanh làm gì gã cũng mặc kệ. Lệ thích nhất tuyếp đàn ông này, cô liền đẩy hai gã đang sờ soạng mình để bước lại quan tâm hỏi gã ta. Anh trai, sao nhìn anh buồn thế? Không liên quan đến cô. Ơ hay, vào quán này rồi thì anh là người của quán chúng em, tại sao lại không liên quan? Mà em hỏi này, có phải anh thất tình không hả? Đẹp trai thế này mà cũng buồn vì gái à? Thành Nam bị Lệ nói trúng tim đen. Anh lườm mắt với cô ta một cái rồi lại ngửa cổ nốc bia. Mấy gã bạn thấy anh không vui, kéo anh vào đây giải xui. Anh cũng tặc lưỡi đi theo, không chúng nó lại bảo anh cong. Nghĩ lại thấy cay. Vụ kiện của Thành Vinh cuối cùng chỉ giải quyết bằng tiền. Anh muốn ông Thành tống được lão Hùng vào tù, như thế mới êm chuyện. Mượn dao giết người, một mũi tên trúng nhiều chú chim mới là điều tốt nhất. Anh giai bị em nói trúng rồi hả? Thành Nam cau mày, nhìn điệu bộ lả lơi của Lệ, anh nhếch miệng. Cái mặt này cũng ăn tiền đấy. Chuyện em là ai chứ? Đàn ông gặp con Lệ này chỉ có mê thôi. Cô thích tiền chứ? Anh đùa em à? Ai đùa với cô làm gì? Làm xong việc này cô sẽ có tiền. Lệ không phải kẻ ngốc, gã này không hề bị cô làm lung lạc. Cô nhún vai bĩu nhẹ môi nói, tiền ai chẳng thích, nhưng làm việc gì dễ ăn chắc không đến lượt em. Việc mà hàng ngày cô làm thôi, nhưng đối tượng đã được xác định. Ai mà khiến anh phải lao tâm khổ tứ thế? Thành Nam kéo Lệ ra ngoài, trong tiếng hò reo cổ vũ, âm thanh ầm ĩ bị ngăn lại sau cánh cửa cách âm. Anh mở điện thoại vào một trang báo mạng hiếm hoi có mặt Phan Đức, xòe ra trước mặt Lệ. Kẻ này, hắn là Phan Đức, tổng giám đốc công ty Sơn Hải. Trèo được lên giường hắn rồi quay lại video gửi cho tôi, cô sẽ có tiền. Vừa được chơi vừa có tiền, mà biết đâu làm gã mê, đời cô một bước lên tiên không chừng ấy. Mẹ nó, muốn chửi một chàng vào cái vẻ mặt kiêu căng khinh bỉ của gã đàn ông tâm cơ trước mặt, nhưng sắc mặt cô sớm đen kịt lại trước những gì gã nói. Phan Đức, anh là ai mà suốt ngày ám cô thế hả? Những gì gã này nói cũng đâu có sai. Đôi mắt rợp mascara nheo nheo lại, cô giật chai bia từ tay Thành Nam tu một ngụm, hừ nhạt nói. Việc này khó đấy, mà khó thì anh biết rồi phải không? Thành Nam đanh mặt nói. Làm hay không thì nói một câu, cơ hội đến mà không biết đớp à? Cô nghĩ tôi thiếu người chắc? Nhưng anh phải giải thích cho em, tại sao anh lại muốn thế? Với cả em rất sợ bị đánh ghen. Yên tâm, sẽ không ai đánh ghen đâu, ngon chứ? Lệ phì một tiếng. Ngon thì cô đã không ở đây lúc này. Bĩu nhẹ môi cô nói, 50. Làm ca ve mà cũng ra giá khiếp thế, 5 triệu, cơ hội không có lần hai. Tiền sư cứ thẳng keo kiệt. Lệ khinh bỉ trong lòng, cô làm bộ suy nghĩ rồi hỏi, nhưng em biết tiếp cận anh ta thế nào? Người quanh anh ta đông như kiến ấy. Sẽ có cách cho cô. Lệ gật nhẹ thay lời chấp nhận. Cô đưa chai bia vừa giật của Thành Nam lại, nào ngờ anh ta khoát tay. Uống nốt đi, tôi rất ghét những gì bẩn thỉu. Chó má thật. Lệ cắn môi, phải cố gắng lắm mới không chửi vào mặt cái thằng khốn này. Mày thì sạch sẽ hơn ai mà làm trò. Hắn ta giật bồ của anh à? Không phải việc của cô. Đọc số đây, cả số điện thoại và tài khoản. Tôi đưa trước cho cô 2 triệu. Trao đổi xong, Thành Nam bỏ về trước. Lệ cắn môi nhìn theo gã khốn kia. Được, coi như cô và Phan Đức có duyên đi. Tại công ty Thành Vinh, ông Thành còn chưa ưng lắm vào kết quả tòa xử, nhưng nhận được tiền thì cũng tạm. Khuôn mặt ông giãn ra từ chiều qua đến giờ, nhìn con gái cưng trước mặt buồn bã thiếu sức sống bao ngày, ông không vui chút nào. Cha con chúng nó cùng một ruột cả thôi, con đừng có tơ tưởng gì về cái thằng khốn đó nữa. Chuyện này chấm dứt ở đây đi. Tối nay bố con Bắc Minh lại sang nhà mình, con liệu mà tiếp anh Nam cho bố. Việc kiện tụng vừa rồi nhờ hai bố con bác ấy mà bố mới thắng được bọn kia đấy. Diệp Anh chẳng thể nói gì, mọi chuyện đã rõ như ban ngày, vậy mà chẳng hiểu sao cô vẫn cứ tin anh. Cả việc ông Hùng chỉ cần nộp tiền đền bù, cô cũng cảm thấy dễ chịu trong lòng. Mấy hôm nay không thấy xe của anh, cũng không thấy anh nhắn cho cô nữa, tự nhiên lòng cô lại lo lắng bồn chồn. Lẽ nào anh đã quyết định dừng lại? Như vậy có phải là tốt hơn? Cô và anh đã ở hai bờ chiến tuyến từ lúc Thành Vinh khởi kiện Sơn Hải rồi. Em ra ngoài gặp tôi một lát được không? Tôi chờ em ở ngã ba phố X. Đang mơ màng suy nghĩ, cô giật mình nhận được tin nhắn từ anh, trái tim lại khẽ rung lên. Anh muốn gặp cô lúc này. Đã lâu không gặp anh, không nói chuyện với anh. Cô muốn ra với anh, nhưng ba cô cấm đoán cô đủ thứ. Khả năng cao, bác bảo vệ sẽ ngăn cô lại. Mặc lại áo khoác, cô bước ra cổng. Cô Diệp Anh, cô đi đâu thế? Ông Thành nói tôi không được mở cổng cho cô đâu. Quả nhiên là thế, cô đành cười cười nói. Bác, cháu đau bụng phải ra hiệu thuốc một chút. Bác thông cảm cho cháu nhé, cháu bảo ngay thôi ạ. Cô đau thế nào? Hay để tôi đi mua thuốc cho? Thôi, cháu phải đi mới nói rõ tình hình với người bán được ạ. Cháu đi được. Thế đừng nói với bố cô là tôi cho cô ra ngoài đấy nhá. Diệp Anh gật đầu vâng dạ, làm bộ ôm bụng bước khỏi cổng. Nhìn quanh quần một hồi chẳng thấy anh đâu, tự nhiên lòng cô lại có chút hoang mang. Bất chợt, vòng tay ấm áp thân quen từ phía sau ôm siết cô vào lòng. Phan Đức là anh. Cô lúng túng, mặt mũi nóng gian, liền vùng khỏi anh nhưng anh không chịu. Cô đỏ mặt gắt nhẹ. Đang ở ngoài đường đấy, bao nhiêu người nhìn kìa. Kệ, tôi ôm người của tôi thì có gì phải ngại. Người của tôi, trái tim Diệp Anh như có hơi nước ấm áp làm mềm oặt. Cơn lạnh giá trong lòng bất chợt tan biến giữa cái rét 10 độ miền Bắc. Cô càng lúng túng hơn lý nhí. Ai là người của anh? Nhận vơ. Phan Đức xoay người Diệp Anh lại đối diện với anh. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người này, cơ thể thơm ngát này, bao ngày qua anh nhớ cô vô cùng. Tình yêu thật kỳ lạ, không gặp được cô chẳng làm anh quên cô, mà chỉ khiến anh càng mong ngóng được gần gũi cô hơn. Còn ai ngoài em nữa? Tại sao không chịu trả lời tin nhắn tôi gửi hả? Diệp Anh không trả lời. Làm sao cô có thể đáp lại anh khi hoàn cảnh là như vậy? Phan Đức không hỏi cô thêm. Anh kéo cô vào chiếc xe hơi vừa phóng đến phía sau. Vào đây, bên ngoài gió lạnh lắm. Diệp Anh cũng chỉ mong được ở bên anh nhiều hơn. Cô chấp nhận vào xe theo anh. Chiếc xe nhanh chóng lướt đi. Cô ngơ ngác hỏi. Anh muốn đưa em đi đâu? Muốn đưa em về nhà. Người kia cứ thích làm gò má ai đó đỏ ửng. Nhưng tôi sẽ chỉ đưa em đi một vòng, rồi sẽ để em trở lại Thành Vinh. Từ sau lưng, anh ôm siết cô vào lòng, mơn man bên tai cô. Bố em có đang vui không? Diệp Anh ừ một tiếng. Chẳng lẽ anh tác động vào chuyện này sao? Khóe môi Phan Đức cong lên hài lòng. Thật muốn thơm lên đôi má hồng ửng này một cái. Nghĩ là làm, anh liền áp môi mềm lên má của cô, làm cô giật mình như phải bỏng, lắc đầu nguẩy nguậy trong lòng anh. Phan Đức cứ thế hít hà mùi hương mà anh nhung nhớ. Càng gần cô, anh lại càng muốn cô nhiều hơn. Tình yêu đến với anh bất ngờ mà mạnh mẽ. Từ lúc thừa nhận tình cảm của mình, anh lúc nào cũng muốn được chạm vào cô. Lúc này anh chỉ biết nói nhỏ bên tai cô. Tin tôi được không? Tôi chỉ muốn bảo vệ em mà thôi. Phan Đức cứ thế hít hà mùi hương mà anh nhung nhớ. Càng gần cô, anh lại càng muốn cô nhiều hơn. Tình yêu đến với anh bất ngờ mà mạnh mẽ. Từ lúc thừa nhận tình cảm của mình, anh lúc nào cũng muốn được chạm vào cô. Lúc này anh chỉ biết nói nhỏ bên tai cô. Tin tôi được không? Tôi chỉ muốn bảo vệ em mà thôi. Diệp Anh hít một hơi, cuối cùng quyết định gật đầu, làm đôi mắt sắc của anh sáng lóa. Anh lại chẳng ngăn nổi mình mà xoay người cô đối diện mình. Anh hôn lên trán cô, muốn tìm đến môi cô, nhưng cô cúi mặt không chịu. Đừng, đang trên xe, với cả em và anh chưa là gì mà. Cô gái đáng yêu này làm anh chỉ muốn phì cười. Anh cụm trán cô, nhất định tìm đến môi cô. Lưu manh, cô đẩy anh ra, xoay người nhìn ra cửa kính, dứt khoát không chịu. Cô và anh rõ ràng chưa là gì cả. Ai là người yêu anh chứ? Dù nghĩ như vậy, nhưng hai má cô ửng đỏ, trái tim cứ đập thình thình, chẳng chịu nghe lời cô chút nào. Đã tin tôi, lại còn thích tôi rồi, còn gì mà không chịu người ta nữa chứ? Ai thích anh? Phan Đức chịu thua cô gái cứng đầu này, anh vòng tay ôm siết lấy cô. May sao cô để anh ôm mà không chống đối. Trong lòng cô thực sự rất rối bời. Cô đang yêu một người không nên yêu. Hai gia đình lúc này chẳng thể nhìn mặt nhau. Cô biết phải đối mặt ra sao với gia đình anh đây. Chúng ta không nên thế này đâu. Bố mẹ anh nhất định sẽ rất ghét em. Cô buồn buồn quay nghiêng đầu nói với anh. Chỉ cần em nhận lời là đủ rồi. Bố mẹ tôi không có quyền quyết định chuyện của tôi. Nhưng ý của gia đình vô cùng quan trọng. Không quan trọng bằng em. Con người này, cô nên nghĩ mình may mắn hay xui xẻo khi bị anh nhìn trúng đây. Cô biết trái tim mình đang đập rộn ràng. Tình cảm cô dành cho anh là thật. Được ở bên anh thế này cô đã mong đợi bao ngày. Chỉ là cô luôn là đứa con gái khôn ngoan, không muốn làm bố mẹ phải lo nghĩ vì cô. Hơn nữa hoàn cảnh của cô và anh thực sự rất trớ trêu. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo vang, Diệp Anh thở hắt một hơi, không cần nhìn cũng biết bố cô gọi. Cô áy náy mở máy, nghe trước đôi mắt nheo lại của Phan Đức. Alo bố ạ, con ra hiệu thuốc một chút thôi mà. Con về ngay đi, đừng để bố phải đuổi con khỏi nhà. Phan Đức nghe hết những lời ông Thành quát con gái qua điện thoại. Diệp Anh ngắt máy, ánh mắt cô hướng về Phan Đức, chẳng cần cô cất lời anh cũng hiểu. Cô muốn anh thả cô về Thành Vinh. Tôi mong ngày bố em đuổi em đi. Diệp Anh bĩu nhẹ môi phản đối, làm bố mẹ cô đau lòng là điều cô buồn nhất. Anh muốn em nhận lời thì lo thuyết phục được bố em đi. Tôi biết. Phan Đức trầm giọng, anh cho rằng việc này không khó khi anh chân thành đối với Diệp Anh. Người làm cha làm mẹ nào cũng chỉ mong con gái có hạnh phúc. Anh có tự tin vào điều này. Diệp Anh lúng túng trước ánh mắt kiên định, chất chứa say mê anh dành cho cô. Tình cảm của anh khuấy động nhiệt thành, sôi lên trong máu huyết cô. Tất cả đều làm cô choáng ngợp, giật mình như thoát khỏi cơn mê man. Diệp Anh vội nói với người vệ sĩ lái xe bên trên. Anh lái xe, anh đưa tôi trở lại Thành Vinh với. Trở lại Thành Vinh đi. Phan Đức lạnh giọng ra lệnh, cậu vệ sĩ liền đáp vâng rồi quay xe trở lại. Kế hoạch đi lòng vòng của Phan Đức buộc phải hoãn lại khi ông Thành quá mức kiểm soát con gái. Dù sao thì như vậy cũng tốt. Diệp Anh đẩy cửa xe bước ra, không dám ngoảnh lại phía sau, nhìn người đàn ông yêu thích cô chẳng kém gì cô thích anh. Được anh yêu, cô biết mình đang hạnh phúc. Dù cơn gió lạnh khiến da thịt cô tê tái, nhưng bàn tay anh chạm đến dường như đều đang phát hỏa. Mặt mũi nóng bừng bừng, cô kéo lại chiếc phép mơ tuê áo khoác bông cao đến tận mũi rồi bước nhanh qua cổng công ty Thành Vinh. Nhắn cho ba cô một tin, con về đến văn phòng rồi. Cô rót một chén trà ấm uống ực một ngụm. Ngồi làm việc chưa bao lâu, bất ngờ cô nhìn qua cửa sổ. Từ phía xưởng sản xuất, cô thấy một cột khói xám bốc lên, mặt mũi tái nhợt, cô vội vã chạy về phía sau nhà. Hình ảnh trước mắt làm cô bủn rủn đến mức hai chân run rẩy, cảm giác đứng cũng không nổi, hai mắt cứ chân chân nhìn đám lửa lớn đang quần thào một góc lớn xưởng sản xuất. Các công nhân có mặt tại xưởng hớt hải hò hét nhau: "Cháy, mau dập lửa! Gọi cứu hỏa chưa?" "Gọi rồi, cứu hỏa đang đến, giờ mày anh ấy dập đi nhanh lên." Không còn nghĩ được gì, mặt mũi tái mét không còn giọt máu, cô lập tức hỏi mấy người công nhân đang tất tuổi bưng nước cùng quần áo ướt để dập ngọn lửa mỗi lúc một lớn. "Chú, bố cháu đâu rồi ạ?" Người đàn ông cao lớn tên Huân, quản đốc xưởng lên tiếng. "Ông Thành lao vào cứu hàng nên đã bị thương rồi, vừa có người đưa ngay đến bệnh viện đấy. Chúng tôi đã gọi cứu hỏa, phải 15-20 phút nữa bọn họ mới đến, giờ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." "Cứu hỏa thế này cô mà cháy hết nhà đến nơi rồi." Có tiếng công nhân bức xúc vang lên. "Người ta cũng phải mất thời gian di chuyển chứ, thôi nhanh dập đi." Diệp Anh lo lắng hỏi: Có ai bị thương nữa không chú?" "Không, thấy lửa bùng lên là mọi người đã chạy đi dập rồi mà không kịp, toàn giấy với nhựa nên bắt lửa nhanh lắm." Nhìn đám lửa đang dần được khống chế, trái tim bóp nghẹt trong lồng ngực Diệp Anh như được thả lỏng, cô thở hắt ra một hơi. 1/3 xưởng bị lửa càn quét, nhưng không ai bị làm sao cũng là may rồi. Cô không thể nghĩ nhiều hơn, cũng hòa cùng nhóm người tìm cách dập lửa, có người ngăn cô lại. "Cô tránh xa ra, ở đây lại bị thương, cứ để chúng tôi. Thêm người thêm sức cháu làm được." Tiếng xe cứu hỏa cuối cùng cũng vang lên, không lâu sau lửa hoàn toàn tắt ngấm, để lại một khung cảnh hoang tàn đau đến thấu tim gan cho người chứng kiến. Tổn thất của Thành Vinh không hề nhỏ, nguyên nhân đám cháy là như thế nào đây? "Cô là con gái giám đốc công ty này sao?" Diệp Anh thẫn thờ đáp vâng, khuôn mặt lem luốc mướt mải mồ hôi của cô nhìn tội nghiệp vô cùng. Bố cô lúc này thế nào, cô chưa thể đến gặp ông được, cô cần phải ở đây. "Chúng tôi cần lấy vài thông tin, cô trả lời được chứ?" "Vâng, anh cứ hỏi đi ạ." "Thời điểm đám cháy bắt đầu là mấy giờ?" "Tôi thấy cột khói là lúc 3:15, còn bắt đầu từ lúc nào tôi không rõ." "Tầm 3 giờ đấy anh công an ạ." Tiếng chú Huân đáp thay Diệp Anh. Anh công an ghi lại sự việc, nhìn chú ta hỏi tiếp: "Nguyên nhân đám cháy ông có biết không?" "Tôi chịu thôi, toàn giấy thế này, một mồi lửa thôi có khi cũng chết. Mấy thanh niên mới vào lớ ngớ bất cẩn lắm, tôi quát mãi không được." Anh công an gật gù. Diệp Anh trầm giọng nói: "Mong các anh điều tra giúp chúng tôi nguyên nhân. Tôi cảm giác việc này không đơn thuần là tai nạn đâu. Công ty chúng tôi gần đây gặp nhiều rắc rối với đối thủ lắm." "Cô yên tâm, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Camera ở đây có chứ?" "Tôi thấy nó đi theo đám lửa rồi. Điều này càng khiến tôi nghi ngờ có kẻ đứng sau hơn." Diệp Anh cay đắng nói ra phán đoán của mình. Suy nghĩ đầu tiên trong cô chính là lão Phan Hùng, bố của Phan Đức, là kẻ đứng sau. Lão ta là kẻ khốn nạn chẳng ra gì, bị thua kiện với gia đình cô, chắc chắn lão ghi hận mà tìm cách chơi lại. Nhưng muốn nghi ngờ gì cũng cần có bằng chứng. Cô cắn chặt răng căm hờn, nghĩ đến Phan Đức lòng cô quặn thắt, hố sâu ngăn cách giữa cô và anh, dường như mỗi lúc một sâu hơn. Nhìn khung cảnh tan hoang, nước mắt cô tuôn rơi, quệt tay qua mũi cô tự sốc lại tinh thần. Còn người là còn của, nghĩ đến bố cô vội vàng bấm điện thoại, đầu dây bên kia yếu ớt đáp lại. Diệp Anh à, con... Xưởng sản xuất thế nào rồi? Lòng chua xót vô cùng, giây phút nghe được âm giọng thân thương của bố, cô cảm thấy ấm áp trong lòng, dịu giọng trấn an ông. Bố, không sao nữa, lửa dập được rồi. Bố đang ở đâu thế ạ? Bố ở viện bỏng, đừng lo, mẹ con cũng ở đây rồi. Bố chở con đến ngay đây. Diệp Anh chán nản bắt taxi vào viện bỏng, nhìn thấy bố cô băng chân trắng toát mà nước mắt cô lại lăn dài. Con gái, bố không sao đâu. Ban nãy bố bị lửa quất qua tượt ra thôi, 1 tháng là lành. Ông Thành cười cười nhìn con gái, mặt mũi trắng bệch vì đau, nhưng ông không muốn hai mẹ con bà Hoài lo lắng. Hai mắt long lên, ông cay đắng nói. Chú Huân đã gọi cho bố báo cáo rồi, mất rồi thì chịu, còn nước còn tát con ạ. Quan trọng chúng ta còn công thức làm bánh, còn công nhân, còn người mua thì chẳng lo gì đâu. Nói thì nói vậy, đôi mắt ông ẩn ẩn nước. Ông quay mặt đi để dòng nước mắt mặn đắng chảy xuống môi. Bà Hoài chấm tay lên mắt, nhìn con gái còn lấm lem mặt mũi, bà vội lấy giấy ướt lau cho cô. Diệp Anh trầm giọng buồn bã nói. Bố, chẳng biết có kẻ đứng sau hay không, con đã nhờ công an điều tra rồi. Nếu có thì chỉ có bọn Sơn Hải chứ không ai khác đâu. Ông Thành rít lên căm hờn, hai mắt ông vằn đỏ, nỗi căm thù cha con Phan Đức mỗi lúc một chất chồng. Diệp Anh chỉ biết thở dài, cô không muốn mở lời bênh vực Phan Đức lúc này. Phan Đức từ sớm đã nắm được thông tin, hai mắt tối sầm, anh lập tức bước sang phòng làm việc của ba anh. Không chờ ông Hùng mời vào, anh đã xông thẳng vào trong. Ba, chuyện Thành Vinh gặp hỏa hoạn là ba làm đúng không? Anh long đôi mắt chất vấn. Ông Hùng giật mình ngẩng lên nhìn con trai, ngạc nhiên hỏi lại. Bọn nó bị cháy à? Đáng đời lắm, ai bảo sống không biết điều. Ba thật sự không có liên quan chứ? Phan Đức nghi hoặc hỏi. Ba anh hoàn toàn có thể diễn trước mặt anh. Người như ba anh đa mưu túc trí, đề phòng cả với vợ con. Ba có ghét bọn nó, nhưng cũng không làm như thế. Cũng vì ba nghĩ đến mối quan hệ ba con chúng ta đấy Đức ạ. Phan Đức cau mày im lặng. Chuyện này anh phải tự mình điều tra. Nhưng cô gái anh đang theo đuổi lúc này, liệu cô ấy có nghĩ gì không? Chuyện ông Thành vào bệnh viện cũng như tình hình của Thành Vinh, anh đã nghe trợ lý báo cáo. Buổi tối, anh liền bảo vệ sĩ đưa đến cổng nhà Diệp Anh. Tiếng chuông điện thoại reo vang, Diệp Anh thẫn thờ bước từ nhà tắm ra ngoài, cầm điện thoại lên tay. Nhìn tên anh, cô chẳng biết phải đối diện với anh thế nào. Mọi chuyện tôi đã biết rồi, em đang ở nhà phải không? Có thể ra gặp tôi một lát chứ? Vâng. Diệp Anh hít một hơi, cô cũng muốn gặp Phan Đức không kém gì anh lúc này. Chỉ là những gì trong đầu khiến cô muốn nổ tung. Cô vừa hận lão Hùng, lại vừa thương xót mối quan hệ giữa cô và anh. Cô đi đâu thế? Chị giúp việc e dè hỏi. Diệp Anh hiểu thời gian qua bố cô đã căn dặn chị ấy thế nào. Lúc này bố mẹ cô đều không có nhà. Đó cũng là nguyên nhân Phan Đức xuất hiện ở đây để tránh làm cô khó xử. Em ra ngoài có chút việc, chốc em về thôi. Diệp Anh xỏ giày, chị giúp việc vẫn ngại ngần ngăn cô lại. Ông Thành đã dặn tôi. Chị, em đi cũng vì việc của gia đình, chị đừng nói gì với bố em là được. Không thể ngăn cản, chị đành thở dài nhìn cô bước nhanh khỏi cổng. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch hồi hộp, Diệp Anh nhanh chóng rơi vào vòng ôm ấm áp từ phía sau của anh. Sao ăn mặc phong phanh thế này hả? Âm giọng quan tâm phảng phất bên tai, anh kéo cô vào xe hơi, cô cãi. Thì ra gặp một lát, rồi vào ngay mà. Đi với tôi. Thôi, anh nói gì thì nói đi. Bố em không có ở nhà, nhưng vẫn cho người quản lý em đấy. Nói nhớ em được không? Vừa nói, anh vừa tranh thủ hôn lên má cô. Cô đẩy anh ra rồi quay người lại, nghiêm túc nhìn vào mắt anh nói. Chuyện nhà em gặp hỏa hoạn, cho đến lúc này em vẫn còn chưa tin vào sự thật. Bố anh, em nghi ngờ ông ta. Phan Đức mím môi gật đầu, chính anh cũng nghi ngờ ba anh là kẻ gây chuyện. Tôi sẽ tìm kiếm bằng chứng. Nếu ba tôi gây chuyện, ông ấy sẽ phải trả giá. Gây hỏa hoạn là chuyện lớn, không kẻ nào biết nghĩ mà lại làm như vậy. Cũng còn may là chiều nay không xảy ra chết người. Nước mắt lăn dài, Diệp Anh sụt sịt, hai mắt đỏ hoe cô quay đi. Dù cô hận lão Hùng vô cùng, nhưng anh lại là người cô yêu. Tôi sẽ hỗ trợ Thành Vinh xây lại nhà xưởng. Bố em sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ của anh đâu. Đừng nói là tôi. Như vậy liệu có công bằng cho anh không? Cô ngẩn ra nhìn anh, thực lòng muốn hỏi anh câu đó. Chỉ cần em hiểu là được rồi. Anh chua xót nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ửng của cô. Chưa bao giờ anh cảm thấy đau lòng cho đến như thế. Dường như nước mắt của cô có gai đâm vào tim anh, làm anh đau nhói. Anh đưa bàn tay lau đi dòng nước ấm nóng trên má cô, nuốt ực một ngụm. Đôi môi anh bất ngờ phủ xuống môi cô một cách nhẹ nhàng nâng niu, cảm giác như có luồng điện chạy khắp người. Anh muốn thời gian mãi ngưng đọng như lúc này, nhưng tiếng chuông điện thoại reo vang đúng lúc. Anh tiếc nuối nhìn cô, hai má đỏ ửng thoát khỏi nụ hôn, lập cập rút điện thoại từ túi áo. Tiếng quát lớn của ông Thành làm anh khẽ lắc đầu. Con lại đi gặp thằng đó đấy à? Về ngay cho bố, đừng để bố phải lê cái chân bỏng này về cho con một trận. Chị giúp việc đã lo lắng gọi báo cho bố cô rồi. Cô thở hắt một hơi, lắc đầu đẩy anh ra, áy náy nhẹ giọng. Em phải về rồi. Em đừng nghĩ nhiều, nhớ ngủ sớm đấy nhé. Chuyện đâu sẽ có đó. Anh còn tham lam, hôn chụt lên môi cô một cái rồi mới cho cô rời đi. Cô chạy nhanh về nhà, vừa lên phòng đã nhận được tin nhắn của anh. Tôi có một công ty nhỏ bên ngoài Sơn Hải, lấy danh nghĩa công ty đó, tôi sẽ tài trợ hỗ trợ Thành Vinh. Cô mỉm cười nhắn lại. Cảm ơn anh. Nhận lời tôi là đủ, không cần cảm ơn. Cô phì cười, anh vẫn muốn nghe lời xác nhận từ cô. Đồ ngốc nghếch, cô như thế rồi anh còn cần gì cô nói thẳng nữa chứ. Cô nghĩ thầm, nhưng đúng là chưa nghe lời đồng ý từ cô, anh còn lo lắng không yên. Cô chưa kịp nhắn lại, màn hình đã hiện lên cuộc gọi đến của anh. Cô khẽ gạt nút nghe đưa lên tai. Diệp Anh, tôi yêu em. Cô sững sờ trước lời yêu anh thẳng thắn gửi đến cô, cơ thể như bất động, cô ậm ừ trong cổ họng, toàn thân như chìm trong bể mật anh đem đến. Anh mỉm cười hài lòng ngắt máy, chỉ cần vậy là đủ, cô không từ chối anh. Trưa hôm sau, quản đốc Huân gọi điện cho ông Thành, lúc này ông vừa mới ăn xong suất cơm bệnh viện bà Hoài mua về, bác sĩ yêu cầu ông phải nằm viện một tuần, bị treo chân làm ông muốn phát điên. Ông Thành, sáng nay công ty Hoàng An gửi email đến chúng ta, họ muốn hỗ trợ chúng ta xây dựng lại nhà xưởng bị cháy, điều kiện là chúng ta cho phép họ sử dụng nhà xưởng cùng với nhân lực khi họ cần. Họ nói nhà xưởng bên họ chật chội, nhiều lúc bí bách mà chưa thể chuyển địa điểm được. Công ty Hoàng An, một công ty nhỏ sản xuất bánh kẹo, trước giờ ông có nghe nói đến nhưng không để tâm. Bọn họ muốn hỗ trợ Thành Vinh của ông đúng vào lúc ông cần nhất sao? Ông mừng đến mức hai lỗ mũi như nở ra, hai mắt sáng lòa. Ông lập tức hỏi, có chuyện tốt như vậy sao? Anh em đang rất phấn khởi. Phía Hoàng An nói tuần tới chúng ta sang công ty họ ký hợp đồng. Cô Diệp Anh bảo với tôi cô ấy sẽ sang đó, ý ông thế nào? Chú bảo con bé đọc kỹ hợp đồng vào, đừng có ký ẩu. Trước khi ký phải chụp ảnh gửi cho tôi xem đã, không thể để bọn họ lợi dụng chúng ta được, cái gì cũng phải rõ ràng. Ông Thành đanh giọng, cố gắng che giấu niềm vui trong lòng. Số tiền khắc phục nhà xưởng quả thực ông chưa lo được, số hàng hóa nguyên vật liệu bị thiêu cháy đã tổn thất của ông quá nhiều. Được Hoàng An giúp sức, ông đúng là chưa bao giờ có thể nghĩ đến trường hợp này. Tất nhiên mọi chuyện đều cần phải cẩn thận, không thể biết bọn họ có âm mưu gì trong chuyện này. Diệp Anh vâng dạ khi nghe chú Huân báo lại. Chú không quên dặn cô phải chụp ảnh gửi bố cô trước khi ký. Cô đúng là đứa con gái hư, nhưng cô yêu và tin anh muốn giúp cô, không ai khác mà chính là anh. Niềm vui làm đôi mắt cô sáng ngời. Cô bước vội trở lại văn phòng, không muốn ai phát hiện ra tâm trạng rối bời cùng đôi gò má hồng ửng của cô lúc này. Làm việc mà tâm trạng cô cứ ở nơi nào, cô nhớ vòng tay ấm áp, vòng ngực vững chãi, nhớ nụ hôn đầu vụng về anh trao đến cô. Diệp Anh. Thành Nam đứng ở trước cổng công ty Thành Vinh chờ cô từ lúc nào. Cô lúng túng nhìn anh, trong lòng có chút ái ngại vì thời gian gần đây cô thường tránh anh. Chiều qua anh gọi cho em mà em không nghe máy, chuyện Thành Vinh gặp hỏa hoạn, anh rất tiếc. Thành Nam áy náy nhìn Diệp Anh như muốn chia sẻ. Anh nói tiếp, ban nãy anh đã xuống xưởng xem tình hình, Thành Vinh cần gì công ty nhà anh sẽ hỗ trợ hết mình. Cảm ơn anh, nhưng bên em cũng đang khắc phục rồi. Thành Vinh cần xây dựng lại nhà xưởng, tốn kém nhưng không phải là không thể làm được. Thành Nam thở dài một hơi, anh không biết tình hình kinh tế của Thành Vinh. Nghe Diệp Anh nói vậy, anh không thể làm gì khác ngoài gật đầu. Tối nay em có vào viện bỏng không? Anh muốn vào thăm chú, anh đưa em đi. Diệp Anh vội xua tay từ chối. Em vào đó bây giờ đây, khi nào anh đến viện anh gọi em ra đón nhé. Đúng lúc đó taxi phóng đến, cô liền chui vào xe như muốn trốn khỏi Thành Nam càng sớm càng tốt. Nhìn bóng chiếc xe khuất xa, hai mắt Thành Nam đanh lại, lửa giận bừng bừng cháy trong con ngươi đen hun hút. Anh vẫn chưa tìm được cơ hội thuận tiện để đẩy con Lệ lên giường với Phan Đức, nhưng điều này chắc chắn sẽ xảy ra sớm thôi. Diệp Anh muốn tránh Thành Nam nên cô vào viện một lát rồi về sớm, chẳng còn chịu sự quản lý sát sao của bố. Cô vừa xuống taxi đã bị bàn tay ai đó ôm vào lòng, như tranh thủ chút ít thời gian ít ỏi. Yêu mà cứ như đánh du kích thế này, em thấy tôi có tội nghiệp không? hàng xóm nhìn thấy bây giờ buông em ra. Không những không buông mà anh còn kéo cô vào trong xe, xoay người cô lại, anh đặt lên môi cô nụ hôn anh khao khát. Có những thứ nếm một lần rồi là muốn nếm mãi, vậy mà chẳng cần chuông điện thoại reo lên thì chính cô cũng lắc đầu, nóng ran mặt mũi cô nói: "Đừng, đang trong xe." "Vậy vào nhà." "Làm sao có thể?" "Thế thì mặc kệ đi, có ai đâu." Thuyết phục cô không dễ chút nào, cô nhất định không chịu. Cô nép mình vào ngực anh, khuôn mặt cúi gằm, đầu dụi vào cổ anh tránh nụ hôn ép buộc. Trái tim anh đập loạn trước hành động đáng yêu, anh cũng đành phì cười, đưa tay bẹo má cô một cái. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô: "Thứ hai gặp em ở Hoàng An, sẽ chỉ có hai chúng ta thôi." Câu nói mờ ám của anh làm tay cô nóng muốn bốc khói. Cô im lặng như ngậm hột thị, đẩy anh ra bước xuống khỏi xe. Dõi theo bóng dáng cô bước qua cổng nhà rồi khép lại, môi anh cong lên hài lòng. Cho đến lúc này, anh có thể xác nhận chuyện hỏa hoạn ở Thành Vinh không phải do ba anh làm. Liệu chuyện này chỉ đơn thuần là tai nạn hay có kẻ cố tình đâm chọc sau lưng đây? Khẽ lắc đầu, anh ra lệnh cho vệ sĩ lái xe đi. 2 ngày cuối tuần, Diệp Anh đều ở viện chăm sóc bố. Ông Thành cau có khó tính, những cảm giác đau đớn cả về tinh thần và thể xác mà ông phải trải qua, cùng với việc Diệp Anh cứ ngẩn ngơ nghĩ về Phan Đức, khiến ông động một chút là quát tháo. Thành ra hai mẹ con bà Hoài cứ phải nhịn như nhịn cơm sống. "Sáng mai, bố bảo chú Huân đi cùng với con rồi đấy, đi nhanh nhanh rồi về. Có chú Huân rồi thì không cần phải chụp ảnh gửi cho bố nữa." Cô vâng dạ, trong lòng không biết anh sẽ nghĩ sao, vì cô đi đâu một bước, ông cũng kèm người giám sát. Sáng hôm sau, vị giám đốc trẻ của công ty Hoàng An đưa cho cô tờ hợp đồng. Anh ta nhìn cô cùng người quản đốc tầm tuổi 50 ngồi bên cạnh, đôi mắt anh ta có ý cười mà nói: "Cô Diệp Anh, cô đọc hợp đồng này đi, có gì thắc mắc cứ nói với tôi." Diệp Anh cầm tờ hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu cùng công thợ khắc phục nhà xưởng lên tay. Thỏa thuận đơn giản, vì vốn dĩ Phan Đức muốn hỗ trợ gia đình cô. Số tiền anh bỏ ra rất nhiều nhưng lại không ghi rõ trong hợp đồng. Có lẽ vì anh không muốn cô phải suy nghĩ. Cô hiểu từ lúc này cô đã nợ anh, nhưng cô cam tâm tình nguyện. Trên hết, cô quá rõ tài chính của Thành Vinh không thể cáng đáng việc xây dựng nhà xưởng vào lúc này. Khu vực bị cháy là khu vực để hàng, lửa lớn làm cháy hết số hàng chuẩn bị giao đi, tổn thất rất nhiều cả về hàng hóa và nhà xưởng. Nhưng dây chuyền sản xuất chính nằm ở góc khác lại không bị ảnh hưởng, xem như cũng là may mắn. Lúc này, Thành Vinh cần phải xây dựng lại khu vực nhà xưởng bị cháy để có nơi xếp hàng mới cho kịp với tiến độ. Theo hợp đồng, nhà xưởng xây lại còn lớn gấp đôi, trải ra thêm một khoảng đất trống. Cũng có nghĩa Hoàng An muốn có thêm nơi để hàng khi cần, như vậy hoàn toàn hợp lý với ý định của họ. "Tôi không thắc mắc gì cả." Quay sang quản đốc Huân ngồi bên cạnh cô hỏi: "Chú xem có vấn đề gì không ạ?" "Không vấn đề gì, chúng ta cần phải cảm ơn công ty Hoàng An rất nhiều." Giám đốc Hoàng An cười nhẹ lịch sự đáp: "Giúp người cũng là giúp mình, các vị đừng nghĩ chúng tôi là Bồ Tát." Diệp Anh hít một hơi, quyết định ký vào bản hợp đồng. Chẳng biết anh đang ngồi ở góc nào, có theo dõi cuộc họp này không nữa. Nhưng có thế nào cô vẫn không có tự do. Chú Huân mà bố cô cử đi theo cô một bước không rời, không cho anh cơ hội tóm cô vào một nơi riêng tư nào đó. Ngồi cùng taxi với chú Huân, tiếng nhắn tin làm Diệp Anh giật thót mình. Quả nhiên anh đã biết cuộc họp này. "Hôm nay thật tiếc không được gặp riêng em." "Lúc khác mình gặp nhau ạ." "Lúc nào?" "Lúc em có tự do, bây giờ thì không được." "Lúc nào cũng không được, cô muốn anh phải thế nào đây?" Dù sao lúc này anh cũng đã là kẻ nắm đằng chuôi, cô đã là người của anh rồi. Anh cố tình không ghi rõ số tiền trên hợp đồng để cô không thể nào trả được cho anh. Giám đốc trẻ tuổi của Hoàng An, Phạm Tùng Lâm, thiếu gia của gia tộc đá quý họ Phạm, cũng là bạn thân lâu năm với Phan Đức, bước vào phòng nhếch miệng cười: "Lần đầu tiên tôi thấy ông dính dáng đến gái, tưởng ông cong mẹ rồi chứ." Đứng tên danh nghĩa giám đốc Hoàng An, Lâm không có bao nhiêu việc. Công ty này hoạt động như một sân sau của Sơn Hải. Thời gian còn lại Lâm dành cho thú vui, xứng với danh xưng thiếu gia tiêu tiền như nước của mình. "Tối nay đưa cô nàng ra mắt anh em chứ?" "Chưa phải lúc." "Vậy lúc nào?" "Nghe tôi kể mà mấy thằng kia như phát rồ lên không tin." Phan Đức không trả lời, bước thẳng ra khỏi cửa. Lâm phì cười nhìn theo, hai mắt anh ta láu lỉnh híp lại. Ông Thành ra viện về nhà vẫn phải nằm một chỗ dưỡng thương. Mọi việc ở Thành Vinh đều để Diệp Anh lo liệu. Tuy nhiên, ông vẫn luôn có cách khéo léo để kiểm soát tự do của cô. Ông còn thuê cả vệ sĩ đưa đón cô. Diệp Anh không muốn chống đối bố, cô cảm thấy không cần thiết. Phía cảnh sát kết luận nguyên nhân hỏa hoạn là do chập điện. Cả ông Thành và Diệp Anh đều không tin vào điều này, nhưng chẳng thể có bằng chứng nào cả. Việc xây dựng lại nhà xưởng cũng đã được tiến hành. Theo kế hoạch chỉ cần 2 tháng để hoàn thiện. "Gặp tôi một lát được không?" Diệp Anh đọc dòng tin nhắn từ Phan Đức. Từ hôm ký kết với Hoàng An, cô chẳng thể gặp anh. Lúc này đang giờ làm việc, cô muốn ra khỏi cổng cũng khó. Cô cũng nhớ anh vô cùng. Em không có cách nào gặp anh được. Một vụ bắt cóc thì sao? Anh có thể nghĩ ra trò này, cô quên mất. Chẳng phải lần đầu tiên cô gặp anh cũng là do anh bắt cóc cô thành công hay sao? Anh dám? Tại sao lại không? Cô có chút hồi hộp không biết anh làm gì. 5 giờ chiều, cô nghe điện thoại của vệ sĩ thì đành rời khỏi Thành Vinh. Trong lòng có chút hụt hẫng khi anh không liên lạc lại. Bất ngờ, khi xe hơi đến một quãng đường vắng, liền bị một nhóm xe cắt ngang chặn lại. Người vệ sĩ lúng túng quay sang Diệp Anh, bất lực phải dừng xe. Một nhóm đàn ông cao to gõ cửa đe dọa. Mở cửa, nếu không đừng có trách. Khẩu súng lục đưa ra trước đôi mắt đanh lại của người vệ sĩ như đe dọa. Hoàn cảnh này anh ta buộc phải mở cửa. Anh ta đã biết mục đích của lũ người này, bởi ngay từ đầu ông Thành đã căn dặn anh ta bằng mọi cách không để con gái ông rời xe. Diệp Anh bị nhóm người hung hãn tống vào xe hơi. Người trong chiếc xe kính đen kín mít không ai khác chính là Phan Đức. Khóe miệng khẽ cong, anh kéo cô lại, vòng tay ôm trọn. Nỗi nhớ nhung bao ngày như được lấp đầy. Chính bố em ép anh đấy nhá. Đằng nào ông ấy cũng ghét anh, đành vậy thôi. Bố em sẽ rất lo lắng. Phan Đức dùng tiếng Anh nói với cô nghe thật dịu dàng. Diệp Anh nhíu mày nhìn Phan Đức đầy âu lo. Cô không muốn chống đối bố cô. Hoàn cảnh của cô và anh quả thực rất khó xử. Ông ấy sẽ biết anh đưa em đi. Trước khi cảnh sát tìm đến, anh muốn được ở bên em. Con người này thật hết nói nổi. Cô chẳng có cách nào liên lạc với bên ngoài. Túi xách của cô đã bị nhóm người kia giữ lấy ngay từ lúc bọn họ kéo cô đi. Chiếc xe phóng băng băng ra khỏi thành phố. Cô ngỡ ngàng hỏi, anh đưa em đi đâu thế này? Một nơi chỉ có hai ta. Đừng đi xa quá, em muốn về sớm. Không còn là ý của em nữa. Anh... Cô hơi giận bặm môi quay đi. Anh đã không nghe cô nữa, nhất theo ý mình. Vòng tay thêm siết chặt, anh nhỏ giọng bên tai cô. Em bắt anh chờ đến bao giờ nữa? Sức chịu đựng của anh có giới hạn. Cô chẳng thể nói gì. Anh là người yêu cô, cũng là người cô mang ơn. Vậy mà đến gặp cô thôi anh cũng không thể. Cảm giác chua xót khiến hốc mắt cô cay xè. Cô im lặng không nói thêm điều gì, chỉ nhắm hờ đôi mắt trong vòng tay của anh. Em cứ ngủ đi, chúng ta sẽ đi xa đấy. Cô không trả lời. Bao mệt mỏi dường như tan biến khi cô được ở bên anh thế này. Thơm nhẹ lên trán cô, anh để cô ngả đầu vào lồng ngực vững chãi. Chẳng biết cô thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh lại trời đã tối đen. Đến nơi rồi, em đã đói chưa? Cô gật nhẹ đẩy cửa xe bước ra. Chiếc xe dừng lại ở một resort nghỉ dưỡng sang trọng ven biển. Biển mùa đông lạnh buốt, nhưng không khí trong lành vẫn khiến cô hít hà sảng khoái. Anh nắm tay dắt cô vào bên trong một căn nhà đang bày tiệc đứng. Âm nhạc du dương cùng những bàn ăn đắt giá đầy ắp khiến cô vô thức nuốt ực một ngụm. Lúc này đã 7 giờ rồi. Những thanh niên cả nam cả nữ ăn mặc sang trọng trong căn nhà đó đều vui vẻ chào đón khi thấy hai người bước vào. Tùng Lâm cười tươi lên tiếng trước tiên. Thiếu gia Phan Đức, giới thiệu đi. Phan Đức gật đầu, đặt tay lên eo Diệp Anh như khẳng định chủ quyền. Khuôn mặt đẹp trai bừng sáng, anh nói. Giới thiệu với mọi người, Diệp Anh, bạn gái của tôi. Những tiếng vỗ tay hò hét cổ vũ vang lên. Diệp Anh đỏ bừng mặt mũi xấu hổ, nép mình vào Phan Đức. Anh thể hiện bản lĩnh đàn ông mà che chở cho cô. Lấy 2 ly rượu vang từ tay người phục vụ, một đưa cho cô, một giữ cho mình. Em ngồi đây nhé, anh lấy đồ ăn cho em. Anh đưa cô đến một bàn trống, cô lắc đầu nói. Em tự làm được, mọi người đều tự phục vụ mà. Em khác. Thôi, anh để em tự chọn đi. Cô bước đi trước, anh phì cười theo sau cô. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ trong tiếng nhạc cùng tiếng cười nói. Những thiếu gia giàu có mặt ở đây đều dẫn theo phụ nữ. Họ cực kỳ hào phóng với người bạn gái đầu tiên mà họ thấy ở Phan Đức. Khác hẳn những lần tụ tập trước đây. Cách anh quan tâm cô từng ly từng tí, cho họ hiểu anh thật lòng với cô thế nào. Khi Diệp Anh còn ngủ trên xe, ông Thành tức đến tím đen mặt mũi khi nghe vệ sĩ ông thuê gọi điện báo. Ngay sau đó, ông nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Phan Đức chân thành nói qua điện thoại trước khi ông kịp nhận ra ai gọi đến. Chú, cháu xin phép chú đưa em Diệp Anh đi một ngày. Cháu cam đoan sẽ không làm gì khiến chú phải suy nghĩ. Cháu thật lòng với Diệp Anh, mong chú hiểu. Mày, Phan Đức, mày là thằng đốn mạt, tao sẽ báo cảnh sát. Tùy chú, nhưng chú làm vậy chỉ khiến cháu không giữ được bình tĩnh trước con gái chú thôi ạ. Mày! Tiếng ngắt máy khô khốc, sắc mặt của ông Thành nửa đen nửa đỏ nửa trắng bệch. Nó dám đe dọa ông, thằng mất dạy. Ông không còn từ nào để nói về nó. Cha con nó đúng là loại cặn bã của xã hội này. Nhưng nghe lời nó đe dọa, bất giác ông cũng chùn bước. Giờ con gái ông đã nằm trong tay nó. Nó làm gì ông cũng không thể quản được, làm nó tức lên liệu có tốt hay không. Ông điên đến mức vô thức đạp chân vào ghế rồi gào lên một tiếng, đau đến thấu trời xanh. Giận quá mất khôn, ông quên luôn mất cái chân bỏng còn đang cần thời gian bình phục của mình. Ông Thành hừ một tiếng, quyết định gọi điện cho con rể tương lai mà ông đã ngắm cho Diệp Anh. Cái thằng được đủ đường, nó lại yêu con gái ông, nhiệt tình với cả gia đình ông chỉ nhờ được nó thôi. Nam à, chiều nay Diệp Anh bị thằng khốn đó đưa đi rồi, cháu xem có cách nào tìm được con gái chú về không, chú nhờ cả ở cháu. Thành Nam đanh mặt trước thông tin vừa nghe, ngay lập tức Nam trấn an bố vợ. Chú cứ yên tâm, cháu sẽ tìm cách. Tay vệ sĩ của Phan Đức bị Thành Nam mua chuộc cũng gấp gáp gọi điện báo cho anh gần như cùng lúc với ông Thành. Anh Nam, Phan Đức đang trên đường đưa người ra bãi biển S. Em đang có mặt trong đội bảo vệ đi phía sau. Phan Đức đã bao chọn resort Selena ở đó. Cả nhóm sẽ có mặt ở đó vào khoảng 7 giờ tối nay. Ok, giữ liên lạc. Thành Nam trao đôi mắt, bấm điện thoại gọi cho Lệ. Cơ hội đến rồi đấy. Tối nay cô hãy có mặt ở resort Selena thuộc bãi biển S. Phan Đức cùng người của tôi đang ở đó. Cô muốn làm sao thì làm. Tách hai người đó ra cho tôi. Những ngày qua, Thành Nam muốn Phan Đức ngủ bên ngoài để Lệ có cơ hội hành động. Nhưng hầu như Đức làm việc ở Sơn Hải rất muộn, thường đến 10 giờ mới trở về biệt thự trắng, một nơi rất khó để Lệ có thể ra vào. Trừ khi là người nhà của họ Phan, việc để Lệ đột nhập vào đó là không thể. Lúc này cơ hội đã đến. Lệ nhếch nhẹ khóe miệng. Trèo được lên giường của Phan Đức sao? Nếu gã kia biết cô từng thất bại một lần, chắc chắn gã đã không thuê cô. Cô muốn tiếp cận Phan Đức theo một cách khác thông minh hơn. Lệ được người của Thành Nam đưa đến resort Selena. Khi ấy bữa tiệc của Phan Đức vẫn đang diễn ra vui vẻ. Gã tay sai bị mua chuộc tìm cách đưa Lệ vào bữa tiệc, trà trộn cùng nhóm nữ nhân viên phục vụ. Chiếc váy len trắng của Diệp Anh bị ly rượu đỏ trên tay Lệ vô tình mà cố ý đổ lên. Diệp Anh hơi bực, cô vội lấy giấy ăn thấm rượu. Phan Đức trừng mắt gắt. Cô phục vụ cái kiểu gì thế hả? Phan Đức hướng toàn bộ sự tức giận lên cô phục vụ xinh đẹp, vòng nào ra vòng nấy đốt mắt. Anh đã sớm quên mặt Lệ, cô lại cúi đầu nên anh không nhận ra. Đến khi Lệ ngẩng lên, hai mắt long lên rối rít xin lỗi, anh mới lờ mờ nhớ. Em xin lỗi, em không cố ý. Tại tối nay bố em phải vào viện mà em chưa về được nên em không tập trung. Anh chị thông cảm cho em với ạ. Vừa nói nước mắt Lệ vừa lăn dài. Phan Đức chau mày nhớ lại những lời cô ta từng nói với anh lần trước. Hừ một tiếng không đáp. Cô ta xin việc làm ở đây từ bao giờ thế? Mà kệ xác cô ta. Diệp Anh nghe vậy, cảm giác thương xót khiến cô không còn bực mình, chỉ nhẹ giọng nói. Vậy em nên xin quản lý cho nghỉ sớm mà về với bố đi, chị không sao đâu. Lệ vừa rơi nước mắt vừa nhỏ giọng. Em cần tiền mà, nghỉ thì làm gì có tiền, viện phí rồi đủ thứ, lúc này càng cần tiền. Chị không trách em là em cảm ơn chị nhiều rồi ạ. Cô phục vụ xinh đẹp nổi bật lại gây sự chú ý nên nhanh chóng lọt vào mắt nhiều công tử ăn chơi xung quanh. Người chú ý đến Lệ rõ nhất chính là Tùng Lâm. Anh ta tiến lại quan tâm hỏi han. Có chuyện gì thế? Sao lại khóc lóc trong buổi tiệc vui thế này? À, không có việc gì đâu ạ. Các anh chị cứ vui vẻ đi ạ. Lệ lập tức ngồi thụp xuống, dọn những mảnh ly rượu vỡ dưới nền nhà. Những ngón tay trắng muốt bất chợt bị thủy tinh cứa vào. Tùng Lâm bước nhanh đến tóm lấy tay Lệ. Cô đương nhiên không thích điều này. Người cô thích thì đang lo lắng cho đứa con gái ở trên thiên đường kia, còn cởi áo vest che vết rượu loang cho cô ta. Cay thật. Em có làm sao không? Anh thấy chảy máu rồi đấy. Thôi đừng làm nữa. Tùng Lâm lấy giấy ăn thấm vết thương trên tay Lệ. Cô lập tức giật tay lại. Diệp Anh có chút thương hại cô ta nên bước đến hỏi thăm. Anh ấy nói đúng đấy em ạ. Em nên nghỉ ngơi đi. Tiền công tối nay chị sẽ nhờ quản lý trả đủ cho em. Diệp Anh nhìn Phan Đức. Cô cảm thấy muốn anh lên tiếng. Tiền công cho cô ta cũng không đáng bao nhiêu. Tối nay anh là người bao chọn resort này thì anh cần ra mặt. Phan Đức bực bội nói. Cô nghe bạn gái tôi nói gì rồi đấy. Về quê với bố cô đi. Tiền công cả tháng này tôi sẽ bảo quản lý trả cho cô. Lệ sụt sùi cảm kích, nước mắt vẫn lăn trong nghẹn ngào mà nói. Em cảm ơn anh chị. Anh chị thật là những người tốt hiếm có. Nhưng thôi, em không cần vậy đâu ạ. Nói xong, Lệ vội lùi nhanh kẻo bị quản lý phát hiện. Tùng Lâm ngẩn ngơ nhìn theo Lệ. Anh ta liền bám theo, mặc kệ đứa con gái anh ta mang đến đây. So ra thì cô nhân viên phục vụ này đẹp hơn cô ta ít nhất 10 lần. Con nhỏ đang cần tiền phải không ta? Quá tốt. Lệ bực mình khi có kẻ bám theo. Những gã ăn chơi cô chỉ cần ngửi mùi đã biết ngay, dứt khoát không phải là tuýp người cô thích. Cô có ý định ghi ấn tượng đáng thương với Phan Đức rồi sẽ tìm cách báo đáp ân tình. Đàn ông chỉ cần có tình thương cùng rung động trước vẻ đẹp của cô, chắc chắn rồi cô sẽ có anh. Con nhỏ kia xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng nhìn hơi non nớt, so với độ quyến rũ mặn mà thì chắc chắn là cô hơn. Em gái, Em tên gì, bao tuổi, quê ở đâu? Mà ban nãy anh nghe loáng thoáng bố em bị sao phải vào bệnh viện à? Anh say rồi đấy, em có việc phải đi bây giờ, anh trở lại bữa tiệc đi thôi. Lệ cất giọng ngọt ngào thường dùng với đàn ông, tìm cách làm tránh Lâm. Anh ta không chịu, bất ngờ ôm chụp lấy cô từ phía sau. Mẹ cái thằng này, cô muốn quát vào cái mặt gã nhưng không muốn làm ầm ĩ, chỉ tìm cách đẩy gã ra khỏi người. Em cần bao nhiêu tiền anh cũng cho em được, đêm nay chiều anh đi bé. Anh buông tôi ra đi, tôi hét lên bây giờ. Phan Đức đưa Diệp Anh đi thay đồ nên cũng đi ngay phía sau. Lệ nhìn thấy Phan Đức, hai mắt cô sáng lên, cơ hội chính là đây. Tỏ vẻ đáng thương luôn là cách lấy lòng đàn ông tốt nhất. Anh Đức ơi, anh cứu em với! Cô hét to, khuôn mặt giàn giũa nước mắt nhìn Phan Đức, quả thực hết sức đáng thương. Tùng Lâm giật mình khi nghe cô gọi tên Phan Đức, có chút hối hận vì hành động khinh suất của mình. Anh ta đành buông Lệ ra, lè nhè giọng dịu nói: Đã ai làm gì em chưa? Anh say một chút, thông cảm cho anh nhé. Đây là các visit của anh, em cần gì cứ gọi cho anh. Nói xong, Lâm dúi một tấm các visit vào áo Lệ, cười nhe răng là lướt qua cả Phan Đức cùng với Diệp Anh. Diệp Anh cũng hết sức ngạc nhiên khi nghe cô ta gọi anh Đức, như thể cô ta đã quen anh từ trước. Cắn nhẹ môi, cô quay sang khuôn mặt lộ vẻ tức giận của anh. Lau đi những giọt nước mắt đáng thương, Lệ dương đôi mắt long lanh nhìn Phan Đức nhẹ giọng: May mà có anh ở đây, không thì em không biết phải làm sao với anh ta. Cô mà còn phải sợ đàn ông sao? Tôi chỉ e là chiều ngược lại đấy. Phan Đức mỉa mai nhếch nhẹ khóe miệng, không muốn đôi co với cô ta, nhưng Diệp Anh không chịu. Cô nhìn Lệ lập tức hỏi: Em quen anh Đức từ trước à? À, em cũng có quen biết anh ấy một chút, em xin phép đi trước ạ. Nói xong, Lệ lập tức bước nhanh vào một ngôi nhà gần đó. Diệp Anh cau mày nhìn theo cô ta, sau đó cô quay sang Phan Đức giọng chua hơn giấm: Cô gái đó xinh đẹp quá anh nhỉ? Làm sao đẹp bằng em được? Phan Đức thì thầm bên tai Diệp Anh nịnh nọt: Em đẹp nhất thế giới này. Lòng cô rộn ràng lắm nhưng cô vẫn bĩu môi, cảm giác bứt rứt khiến cô không thoải mái. Sao ban nãy anh nói gì với cô gái đó thế? Cô ta không đáng để em bận tâm đâu, mình đi thôi. Không đáng là thế nào? Với phụ nữ thì cực kỳ đáng quan tâm luôn. Diệp Anh hơi bực bội nhưng cô cũng không nói thêm. Trong lòng cô xuất hiện cảm giác nghi kỵ. Cô gái kia hết sức xinh đẹp, có thể nói cô ta là kẻ đẹp nhất trong số những cô gái mà cô từng gặp. Một đứa con gái như vậy vô cùng đáng lưu tâm. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Phan Đức và cô ta có vẻ không được bình thường. Cột vết rượu vang trên váy len trắng trong toilet, cô chợt giật mình nhìn vào gương. Lệ đang tô son bên cạnh Diệp Anh, cô ta nhẹ giọng: Chị, nhìn chị với anh ấy bên nhau, em vẫn thấy chưa được quen chị ạ. Diệp Anh sững sờ khựng lại, cô mở to đôi mắt nai nhìn cô ta. Lệ lạnh giọng nhìn thẳng Diệp Anh thừa nhận: Anh ấy không nói gì về em với chị à? Đàn ông mà, bạc thật đấy. Cô là ai mà nói linh tinh thế hả? Trái tim Diệp Anh bất giác nhói lên. Chẳng lẽ cô ta là người yêu cũ của anh sao? Anh Đức có tính sạch sẽ lắm chị ạ. Mỗi ngày anh ấy tắm ít nhất 2 lần. Tắm xong lại không thích mặc đồ ngay đâu. Có lần mải ôm em mà khăn tắm rơi cả ra. Những thói quen của anh ấy chắc chị cũng biết phải không ạ? Diệp Anh đứng ngây như tượng gỗ. Những gì cô ta nói là sự thật sao? Cô, chính bản thân cô còn không biết những điều này về anh, vậy mà cô ta lại rõ ràng như vậy sao? Trái tim đau thắt như bị ai bóp nghẹn. Cô cảm thấy thở cũng khó nhọc, chỉ cố gắng trấn giữ cảm xúc đau đớn trong lòng mà nói: Cô, nói với tôi những chuyện này làm gì? Nếu cô là quá khứ của anh ấy thì hiện tại tôi mới là bạn gái của anh ấy. Lệ rơi nước mắt, làm bộ đáng thương sụt sịt. Lệ sớm hiểu cô gái trước mặt là tuyết phụ nữ nhân hậu hiền lành, kiểu người được sống trong tình yêu thương từ nhỏ, mà cô có thèm khát thế nào cũng không bao giờ được như vậy. Chị, em cũng đang nghĩ chuyện cũ thì nên quên đi. Chính em đã cố gắng như vậy trước, nhưng mà chị cũng thấy đấy. Em hiểu anh ấy muốn xóa bỏ những gì đã có với em. Có ai muốn lộ ra cho bạn gái mới của mình quá khứ của mình đâu phải không chị? Chuyện cũ thực sự rất dài, nhưng tại em nên... Anh ấy rất hận em. Sau tất cả, em vẫn yêu anh ấy nhiều lắm chị ạ. Diệp Anh cứ chân mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang rơi lệ sầu thảm trước mặt. Những gì cô ta nói có phải là sự thật không? Vậy cô muốn gì? Diệp Anh đanh giọng, con người đen láy long lên nhìn Lệ. Cô ta nói với cô những điều này có phải là... Chị, em xin chị hãy để em quay lại với anh ấy có được không? Chị xinh đẹp lại có điều kiện, còn em chỉ là con nhỏ nhà quê lên thành phố, may mắn được quen biết anh ấy. Vì hoàn cảnh mà em phải bỏ đi giọt máu của em với anh ấy. Có lẽ cũng vì thế mà anh ấy hận em. Chắc chị không biết, Lúc trước em từng làm tiếp viên cho quầy bar. Người như em làm sao dám mơ đến anh ấy phải không? Vậy mà gặp anh ấy, yêu anh ấy rồi, em vẫn ngu ngốc mơ mộng đấy chị ạ. Tiếng sét đánh đoảng như dọi thẳng xuống đầu Diệp Anh. Cô choáng váng đến mức hai tay ù đi, còn mắt thì hoa lên, toàn thân bủn rủn. Cô phải chống tay vào thành bồn rửa mặt mới có thể đứng vững được. Người đàn ông mà cô yêu thương nhung nhớ mỗi giây phút bao ngày qua lại có quá khứ yêu đương với một cô gái quán bar, còn từng có thai với cô ta. Sau đó thì cả hai chia tay và anh coi như không quen biết cô ta. Nước mắt khẽ lăn, Diệp Anh vội lau đi. Những gì vừa nghe làm cô sốc đến mức còn chưa tin vào tai mình. Lệ cười thầm trong bụng, tự khen mình diễn quá ngon lành. Chuyện cô bịa ra y như thật thế này, có 10 cái miệng Phan Đức cũng không thể minh oan được. Ai bảo anh coi khinh cô làm gì? Khinh thường con Lệ này, anh sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy Đức ạ. Chị, anh ấy đã cố tình muốn quên em thì em nghĩ anh ấy sẽ chẳng bao giờ thừa nhận với chị. Nhưng em vẫn cứ yêu anh ấy, yêu đến ngu muội. Em vẫn mong có cơ hội quay về với anh ấy. Em xin chị hãy hiểu cho em. Lệ níu lấy tay Diệp Anh van vỉ, hai hàng nước mắt lăn dài. Diệp Anh quá sức dối, cô đẩy Lệ khỏi người mình đanh giọng. Tôi không biết, chuyện của hai người thì hai người đi mà xử lý với nhau. Nói xong, Diệp Anh bước nhanh khỏi toilet để không phải nhìn mặt cô ta thêm một giây phút nào nữa. Cô ta đẹp như vậy, có ai là đàn ông mà không mê cho được. Anh và cô ta, nếu quá khứ từng có mối quan hệ sâu đậm, cô cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể chấp nhận. Vậy mà cứ nghĩ đến việc anh cùng cô ta ân ái, cô lại đau đớn như trăm ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Cô và anh, cả hai chỉ mới bắt đầu, còn cô ta và anh lại gắn bó xác thịt sâu sắc đến như vậy sao? Phan Đức nhờ nhân viên tìm giúp một bộ váy giày mềm mại để Diệp Anh thay. Lúc này anh mới nhận được cầm trên tay. Đứng chờ Diệp Anh ở bên ngoài, vừa thấy cô bước ra, anh liền đưa chiếc váy vào tay cô, quan tâm hỏi. Nhìn em xanh quá, em có làm sao không? Em thay bộ đồ này vào kẻo lạnh đấy. Diệp Anh choáng váng đến mức quên cả vết nước trên váy len. Cô lắc đầu nói, em hơi mệt. Thôi, em không cần thay đâu, anh trả đồ lại đi, em có chuyện muốn hỏi anh. Phan Đức khẽ cau mày, trực giác mách bảo anh chuyện không đơn giản. Anh gật đầu, kéo Diệp Anh vào một căn phòng, cắm máy sấy vào ổ điện để sấy vết nước cho cô. Diệp Anh căng thẳng ngồi ngay ngắn như tượng sáp, mặc kệ Phan Đức sấy vết nước giữa hai chân. Vết rượu đỏ khốn nạn thật, đúng vào nơi ngã ba chân, khiến Diệp Anh không thể mặc kệ. Trong đầu còn đang rối tinh rối mù, đôi môi mím lại, cô nghiêm túc hỏi, cô phục vụ ban nãy, anh quen cô ta thế nào? Em vẫn nghĩ về cô ta à? Cô ta là ả làm gái, muốn tìm cách trèo lên giường của anh, không đáng để em bận tâm đâu. Phan Đức nhàn nhạt giải thích. Diệp Anh nghe những lời anh nói, trong đầu cô là muôn vàn suy nghĩ. Lời của anh liệu có đáng tin hay không? Tại sao lại có ả gái xuất hiện trong cuộc sống của anh mà tìm cách trèo lên giường? Người đàng hoàng có thể nào lại gặp? Nếu cô hỏi thẳng anh, liệu anh có chối như cô ta đã giáo trước không? Cô có thể tin anh hay là tin cô ta? Cô ta biết thói quen của anh có đúng không? Nếu chỉ là kẻ tìm cách quyến rũ anh mà bị anh từ chối, thì cơ hội nào cho cô ta biết được chứ? Cảm thấy đủ khô giáo, Phan Đức ngừng sấy, bàn tay đặt lên nơi ấm nóng kiểm tra, làm Diệp Anh nóng bừng cả người. Căn phòng kín chỉ có hai người, tiếng tim đập rộn ràng, hơi thở phản phất mùi rượu còn vương lại, đôi mắt ai kia như chứa cả bầu trời yêu thương say đắm. Đàn ông đã yêu là chỉ nghĩ đến cái giường, anh đâu có ngoại lệ. Diệp Anh cúi khuôn mặt hồng rực như mặt trời nhỏ, cô chưa sẵn sàng cho chuyện thân mật này. Cô và anh, nói gì thì nói, mới gặp nhau có mấy lần, dù cô có thích anh đến đâu đi chăng nữa thì cô vẫn cảm thấy quá nhanh. Trên hết, cô cũng không muốn vượt rào trước hôn nhân. Lại còn chuyện với cô gái kia, cô vẫn cảm thấy lấn cấn không tin tưởng ở anh. Anh có thói quen tắm mỗi ngày ít nhất 2 lần à? Tắm xong, anh sẽ không mặc đồ ngay phải không? Diệp Anh hít một hơi, đỏ mặt hỏi thẳng. Phan Đức ngừng lại nhíu mày. Ai nói cho em biết thế? Vậy là đúng sao? Diệp Anh thẫn thờ như hụt chân, cô nghẹn giọng. Cô gái đó đấy, cô ta còn nói anh và cô ta từng yêu nhau, thậm chí còn có với nhau cả đứa con trong bụng bị cô ta phá đi. Phan Đức sững sờ, hai con mắt chuyển màu đỏ vằn căm giận. Con quỷ cái kia, nó bịa chuyện gì mất dạy thế? Phan Đức đứng bật dậy, cơn tức làm đầu anh muốn bốc khói, anh đanh mặt nói. Đi, anh với em đi tìm cô ta 3 mặt 1 lời. Sao con khốn đó lại dám nói láo như thế chứ? Nó trèo lên giường của anh không được, giờ lại bày trò phá đám à? Diệp Anh có chút vui mừng trước thái độ tức giận như núi lửa bùng phát của Phan Đức. Cô cũng bước nhanh theo anh ra ngoài. Lệ đâu có ngốc nghếch, cô ta đã sớm chuồn rồi, còn gửi lại một bức thư mà chính gã vệ sĩ bị mua chuộc đưa vào tay Diệp Anh cùng với Phan Đức. Gã nói: "Anh Đức, ban nãy có đứa con gái nhờ em gửi cho chị Diệp Anh bức thư này anh ạ." Phan Đức cùng Diệp Anh cùng mở ra đọc những dòng chữ trên tờ giấy gấp tư. "Chị, anh Đức khinh em là gái quán bar nên đã chán em rồi, anh ấy vứt em đi, còn tuyệt tình cạn nghĩa với em, nhưng em không trách anh ấy đâu. Cũng tại em có lỗi với anh ấy trước. Anh Đức thích ăn cá, ngày nào anh cũng được ăn cá mà sao không chán. À, anh còn thích nhất ô liu đen muối nữa chị ạ. Em vẫn mong được chăm sóc cho anh, nhưng trước lúc đó chị hãy giúp em chăm anh nhé." Khuôn mặt Phan Đức đỏ lên vì tức, anh muốn vò nát tờ giấy nhưng Diệp Anh giữ lại. Cô lạnh giọng hỏi: "Cô ta biết hết sở thích và thói quen của anh. Em phải tin anh thế nào?" "Cô ta được ba anh thuê làm giúp việc. Những chuyện cô ta nói người giúp việc nào cũng biết. Em cứ hỏi ba anh hay người trong nhà anh sẽ rõ." Tất cả những người của anh đều hoàn toàn có thể che giấu cho anh. Hơn hết, kẻ không đáng tin nhất thế giới này chính là lão Hùng. Nhìn vẻ lưỡng lự, sắc mặt xám xịt của Diệp Anh, Phan Đức quắc mắt nói với gã vệ sĩ: "Cậu điều tra về con khốn đưa cậu lá thư này đi, tóm cổ cô ta nộp cho tôi." "Vâng, anh cứ chờ tin em ạ." Gã ta nhanh chóng rút lui, khóe miệng khẽ cong lên. Nhờ ai chứ lại nhờ gã tìm lệ, đúng là giao chứng cho ác. Diệp Anh bần thần đứng đó, những gì con nhỏ xinh đẹp kia nói quả thực đáng tin. Còn anh, cô biết được bao nhiêu về anh đây? "Anh, em muốn về, anh cho em về có được không?" Diệp Anh buồn bã nói, đầu óc cô muốn nổ tan tành vì muôn vàn suy nghĩ. Người đàn ông đẹp trai mà cô say mê đang đứng trước mặt. Lúc này sao anh quá xa xôi, anh và cô như thể ở hai thế giới khác biệt mà cô phải chùn bước. Anh không đơn thuần như cô. Đúng, anh là ai chứ? Anh là Phan Đức, tổng giám đốc của Sơn Hải ma quỷ, chuyên mua các công ty nhỏ kia mà. Cô đã ngốc nghếch cả tin quá rồi. Anh che đậy quá khứ với ả gái điếm đó. Anh muốn vứt bỏ quá khứ, muốn tẩy trắng phải không? Điều cô cần ở anh là niềm tin, nhưng anh vẫn chưa thể cho cô. Thà anh thừa nhận, anh thẳng thắn với cô, có khi cô lại còn chấp nhận quá khứ của anh. Dù lòng đau đớn vô cùng, nhưng cô là kẻ biết điều, quá khứ ra sao cũng là quá khứ. Vậy mà anh cứ một mực phủ nhận, làm sao cô có thể tin anh đây? "Em cứ ở lại đây đi, sáng mai anh đưa em về, giờ muộn rồi." "Em muốn về." Diệp Anh sụt sịt, cô cần được yên tĩnh một mình. Cô không muốn chống đối bố cô thêm nữa. Chắc chắn lúc này bố cô đang vô cùng lo lắng. Vậy mà cô, vì một người đàn ông cô không rõ con người anh ta thế nào mà lại vui vẻ ở chốn này. Cô thật là kẻ chẳng ra gì. "Anh không đưa em về thì em tự về." Dứt lời, cô cứ vậy bước về phía cổng resort. Phan Đức biết lúc này anh cần cho cô thời gian. Mọi lời anh nói cô đều không tin, có giữ cô lại cũng chẳng ích gì. Thở hắt ra một hơi, anh gọi vệ sĩ đưa cả hai trở lại thành phố. Trên xe, Diệp Anh mệt mỏi trầm lặng, hai mắt thẫn thờ nhìn qua cửa kính. Phan Đức vừa va chạm vào cô đã đẩy anh ra. "Anh đừng chạm vào em xin anh." Cô lắc đầu chua xót, nước mắt lăn dài trên má. Những gì vừa trải qua cho đến lúc này, cô vẫn cảm thấy chưa thể chấp nhận được. Quá khứ của anh, cô chưa bao giờ có thể mường tượng được. Cảm giác trong lòng giống như bị anh lừa gạt. Nhưng anh đâu có lừa gạt cô. Anh thích cô, anh theo đuổi cô. Anh đâu có nói anh chưa từng có ai trước cô. Vậy mà biết khi trước anh từng quan hệ với gái điếm đến mức có con với cô ta, tại sao cô lại cảm thấy ghê tởm anh như vậy? "Anh phải làm sao em mới chịu tin anh? Anh chưa từng có ai, em là người con gái đầu tiên anh thích." Phan Đức nuốt nghẹn giải thích. Diệp Anh mở to hai mắt long lanh nước nhìn anh. Ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc. Anh vừa khẳng định với cô điều gì vậy? Cô hít một hơi gạt nước mắt nói: "Em cũng muốn tin anh, nhưng tại sao anh lại quen với cô ta? Nếu anh đứng đắn đàng hoàng thì cô ta đâu dễ tiếp cận anh được chứ." Phan Đức thở hắt ra một hơi. Ít nhất cô cũng chịu nghe anh giải thích. Anh gật đầu nhẹ đáp: "Ba anh đem cô ta đến. Ông ấy sợ anh bị gay. Ông ấy còn thuê cô ta làm giúp việc để lôi kéo anh." Diệp Anh sững lại. Kẻ chơi bời trác táng lại bất nghĩa bất tín như Phan Hùng, lão ta hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện cực kỳ vô lý này. Hai má Phan Đức hơi ửng hồng trước những lời mà anh chẳng muốn thừa nhận với Diệp Anh. Anh trầm giọng nói tiếp: "Em đã thấy anh thường đeo găng tay phải không? Anh bị dị ứng mồ hôi. Từ nhỏ đến giờ, anh rất ngại đụng chạm cơ thể người khác. Nhưng với em thì lại khác, anh luôn muốn được chạm vào em. Em là món quà mà ông trời đem đến cho anh." Diệp Anh vẫn cứ ngây ra nhìn anh. Những lời ngọt ngào mà anh nói là sự thật sao? Cô đang nằm sâu dưới 18 tầng địa ngục, bất chợt được những lời của anh nâng lên tận đỉnh thiên đường. Cơ thể cô bất giác rùng mình, làm anh vội ôm cô vào lòng. Trong lòng anh, cô ngước mắt nhìn khuôn mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng của anh. Hai mắt cô long lanh hạnh phúc nhưng cũng chứa đựng âu lo khôn xiết. Tin anh, cô có quá nhẹ dạ cả tin để bị anh lừa phỉnh hay không? Anh không bao giờ muốn em phải lo nghĩ. Anh cũng đã hứa với bố em sẽ không làm gì em hết. Nhưng tốt hơn em nên về nhà. Anh xin lỗi đã làm em sợ. Còn con mất dạy kia, anh sẽ tìm nó, bắt nó phải nói sự thật với em. Diệp Anh gật đầu chấp nhận, khóe môi Đức vẽ thành đường cánh cung hài lòng, vòng tay ôm thêm siết chặt cô trong lòng anh ấm áp. Anh chỉ muốn đem cho em những gì tốt đẹp nhất anh có thể. Em tin anh một điều ấy thôi cũng được. Nước mắt Diệp Anh lại lăn dài, nhưng là những giọt lệ hạnh phúc. Cô nhắm hở đôi mắt sợp như đen nhánh để mặc dòng chất lỏng mặn mòi lăn nhẹ qua môi. Cô sẽ tin điều anh nói. Anh muốn đem cho cô hạnh phúc. Những gì anh làm cho cô chẳng phải là vậy hay sao? Những kẻ muốn quyến rũ anh, muốn một bước lên giường của anh, chắc chắn đếm cả ngày không hết. Cô cũng chẳng nên dễ dàng tin con nhỏ kia. Xe hơi dừng trước cổng nhà. Diệp Anh từ biệt Phan Đức trong vẻ luyến tiếc của anh. Em phải về rồi, lúc khác gặp anh. Chờ một chút, em cầm lại thứ này đi, giúp anh thuyết phục bố em được không? Diệp Anh gật khẽ, đón lấy túi sách Phan Đức đưa từ trong cốp xe. Anh mỉm cười yên tâm, mở cửa sau xe ngồi vào, hướng mắt dõi theo cô qua cửa kính. Trên hết lúc này, cô muốn có thời gian bình tĩnh lại sau mọi chuyện, cũng để bố cô yên lòng. Bấm chuông cổng, cô nhìn vào trong nhà chờ đợi. Cô Diệp Anh về rồi đấy à? Cả nhà lo lắm cô có biết không? Chị giúp việc sấp ngửa chạy ra mở cổng cho cô. Nhìn chiếc xe hơi sang trọng vừa rời khỏi, chị thở dài một tiếng, kéo Diệp Anh vào nhà rồi khóa cổng lại. Thằng đấy đưa cô về đấy à? Ông tức lắm đấy cô ạ. Cô liệu mà nói nhá. Em biết rồi, cảm ơn chị. Diệp Anh vào phòng khách. Bố cô đã biết cô về. Ông hử lạnh nhìn con gái, vừa tức giận lại vừa mừng rỡ khi cô không đi qua đêm. Đồng hồ lúc này điểm 10 giờ. Ông vẫn phải ngồi một chỗ, bên cạnh là xe đẩy cho ông tựa. Vẫn còn biết đường mà về nhà đấy à? Tao tưởng mày bỏ nhà theo nó luôn rồi. Bố, anh Đức là người tốt. Dù lão Hùng không ra gì, nhưng anh Đức khác lão ta. Chuyện chiều nay cũng là bất đắc dĩ thôi. Ngu lắm con ạ. Thế nó với mày đã xảy ra cái gì chưa? Ông quát lên, muốn đứng dậy cho đứa con gái ngu ngốc một bạt tai nhưng bất lực. Chỉ quắc mắt nhìn, Diệp Anh đỏ mặt trả lời. Bố, anh ấy không làm gì sai với con hết. Anh ấy chỉ muốn tốt cho con thôi. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ông không nói gì thêm, chỉ xua tay gắt. Đừng bao giờ làm bố mẹ mày lo thế nữa. Còn nữa, thằng đó chúng tao không bao giờ chấp nhận đâu. Diệp Anh biết lúc này cô không thể nói gì khác ngoài việc để bố cô trấn tĩnh lại. Cô nhìn mẹ áy náy rồi bước nhanh lên phòng. Ông Thành trao mày bực bội, cầm điện thoại gọi báo cho con rể tương lai. Nam à, gái Diệp Anh nó vừa về rồi. Chú cảm ơn cháu đã vất vả vì nhà chú. Cháu có làm được gì đâu ạ. Cháu cũng muốn tìm kiếm em ấy mà khó quá chú ạ. Ừ, thôi cháu ngủ sớm đi. Thằng kia với con bé cũng không có gì đâu cháu ạ. Con bé tỉnh táo lắm. Ông còn nói thêm mấy câu để phòng Thành Nam chùn bước. Gì chứ phải cẩn thận, kiếm được thằng con rể như nó đâu phải là dễ. Nó mà chê con gái ông là hỏng chuyện. Thành Nam hừ một tiếng, ném điện thoại ra bàn. Ban nãy con Lệ cùng thằng Khải vệ sĩ đều nhắn báo tình hình êm xuôi, thành công làm hai đứa kia lục đục giận hờn bỏ về thành phố. Trong lúc bữa tiệc vẫn đang diễn ra, con Lệ còn nói: tạm thời tôi phải trốn đi đã, tôi bịa chuyện quá đà, giờ sợ Phan Đức bắt lại. Dù Khải có bao che nhưng còn lão Hùng, lão vốn biết tôi làm việc ở Nhật Nguyệt. Ok, được việc đấy, tôi sẽ chuyển nốt tiền cho cô. Tôi trốn đi đâu được, anh nghĩ cho tôi xem. Cô đi đâu là chuyện của cô chứ, liên quan chó gì đến tôi? Tôi không biết, anh mà không bảo vệ tôi thì tôi sẽ khai ra chủ mưu là anh. Khi đó em Diệp Anh của anh sẽ biết bộ mặt thật của anh đấy. Thành Nam cau mày tức tối, cuối cùng đành nói: người của tôi sẽ đưa cô đến chỗ khác, bao giờ yên ổn thì về. 200 triệu? Cô bị điên à? Anh phải chịu trách nhiệm vì tôi không thể kiếm tiền, lại còn phải trốn chui trốn lủi nữa. Ai bảo cô bịa chuyện ngu làm gì? Tôi thách anh bịa chuyện khôn đấy. Tóm lại, đưa 200 triệu cho con Lệ này, nó sẽ tự xử lý em, không cần phiền đến anh, ok? Con đĩ này cũng chó má thật, nó dùng chính việc này để tống tiền anh. Được, nó nên biết anh là ai. Thế này đi, tôi cho cô suy nghĩ lại. Cô không muốn Phan Đức tóm cổ cô đúng không? Vậy nếu kẻ tóm cổ cô là tôi thì sao? Cô cứ nói đi, nói hết đi. Nói xong xem cô còn mạng mà hít thở không. Anh... Đúng là kẻ cắp gặp bà già. Lệ ức đến nghẹn họng. Thằng ki bo thâm nho nhọn đít này đúng là không dễ chơi, chó thật. Tao cho mày 10 triệu, cuốn gói khỏi đây. Bao giờ thằng Đức chán tìm, mày thích về thì về. Sau câu gằn giọng là tiếng ngắt máy khô khốc. Lệ căm phẫn cắn răng vào môi. Việc quyến rũ Phan Đức đã khép lại kể từ lúc cô bịa chuyện, mà chính xác là cô chưa từng có bất cứ hy vọng nào với hắn. Sáng hôm sau, Khải bước vào phòng báo lại tin cho Phan Đức. Âm giọng gã đầy áy náy. Anh Đức, gã quản lý resort nói gã không biết đứa con gái em tả là ai, nên em chẳng có manh mối nào anh ạ. Phan Đức trừng mắt. Chẳng lẽ con khốn nạn đó cố tình bám theo anh đến resort để phá đám? Nó mất công bày mưu tính kế như thế để làm gì? Chỉ để trả đũa sao? Hay là chính ba anh cố tình bày ra chuyện này để phá anh với Diệp Anh? Anh bực bội xua tay cho Khải lui, bấm điện thoại gọi ba anh. Ba, con nhỏ hôm trước ba thuê lẻn vào phòng con. Nó là con nào? Ở đâu ạ? Ông Hùng nhớn mày ngạc nhiên hỏi. Con thích nó rồi à? Nó là Lệ, hàng đẹp nhất quán ba Nhật Nguyệt nổi tiếng thành phố mình đấy con ạ. Này, chơi thì chơi, chứ ba không chấp nhận đứa con dâu như nó đâu nha. Con muốn bóp cổ nó chết tươi. Ông Hùng há hốc mồm. Cái thằng không thích thì thôi, ghét gì mà ghét ghê thế. Phan Đức nghiêm giọng. Ba, có phải chính ba thuê nó bám theo con để phá đám con với Diệp Anh không? Ông Hùng trợn tròn mắt gắt lên. Con nói linh tinh cái gì thế? Ba ghét lão Thành thật, nhưng ba không chơi bẩn với một đứa con gái đâu. Mà này, con với con bé đó đến đâu rồi? Chúng con sắp lấy nhau rồi. Ông Hùng há hốc mồm lần hai. Ngay sau đó ông nghe tiếng ngắt máy bất thình lình. Phan Đức cho người tìm Lệ ở quán Nhật Nguyệt. Kết quả báo về, cô ta đã xin nghỉ từ đêm qua. Chuyện không ngoài dự tính. Còn mất dạy đó sợ anh truy nã ra nên đã chuồn sớm. Anh xì một tiếng, sai đám vệ sĩ tiếp tục tìm kiếm. Bao giờ tìm ra nó mới thôi. Lòng bừng bừng lửa giận, anh mở mạng xem tin tức. Bất ngờ hai mắt anh long lên trước những dòng tít giật gân. Tổng công ty Sơn Hải làm nhiều trò bẩn hãm hại đối thủ không từ thủ đoạn. Tổng công ty Sơn Hải bắt cóc con gái giám đốc Thành Vinh để trả thù. Những tin tức này đi kèm bằng chứng vụ kiện tụng của Thành Vinh với Sơn Hải, rồi cả những hình ảnh camera hành trình trên xe hơi đưa đón Diệp Anh chiều hôm qua. Sau đó không lâu, điện thoại đổ chuông khắp nơi làm Phan Đức muốn điên lên. Kẻ nào tung những tin này? Anh đã dùng tiền dẹp yên tất cả, tại sao lại có kẻ đào bới lên được? Anh cau chặt hàng mày, sắc mặt lạnh lùng. Kẻ đó chỉ có thể là ông Thành, bố của Diệp Anh mà thôi. Diệp Anh cũng sững sờ trước những gì cô đọc được. Bố. Cô nghĩ ngay đến ông Thành, bực bội cau mày gọi điện về cho ông. Bố, những bài báo đó có phải là bố cho người tung lên không ạ? Bọn Sơn Hải xứng đáng bị như thế. Cô thở hắt ra gay gắt nói tiếp. Bố có biết vụ kiện đó, chúng ta thắng được nhiều tiền như vậy, là nhờ anh Đức giúp sức hay không? Lão Hùng danh ma đến thế mà chịu phải trả tiền cho bố không thấy nghi ngờ gì à? Con cứ bênh nó chằm chặp, chúng ta có nhân chứng vật chứng, nó làm gì được mà giúp sức hả? Vụ nó bắt cóc con, bố chỉ đang dọa nó thế thôi, chứ nó mà làm gì con, bố nhất định sẽ kiện nó ra tòa, để xem bao nhiêu bài báo thế này, rồi ai mua hàng của bọn nó, xem còn ngông nghênh được nữa hay không. Bố, cả chuyện công ty Hoàng An trợ giúp chúng ta xây dựng lại nhà xưởng, thực chất chính là anh Đức giúp chúng ta. Nhà mình đã không cảm ơn anh ấy thì thôi, cũng vì bố ghét anh ấy, nên anh ấy không muốn con nói ra, cuối cùng anh ấy cứ bị mang tiếng xấu mãi. Diệp Anh sụt sịt, nói tất cả những gì có thể để bênh vực Phan Đức, không ngờ lại khiến ông Thành nổi khùng lên. Con nói cái gì? Bọn Hoàng An chính là do thằng Đức đứng sau sao? Lâu nay bố cứ thắc mắc, tại sao bọn nó lại chi tiền cho chúng ta? Hóa ra, tất cả là âm mưu của bố con nhà nó. Bọn Sơn Hải phóng hỏa đốt nhà tiêu diệt chúng ta, giờ bọn chúng xây dựng lại trên đất của chúng ta, với danh nghĩa là nhà kho của bọn chúng. Diệp Anh, tại sao con lại ngu muội chấp nhận vậy hả con? Chúng ta sắp mất tất cả vào tay bọn chúng rồi đấy. Con hủy hợp đồng đi cho bố, lập tức hủy đi. Chúng ta không cần bọn nó xây dựng nữa. Cô sững lại, tự cảm thấy mình đã khinh suất khi tiết lộ sự thật cho bố cô biết. Trên hết, cô không thể ngờ bố cô có thể suy diễn mọi chuyện theo hướng tiêu cực như vậy. Cô sụt sịt nghẹn giọng thuyết phục. Bố, anh Đức buộc phải làm hợp đồng vì biết bố sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ của anh ấy. Cái gì mà kho để hàng chứ? Đó chỉ là cái cớ để hợp lý việc giúp đỡ mà thôi. Nếu Hoàng An giúp không chúng ta thì làm sao có thể nhận được sự tin tưởng chấp nhận phải không bố? Con yêu nó rồi đầu óc làm sao mà sáng suốt được. Con lập tức hủy hợp đồng đi cho bố. Có phải đền bù bố cũng làm, không thể để bọn chúng xây dựng trên đất của chúng ta được. Hủy đi rồi thì chúng ta lấy đâu ra tiền mà xây hả bố? Bao nhiêu tiền chúng ta đều dồn nhập hàng rồi bị lửa thiêu hết. Giờ nhà xưởng xây dựng còn dang dở, khách thì đang đợi hàng. Bố sẽ có cách. Quan trọng bây giờ con báo cho Hoàng An là chúng ta hủy hợp đồng đi. Diệp Anh thở hắt ra, cô không thể thuyết phục bố, ông cũng có lý của ông. Làm sao ông dễ dàng tin con trai của kẻ đã trực tiếp hãm hại mình, muốn ăn tươi nuốt sống mình được chứ? Cô quyết định gọi điện cho anh để báo tình hình. Lúc này cô chỉ có thể nghe anh, âm giọng trầm trầm của anh vang lên. Diệp Anh, mấy bài báo mạng em đã đọc được chưa? Có phải là do bố em thuê người viết hay không? Cô chua xót đáp lời. Vâng, em rất tiếc. Bố em cũng đã biết Hoàng An là do anh đứng sau. Giờ bố em muốn hủy hợp đồng với Hoàng An, nhà xưởng còn dang dở như vậy. Phan Đức im lặng, anh chau mày hỏi. Trận cháy vừa rồi đã thiêu hết hàng hóa của Thành Vinh, tổn thất không hề nhỏ. Thành Vinh đủ khả năng đền bù hợp đồng và xây dựng tiếp chứ? Em không rõ. Em còn không tin anh sao? Anh có thể tự mình điều tra, nhưng anh muốn hỏi em. Vâng, tình hình tài chính của Thành Vinh hiện tại rất kém, sẽ không đủ đâu ạ. Phan Đức khẽ cười, anh nhẹ giọng. Cảm ơn em. Bảo bố em chuẩn bị tinh thần đền bù đi nhé. Chắc ông ấy cũng sẵn sàng rồi đấy. Phan Đức nói vậy, không chờ cô trả lời, anh liền ngắt máy. Diệp Anh thẫn thờ, chẳng hiểu anh sẽ làm gì nữa. Chỉ là trái tim cô bất giác đập rộn ràng trong lồng ngực. Sâu trong lòng cô tin ở anh. Ông Hùng tức giận đập cửa thư phòng của Phan Đức. Vừa vào phòng ông đã nói: Con làm cái trò gì thế? Bắt cóc bắt ếch cái gì thế hả? Mang tiếng Sơn Hải quá rồi đấy. Chuyện kia bị lộ thì không nói, nhưng con lại còn làm xấu mặt cả Sơn Hải thêm nữa. Giờ cổ phiếu của chúng ta đang lao dốc không phanh, con biết không? Ba lo gì, họ chơi bao lá cải thì chúng ta cũng chơi lại thôi. Vấn đề là con muốn lấy vợ ba ạ. Cái gì? Ba không chấp nhận con bé đó đâu. Ba có muốn có cháu đích tôn không? Con sẽ chỉ lấy Diệp Anh thôi. Mẹ con mà biết chuyện thì bà ấy dứt khoát không đồng ý đâu. Xưa nay con không nghe ba, nhưng mẹ con luôn là người con thương nhất. Con hãy vì mẹ của con đi. Con sẽ thuyết phục mẹ. Phan Đức không tranh cãi với ba anh thêm nữa. Anh tập trung vào laptop trên bàn, mặc kệ ba anh bực bội rời khỏi phòng. Ông Hùng tuy chơi bẩn với người ngoài, lại có tính trăng hoa ong bướm, nhưng ông chỉ có một mình anh là con. Xưa nay ông vừa nể vừa chiều anh. Quả nhiên, bà Phương Mai nghe chuyện từ trợ lý của ông Hùng, mặt bà tái đi. Bà lập tức gọi Phan Đức về để bà nói chuyện. Sau bữa tối của hai mẹ con, bà lo lắng nhìn cậu con trai luôn là niềm tự hào của bà, nhẹ giọng hỏi. Mẹ nghe chuyện con yêu con gái của giám đốc công ty Thành Vinh. Hai nhà đang hận thù nhau như thế, làm sao mà cưới xin gì được. Con muốn lấy vợ thì mẹ có cả tá tiểu thư dòng dõi ngoan hiền cho con lựa chọn. Chấm dứt với con bé đó đi cho mẹ. Mẹ cũng biết vốn con không muốn lấy vợ, giờ có người con muốn, mẹ phải mổ bò ăn mừng mới đúng chứ. Diệp Anh là cô gái tốt, chắc chắn mẹ sẽ thích cô ấy thôi. Nhưng mà hai nhà không nhìn mặt nhau được thì làm thông gia cái kiểu gì? Đâu cần phải làm thông gia tốt đâu, thông gia ghét nhau cũng là thông gia mà. Con đừng có ngốc nghếch như thế, lấy người nào mà cần phải tương xứng nữa con à. Nhà nó đâu thể trợ giúp gì được cho mình. Mẹ muốn con vào chính trường, đó mới là con đường bền vững của Sơn Hải. Mẹ, con sẽ không làm như vậy đâu. Con chúa ghét đấu đá chính trường. Mẹ tập thương con dâu mẹ dần đi. Diệp Anh không giỏi chiều lòng người khác, nhưng cô ấy là người con yêu. Nếu mẹ dứt khoát không đồng ý thì sao? Bà Mai nghiêm giọng. Phan Đức lạnh lùng đáp: Con sẽ cùng Diệp Anh đi thật xa cho mẹ đỡ bực mình. Bà Mai chẳng thể nói nổi, hậm hực bỏ về phòng. Phan Đức khẽ lắc đầu. Hạnh phúc của anh tất nhiên không thể bị tác động bởi bất cứ ai được. Sáng hôm sau, quản đốc Huân của Thành Vinh thay mặt ông chủ đến gặp giám đốc của Hoàng An, Phạm Tùng Lâm áy náy nói: Anh Lâm, Thành Vinh chúng tôi cảm ơn ý tốt của Hoàng An, nhưng chúng tôi muốn chấm dứt hợp đồng. Lâm đã nghe Phan Đức nói về chuyện này, anh ta nhếch nhẹ khóe môi đáp: Thành Vinh nghĩ chấm dứt một lời là xong sao? Bao nhiêu tiền của chúng tôi dồn vào đấy, định cuối tháng này xong là sử dụng. Giờ muốn chấm dứt thì các người biết đường mà đền bù cho chúng tôi đi nhé. Vâng, chúng tôi cũng đã biết. Xin hỏi các vị muốn chúng tôi đền bù hợp đồng thế nào ạ? Gấp 5 lần số tiền chúng tôi bỏ ra. Tổng số tiền là 10 tỷ. Chắc các ông chưa quên trong hợp đồng có ghi rõ, nếu bên nào vi phạm thì sẽ phải tuân theo thỏa thuận đền bù chứ. Quản đốc Huân nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên dãy nảy. Cái gì? Các người muốn bóp cổ chết người khác à? Vừa phải thôi chứ. Thế nào? Các vị không có tiền đền bù phải không? Vậy thì cứ giữ nguyên hợp đồng đi nhé. Buổi họp mặt không được như ý, quản đốc Huân lập tức gọi điện thông báo cho ông Thành. Bên Hoàng An đòi chúng ta bồi thường 10 tỷ, gấp 5 lần số tiền bọn họ bỏ ra. Trong hợp đồng đã có ghi rõ, nếu bên nào vi phạm sẽ phải chịu đền bù theo thỏa thuận. Lúc ấy tôi nghĩ chúng ta có lợi như vậy thì sẽ không bao giờ vi phạm. Ông Thành tức đến sùi bọt mép. Ông biết ngay mà, dính đến cái lũ ăn cướp ban ngày ấy có bao giờ là tốt lành đâu. Con gái ông đúng là bán đứng ông rồi. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, ông nhất thời chưa nghĩ ra cách gì. Cuối cùng ông đành bấm máy gọi cho Thành Nam. Nam, chú đang gặp vấn đề hợp đồng xây dựng nhà xưởng với bên Hoàng An. Phan Đức là kẻ đứng đằng sau. Chú biết chuyện nên muốn phá hợp đồng. Bọn Hoàng An đòi chú đền bù 10 tỷ. Cay quá cháu ạ. Thành Nam sững lại. 10 tỷ không phải là con số nhỏ. Mục đích của Phan Đức không phải là tiền, mà hắn chỉ muốn ép ông Thành. Tất nhiên anh không dại mà bỏ 10 tỷ đồng để ông Thành nộp cho hắn. Nhưng anh cũng không muốn trơ mắt nhìn Diệp Anh đến với hắn. Chắc chắn hắn muốn mượn chuyện này để rước Diệp Anh về. Chú cứ để hắn xây dựng tiếp đi. Hắn muốn giúp chú không công mà. Cháu là người ngoài còn nhìn ra vấn đề nữa. Thành Nam buộc phải khuyên ông Thành bình tĩnh. Dù anh muốn đâm chọc, nhưng lúc này cũng không nên. Ông Thành vừa hận vừa sợ, nên mới nhìn không ra được bản chất. Nhưng đương nhiên anh hiểu hắn làm mọi chuyện này cũng là vì Diệp Anh. Ông Thành sững lại. Chẳng lẽ Phan Đức giúp Thành Vinh, chứ không phải có âm mưu chiếm đất như ông lo sợ. Nghe Thành Nam nói, ông ậm ừ dập máy. Lời của Thành Nam có ảnh hưởng lớn với ông, khiến ông tin tưởng mà chấp nhận, không thể phá vỡ hợp đồng lúc này. Phan Đức nghe Tùng Lâm đứng trước mặt anh báo cáo. Bên Thành Vinh chấp nhận tiếp tục hợp đồng ông nhé. Ông định làm gì tiếp đây? Tùng Lâm bĩu môi cười. Tên Phan Đức này yêu vào cũng điên lắm. Thế mà anh ta cứ tưởng hắn thuộc hẳn giới tính thứ tư chứ. Phan Đức mặc kệ thái độ của Lâm. Anh nhún vai. Dù sao mọi chuyện cũng không có gì thay đổi. Diệp Anh đang tập trung vào sổ sách. Bất ngờ cô nghe có chuông điện thoại. Thời gian gần đây Thành Vinh cắt giảm nhân sự sau vụ hỏa hoạn, nên cô làm trọng trách kế toán cho công ty gia đình luôn. Văn phòng chỉ còn có một mình cô. Anh à? Âm giọng nhẹ bẫng của cô vang lên. Đáp lại cô là âm thanh xây dựng chát chúa. Cô tròn mắt. Anh đang ở rất gần cô sao? Em xuống xưởng một lát đi. Diệp Anh tò mò bước xuống khu vực xưởng đang thi công. Một bàn tay kéo cô về phía sau bức tường mới hoàn thành, làm cô giật thót mình, tim cũng đập thình thịch. Nhận ra mùi hương quen thuộc của anh, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, quay người lại rồi há hốc miệng. Phan Đức mặc bộ đồ bảo hộ lao động xanh biển cùng chiếc mũ cối làm cô tròn mắt ngỡ ngàng, sau đó thì lại phì cười. Nhìn cũng hợp đấy. Diệp Anh gật gù trêu. Phan Đức mím môi cười. Cơ thể cao lớn trong bộ dạng lần đầu trải nghiệm, chính bản thân anh cũng thấy không quen, cảm thấy khá thú vị. Bố em nghĩ thế nào mà lại đổi ý thế? Em chịu thôi, chắc bố em nghe ra anh ạ. Cứ tưởng có cơ hội bắt vợ cơ. Diệp Anh chợt đỏ bừng hai gò má trước ánh mắt say đắm của người trước mặt. Cô lúng túng nói. Bắt gì ạ? Bố em cần tiền đúng chứ? Cô chẳng cãi với anh nữa. Anh cũng đầy một bụng âm mưu chẳng kém gì lão Hùng. Chỉ là anh mưu mô vì cô. Liệu có thể coi đây là lời bào chữa được không? Anh cũng không thích ép bố em. Diệp Anh gật đầu. Bố cô dễ bị kích động. Nếu anh muốn ép ông, chắc hẳn anh sẽ có cách. Chỉ là anh không muốn làm như vậy. Anh muốn ông ấy tự nguyện giao con gái cho anh. Vừa nói, anh vừa đưa bàn tay mềm mại của cô lên miệng hôn nhẹ. Cử chỉ vừa dịu dàng lại vừa trân trọng, làm trái tim cô mềm nhũn. Cô cúi khuôn mặt nóng bừng ậm ừ trong cổ họng. Đang giờ làm việc, em phải về phòng đây. Phan Đức lưu luyến nhìn theo bóng dáng cô khuất dần vào dãy nhà văn phòng. Đôi mắt anh nheo nheo lại. Anh muốn bố cô tự nguyện, nhưng nếu ông ấy quá cố chấp thì tất nhiên anh sẽ có cách. Chiều hôm ấy, Diệp Anh được vệ sĩ đưa về nhà. Cô khẽ nhíu mày khi thấy xe hơi của Thành Nam. Đã lâu rồi Nam không sang nhà, cũng không liên lạc. Cô đã nghĩ anh ta từ bỏ ý định với cô, vậy mà hôm nay lại thấy anh ta ở đây. Không chỉ có Thành Nam ngồi trong phòng khách nhà cô, mà cả bố mẹ anh cũng cùng ngồi bàn chuyện với bố mẹ cô. Cô sững sờ khi nghe đến hai từ đám cưới từ miệng của những người trong phòng. Bố cô đang hào sảng cười nói, dù vẫn phải ngồi yên một chỗ, nhưng sức khỏe của ông coi như đã hồi phục hoàn toàn. Có con gái lớn, như có quả bom nổ chậm trong nhà. Chúng ta cứ tiến hành thôi. Nó có ai đâu, anh chị cứ yên tâm. Anh Thành nói thế thì chúng tôi yên tâm rồi. Con bé nhà anh xinh đẹp giỏi giang quá, chúng tôi cứ sợ nó chê con trai chúng tôi cơ đấy. Đâu có đâu, con gái nó hay ngượng thôi. Thế hôm nay bàn bạc vậy là xong xuôi rồi nhỉ? Hẹn anh chị cuối tuần chúng ta lại gặp nhau. Hôm ấy chọn ngày đẹp là tiến hành thôi ạ. Diệp Anh cứ đứng chết chân ngoài cửa phòng. Cô không thể xông vào gào thét khi bên trong đã bàn tính xong xuôi. Làm như vậy chắc chắn bố mẹ cô sẽ vô cùng mất mặt, cũng mang tiếng không biết dạy con. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất trong truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 2.